Hoàng Kim Sư Tử thay đổi tư thái lớn, cùng Khương Phàm xưng huynh gọi đệ, sau đó rút khỏi Bá Vương Chiến Quốc ngay trong đêm. Nhị hoàng tử Cổ Hoa nhận lời mời nhiệt tình của tiểu hầu gia, tiến về hầu phủ dự tiệc. Liên tiếp hai đầu tin tức lập tức oanh động cả chiến quốc. Tất cả mọi người đều bị làm cho ngây người, hai đại hoàng tộc cao điệu giáng lâm, còn chưa bắt đầu náo liền ỉu xìu. Tốt xấu gì thì cũng đều là đại biểu hoàng tộc cơ mà. Khương Phàm là dùng vu thuật gì sao? Nhưng, khi Khương Phàm đi theo Triệu Thế Hùng, nghênh ngang, chạy tới Hung Linh Hầu Phủ, cố ý lộ ra ngọc phù ở bên hông, cả con đường đã nhanh chóng bạo động, ngay sau đó truyền khắp thành khu, cho đến Bá Vương Chiến Quốc. Khương Phàm trên lưng mang theo ngọc phù của Xí Thiên Giới. Bạch Ngọc Viền Vàng, trưởng lão tứ đẳng. Xí Thiên Giới vậy mà lại tiếp nạp Khương Phàm, còn không phải cung phụng hư danh, là trưởng lão nội bộ thật sự. Dựa theo tiêu chuẩn bình xét cấp bậc trưởng lão nội bộ của Xí Thiên Giới, Khương Phàm hoàn toàn có thể trưởng lão tam đẳng. Quá ngoài ý muốn, ta là thật không có nghĩ tới. Tại thời khắc mẫn cảm này, Xí Thiên Giới lại thu nhận Khương Phàm. Giới chủ lại còn phóng xuất Khương Phàm rồi. Đây là cố ý cho chúng ta nhìn, cho tất cả mọi người của Nam Bộ nhìn sao. Giới chủ cứ như vậy mà dung túng Khương Phàm sao. Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới đến 3 năm thì đã thất sủng rồi. Trách không được Hoàng Kim Sư Tử vội vã đi, đây là trở về báo tin. Bằng vào lực ảnh hưởng của Xí Thiên Giới, ta đoán chừng sự kiện Đại Hoang khẳng định sẽ phát sinh biến cố, chỉ ít thì thế lực Nam Bộ chúng ta sẽ rút đi hơn phân nửa. Hơn phân nửa, ngươi quá coi thường lực ảnh hưởng của Xí Thiên Giới rồi, chỉ cần Trấn Nam Yêu Quốc vừa rút lui, ta cam đoan thế lực Nam Bộ không còn một mống, toàn rời khỏi. Bá Vương Chiến Quốc lâm vào oanh động trước nay chưa có. So với lúc trước khi Xí Thiên Giới tiếp nhận Tác Ngọc Đường thì càng kịch liệt hơn. Xí Thiên Giới nhận được tin tức, từ giới chủ đến trưởng lão, toàn bộ đều nổi giận. Không phải đã nói vây hắn ở Xí Thiên Giới sao? Không phải đã ước định cẩn thận không cần truyền ra bên ngoài sao? Bọn hắn chân trước vừa thu nhận hắn, hỗn đản này chân sau đã làm lớn chuyện đến mức thiên hạ đều biết. Kéo về cho ta. Giới chủ Xí Thiên Giới giận dữ. Nàng đang ở nơi này chuẩn bị tiếp đãi Khương Phàm, vậy mà Khương Phàm lại đi ra ngoài tuyên bố với khắp thiên hạ. Quá làm càn. Hung Linh Hầu Phủ. Khương Phàm không đợi vào cửa, liền chuẩn bị rời khỏi. Triệu Thế Hùng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Người đi làm cái gì? Người đều giải quyết, người không trả lại tin đã đưa được. Coi chừng giới chủ rút lui ngươi. Ta còn có chút việc mà. Chuyện gì cũng đều không được. Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, tính tình giới chủ cũng không tốt, chuyện ngươi cần làm bây giờ là trở về xin lỗi. Khương Phàm hạ giọng, có muốn xem cái gì gọi là ý nghĩa đi săn chân chính một chút hay không? Trấn Nam Yêu Quốc bị ngươi xúi dục, nhị hoàng tử Cổ Hoa cũng bắt lấy, ngươi còn có kẻ địch gì? Ngươi không cần nhúng tay, một mực ở phía xa nhìn. Được rồi, không mang theo ngươi, ngươi xem trọng nhị hoàng tử cho ta, qua mấy ngày ta liền trở lại. Khương Phàm nghĩ nghĩ, vẫn không muốn thông đồng với Triệu Thế Hùng. Chờ một chút, rốt cuộc ngươi muốn bắt ai? Ngươi bây giờ còn giang trong kỳ khảo sát, nếu như chọc tới phiền toái lớn, rất có thể Xí Thiên Giới sẽ đuổi ngươi đi thật. Ngươi đây, rốt cuộc trong mắt có hai chữ quy củ hay không? Ngươi không cần phải để ý đến ta. Sao ta có thể mặc kệ? Phụ thân bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới đưa ngươi vào được, nếu như ngươi đảo mắt liền bị rút lui. Xứng đáng với chúng ta không? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác biết là ta làm. Ngươi ở lại, ta rất mau sẽ trở lại thôi. Chờ một chút, mang ta theo. Triệu Thế Hùng cắn răng một cái, phải nhìn thật tốt, tuyệt đối không thể để Khương Phàm gây sự. Ngươi cũng đừng đi, ta sợ ngươi đi ra liền không về được. Khương Phàm chỉ lồng ngực của hắn, nói. Ta chỉ là tâm của ngươi. Triệu Thế Hùng hất tay Khương Phàm ra. Ít dùng bài này cho ta, ta nhất định phải đi theo ngươi. Khi sứ giả Xí Thiên Giới đuổi tới Hung Linh Hầu Phủ bắt người, Khương Phàm đã mang theo Triệu Thế Hùng xông ra khỏi Bá Vương Chiến Quốc, biến mất dưới bóng đêm mịt mờ. Giới chủ nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, trực tiếp điểm tên Hung Linh Hầu Phủ, nhất định phải đem người cầm lại Xí Thiên Giới. Hung Linh Hầu Phủ lập tức triển khai hành động, cường thế lùng bắt. Chỉ là, Khương Phàm thông qua Triệu Thế Hùng. Cùng bọn hắn làm một giao dịch đơn giản lại bí mật, kéo dài 3 đến 5 ngày, hắn cho bọn hắn náo ra trò hay.
Ba ngày sau, một đường ánh sáng cầu vồng vượt ngang bầu trời, hào quang rực rỡ, tốc độ tấn mãnh, ù ù oanh minh vang vọng đất trời. Thẳng tới bá vương chiến quốc xa xa, mới thoáng thả chậm tốc độ. Đó là chiếc chiến tử kim xa, sôi trào khí lãng mãnh liệt, giống như thiên bằng dương cánh, bay lượn giữa trời cao. Số lượng lớn thị vệ khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh bảo vệ ở hai bên, cưỡi mãnh hổ với con mắt màu tím, cõng trọng kiếm, đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến cường đại, cảnh giới phổ biến đều ở linh hồn cảnh lục trọng thiên đi lên. Ở bên ngoài hoàn toàn có thể làm đội trưởng, thậm chí là thống lĩnh cường giả linh hồn cảnh cao giai, vậy mà chỉ xứng làm thị vệ, đủ để biểu hiện chủ nhân chiến xa tôn quý như thế nào. Phía trước chiến xa là hai vị lão giả tóc hoa râm, khí thế hùng hồn, uy thế thịnh long, con người sắc bén phảng phất có lôi quang đang lóe lên. Nơi đó chính là hoàng tộc Nam Bộ, quốc gia trấn thủ xí thiên giới, bá vương chiến quốc. Khoảng cách, hơn 50 dặm. Hai vị lão giả ngóng nhìn hình dáng thành trì phương xa. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Nam Bộ, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với hoàng tộc Nam Bộ, nơi mà vẫn tự xưng, hoàng đạo thứ 13, xí thiên giới. Trong chiến xa truyền ra thanh âm không nhịn được. Dựng lên cờ xí của vạn đạo thần giáo, dừng lại sau 20 dặm về phía trước, chờ bá vương chiến quốc ra nghênh tiếp. Bọn thị vệ lập tức dựng lên cờ xí ở phía sau chiến xa. Cờ xí đón gió bay phần phật, nhanh chóng nở rộ ánh sáng, bốn chữ vạn đạo thần giáo thật lớn, giống như bốn mặt trời nhỏ, rõ ràng chiếu rọi khắp đất trời. Đi về phía trước 20 dặm. Hai vị lão nhân mang theo đội xe tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù xí thiên giới có địa vị đặc thù, nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàng đạo. Hoàng đạo bọn hắn giá lâm, xí thiên giới cần biểu đạt kinh ý, bá vương và thánh vương tự mình nghênh đón không chút nào quá đáng. Bọn hắn cố ý thả chậm tốc độ, bảo vệ chiến xa lái về phía bá vương chiến quốc. Trong chiến xa, đột nhiên, bộc phát, chiến đấu kịch liệt. Điêu Lãnh Phong thật sự là quá mê luyến vị công chúa cao ngạo lãnh diễm này. Nàng càng cự tuyệt, hắn càng có hào hứng. Nhìn nàng cao ngạo, dứt bỏ tôn nghiêm, ủy khúc cầu toàn nghênh hợp, hắn đặc biệt hưng phấn. Điêu Lãnh Phong cũng không muốn bàn bạc tình cảm cùng Tiêu Lạc Lê, hai người chính là lợi ích kết hợp thuần túy, cho nên hắn hoàn toàn không có lo lắng, thời điểm suy nghĩ gì, dùng liền dùng lúc đó. Tiêu Lạc Lê càng không quan tâm tình cảm gì, thứ nàng muốn là lực lượng cường đại. Lực lượng có thể mang cho nàng vinh quang cùng bối cảnh, cho nên cứ việc rất chán ghét, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Chỉ là bây giờ tới gần bá vương chiến quốc, Điêu Lãnh Phong đột nhiên tới cảm giác, để nàng có loại buồn nôn không hiểu. Chỉ sợ hỗn đản này lại là đang nhìn nàng thành dạ an nhiên. Tiêu Lạc Lê cố nén cảm xúc cuồn cuộn, miễn cưỡng ứng phó. Chỉ cần có thể bắt lấy Khương Phàm, nàng nhịn. Phối hợp chút. Điêu Lãnh Phong thô lỗ nắm chặt tay chân Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê xấu hổ giận dữ. Kết thúc nhanh lên, lập tức tới bá vương chiến quốc rồi. Chờ bọn hắn biết chúng ta tới, lại chạy tới, vẫn còn sớm. Phối hợp cho ta chút, nghe không hiểu sao. Mặc kệ Khương Phàm ở lại bá vương chiến quốc có mục đích gì, người đều phải không tiếc bất cứ cái giá nào mà bắt lấy hắn. Người quá xem thường Điêu Lãnh Phong ta, quá xem thường vạn đạo thần giáo. Bá vương chiến quốc tuyệt đối không dám vì một tên tội phạm truy nã, mà đắc tội vạn đạo thần giáo chúng ta. Nhanh, phối hợp. Ta còn có điều kiện, người phải ngay trước mặt Khương Phàm, hung hăng giày vò dạ an nhiên. Ha ha, còn cần ngươi nói. Điêu Lãnh Phong đột nhiên nhe răng ra cười, đáy mắt hiện ra cường quang, đã bắt đầu huyễn tưởng nữ tử dưới thân thành dạ an nhiên. Tiêu Lạc Lê nhìn xuống buồn nôn, miễn cưỡng mở thân thể tiếp nhận, thế nhưng đúng vào lúc này. Đáy mắt nàng đột nhiên nổi lên ý lạnh, toàn thân không bị khống chế mà nổi lên khí lạnh thấu xương. Thái M đồ đằng, bị đánh thức. Điêu Lãnh Phong vừa mới triển khai hành trình, đột nhiên bị luồng không khí lạnh lập tức bao phủ hắn, cưỡng bức đông cứng. Ngươi muốn hại chết ta. Điêu Lãnh Phong đẩy lui hàn băng, nhìn hằm hằm Tiêu Lạc Lê. Thái M đồ đằng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc Lê cưỡng ép áp chế Thái M đồ đằng. Thế nhưng năng lượng đồ đằng càng ngày càng mãnh liệt, xuyên thấu qua nàng thân thể, nở rộ lên khí âm hàn mãnh liệt. Giờ khắc này, chiến xa trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra cường quang chói mắt. Một mảnh pháp trận vàng óng ánh bỗng nhiên trải rộng ra mấy ngàn thước, cùng mặt trời ở thâm không minh mông cộng minh, một loại uy thế bá liệt cường thế đột nhiên bộc phát, khuấy động khung trời, bao phủ đại địa.
Hoang dã dưới chiến xa cũng bạo động kịch liệt trong lúc bất chợt, một uy thế hủy diệt quét sạch 20-30 dặm bộc phát giống như nổ tung. Mặt đất sụt lún, phá thành mảnh nhỏ, dung nham cuồn cuộn dưới địa tầng, thanh âm trầm muộn giống như ác thú trong lòng đất đang gào thét. Bất luận là Thái Dương Đồ Đằng trên bầu trời, hay là Sơn Hà Đại Táng ở phía dưới, thì trên uy thế cùng quy mô đều cực kỳ rung động và đặc thù. Trong nháy mắt, ngay cả cường giả niết bàn cảnh đều cảm nhận được kinh hãi. Coi chừng, có mai phục. Sắc mặt hai vị lão giả đại biến. Phía trước chính là bá vương chiến quốc, làm sao có thể có mai phục? Ai dám ở chỗ này mai phục? Ai lại có đảm lượng mai phục nơi này? Không thấy được bọn hắn đã dựng thẳng lên cờ xí sao? Kẻ địch, khẳng định cực kỳ cường đại. Hai vị lão nhân nhanh chóng tỉnh táo lại, ăn ý ra tay, đẩy lui chiến xa sau lưng, sau đó phóng xuất ra võ pháp cường hãn, triển khai phản kích. Biết thân phận của bọn hắn mà còn dám khởi xướng mai phục, khẳng định là cường giả đặc biệt. Mà uy thế trên bầu trời cùng mặt đất xác thực kinh người. Chiến xa ầm ầm tiếng vang, nhanh chóng lui lại, bình chướng bảo vệ mặt ngoài trong nháy mắt đã được kích phát, giống như là thiên hoàng dương cánh bay lên, dâng lên khí lãng ngập trời, nhanh chóng ổn định, nhanh chóng chạy trốn về nơi xa. Nhanh nhanh nhanh, bảo vệ công tử. Bọn thị vệ thôi động mãnh hổ, nhanh chóng đuổi theo chiến xa. Xảy ra chuyện gì? Trong chiến xa, Tiêu Lạc Lê cùng Điêu Lãnh Phong chật vật bị nhấc lên, trời đất quay cuồng. Chẳng lẽ là Thái Dương Đồ Đằng? Là Khương Phàm sao? Khẳng định là hắn. Tiêu Lạc Lê cường thế giữ vững thân thể, lập tức muốn nhắc nhở bên ngoài, nhưng, chiến xa đang cuồng sông đột nhiên giống như đã đụng phải thứ gì đó. Rầm rầm. Không gian vỡ vụn, giống như kính tượng vỡ nát. Chiến xa lao vùn vụt trong nháy mắt đã biến mất. Sau một khắc thì xuất hiện ở bên ngoài vài trăm mét. Tốc độ chiến xa lao thật nhanh, lại không có ai mạnh mẽ điều khiển, cho nên cường quang sôi trào giống như thiên hoàng đang tiếp tục chạy trốn về phía trước. Kính tượng liên tiếp thoáng hiện. Chiến xa liên tiếp vượt qua. Tại tốc độ của chính nó cùng với sự phối hợp của kính tượng, chiến xa đảo mắt đã liền muốn biến mất ở phương xa. Bọn thị vệ đang đuổi theo đều sửng sốt một chút, đó là cái gì? Vượt qua không gian sao? Chiến xa của công tử từ lúc nào đã tăng thêm pháp trận như thế này? Lợi hại thật. Không đúng, có người đang ở trên chiến xa. Một vị thị vệ đột nhiên hô to, chỉ vào chiến xa đang nhanh chóng biến mất. Trên mui xe giống như xuất hiện một nữ tử thần bí, đang phóng thích một thứ gì đó giống như bình chướng không gian. Đuổi theo, nhanh nhanh nhanh. Bọn thị vệ liên tiếp kịp phản ứng, không phải chiến xa có pháp trận gì, rõ ràng là bị rời đi. Hai vị lão nhân phía trước đang muốn ứng phó với mai phục trên bầu trời và dưới hoang dã, đột nhiên nghe phía sau la lên, sắc mặt bọn hắn hơi biến đổi, không lo được kẻ địch, lập tức quay người phóng tới phía trước. Nhưng tốc độ của chiến xa lại quá nhanh, tiếp tục vọt mạnh, liên tiếp vượt qua không gian. Đảo mắt chính là hơn 30 dặm. Hứa Đan không thèm đếm xỉa đến, nàng ngồi xuống trên chiến xa, theo chiến xa phóng tới, không ngừng phóng thích kính tượng không gian ở phía trước. Trong chiến xa, Điêu Lãnh Phong còn không biết rõ tình huống, nhưng nghe được là Khương Phàm mai phục, hắn tức giận đến tím mặt. Cái tên ngu xuẩn kia lại còn dám mai phục chúng ta. Hắn chán sống rồi sao? Tại sao bá vương chiến quốc không có vây khốn hắn? Lũ ngu xuẩn Nam Bộ còn không có đến chiến quốc đàm phán sao? Điêu Lãnh Phong nổi giận, lập tức muốn khống chế chiến xa. Ngay lúc này, Hứa Đan tiếp cận Tiêu Ký đã sớm làm tốt ở phương xa. Khống chế kính tượng không gian kéo dài phương vị, mang theo chiến xa bỗng nhiên lao xuống, đánh tới đại địa hoang dã. Dạ An Nhiên đã ở nơi đó trải rộng ra ngũ hành pháp trận, bao phủ đại địa mấy ngàn thước. Ầm ầm, chiến xa phóng tới, vượt qua không gian, đón nó đụng tới hoang dã. Giống như thiên thạch trượt xuống bầu trời, tốc độ cực nhanh, tình thế càng mạnh hơn. Cùng với va chạm mãnh liệt, Tiêu Lạc Lê cùng Điêu Lãnh Phong trong chiến xa lập tức chật vật nhấc lên. A, à, Khương Phàm, người đúng là điên cuồng, đến mức để lão tử giận sôi. Giữa chúng ta vừa vặn có trận ước chiến. Đến đây, hôm nay ta phụng bồi tới cùng. Điêu Lãnh Phong giận dữ, khống chế chiến xa, tản ra bình chướng bảo vệ, sau đó kích phát linh văn, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tiềm thức nghĩ là Khương Phàm đang chờ hắn khiêu chiến, cho nên hứng từ trong chiến xa xông ra liền lập tức muốn tìm bóng dáng Khương Phàm. Nhưng, vừa mới nhảy ra,
ngũ hành pháp trận được vận sức chờ phát động bên ngoài bỗng nhiên chôn vùi. Nếu như hắn ở lại trong chiến xa, đương nhiên sẽ không có chuyện, nhưng bây giờ, hắn lại nhảy ra ngoài. Ngũ hành chôn vùi, giống như thế giới sụp đổ, xung quanh trong nháy mắt đã thành hắc ám. Điêu Lãnh Phong giật mình trước nguy cơ, quả quyết kích thích vũ khí huyết cốt phong ấn trong toàn thân lên, hình thành phong ấn bảo vệ cường đại. Ầm ầm. Sau khi tịch diệt, bạo tạc được phóng thích. Điêu Lãnh Phong gặp va chạm thảm liệt, bị vô tình cuốn bay ra ngoài. Mà nguồn năng lượng kia còn thuận cửa xe vừa mới rộng mở, tràn vào trong chiến xa. Tiêu Lạc Lê đang hốt hoảng mặc y phục trong nháy mắt đã bị dìm ngập. Năng lượng ngũ hành, Dạ An Nhiên. Điêu Lãnh Phong bị bạo tạc chật vật nhấc lên, vừa mới rơi xuống đất liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Giết cho ta. Dạ An Nhiên đã ngừng tụ lại chiến binh ngũ hành, xuyên qua bạo tạc, giết tới trước mặt Điêu Lãnh Phong. Ngũ hành linh châu trong thân thể nhanh chóng diễn biến, phong vũ lôi điện, ánh sáng, hắc ám. Toàn thân chiến binh phát sáng, giống như là thế giới hình người, cầm trong tay trường thương lao thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Quả nhiên là ngươi. Điêu Lãnh Phong cường thế đứng dậy, kích phát xương rồng, giống như cự long gào thét, vung mạnh quyền oanh kích. Ầm ầm. Trận bạo tạc mãnh liệt lần nữa rung chuyển phế tích, khí lãng nhấc lên, năng lượng tàn phá bừa bãi, xa xa, chiến xa đều bị cường thế tung bay ra ngoài. Điêu Lãnh Phong tháo chạy hơn 100 mét, mặc dù chật vật, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ, sau một khắc hắn ổn định lại, lập tức phóng lên tận trời, quả quyết né tránh. Bởi vì lúc trước trên diễn võ trường ở Tự Tại Điện, Dạ An Nhiên chính là sau khi đánh ra trường thương đã trực tiếp dẫn bạo chiến binh ngũ hành. Quả nhiên, hắn vừa mới bay lên không, chiến binh ngũ hành đã trực tiếp dẫn bạo. Uy lực và năng lượng của nguồn bạo tạc này thực sự quá mạnh, cho dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn lần nữa bị bất tung bay vài trăm mét, loại năng lượng kinh người này giống như thế giới đang sụp đổ, trùng kích huyết nhục toàn thân, nổi lên kịch liệt gợn sóng, vũ khí phong ấn trong cơ thể đều giống như muốn bị chấn vỡ. Dạ An Nhiên, lần trước chưa chuẩn bị xong, lần này ta sẽ chơi với ngươi thật đủ. Điêu Lãnh Phong máu me khắp người, đã triệt để nổi giận. Toàn thân hắn hiện ra vô số vòng xoáy, năng lượng vặn vẹo, cường quang dâng lên, trong mỗi cái vòng xoáy đều có một tiểu nhân chìm nổi ở đó giống hắn như đúc, nhanh chóng hình thành một loại lực lượng cường đại thôn thiên nạp địa ở xung quanh. Nhưng, hắn đằng đằng sát khí, tăng vọt chiến ý, lại không có đợi đến thế công trong dự đoán, thậm chí đều không có nhìn thấy Dạ An Nhiên đâu nữa. Đây là chiến thuật gì? Điêu Lãnh Phong khẩn trương, ánh mắt lăng lệ, không dám có chút chủ quan. Thế nhưng, thời điểm hắn đang sẵn sàng chuẩn bị đại chiến, trong năng lượng như thủy triều ở bên cạnh, cuồn cuộn trong sương mù, một con quái xà sáu cánh đang từ trên trời lao xuống, mượn hỗ trợ xông vào trong chiến xa, cuốn lên Tiêu Lạc Lê đang hôn mê phóng lên tận trời. Dạ An Nhiên ngưng tụ hai cánh ngũ hành, mang theo Hứa Đan, cũng thừa dịp loạn rút lui. Điêu Lãnh Phong đã đợi lại đợi, vẫn không có phát giác được nguy hiểm, nhưng ở vào vị trí của một cường giả, hắn vẫn cho rằng Dạ An Nhiên là đang chuẩn bị đại chiêu, muốn cùng hắn đại chiến toàn lực. Hắn trưởng khống vòng xoáy toàn thân, chuẩn bị phản kích vào bất cứ lúc nào. Cho đến khi năng lượng mê vụ xung quanh đều dần dần tản ra, mới đột nhiên phát hiện, đâu còn có người nào nữa. Điêu Lãnh Phong cảm giác không hiểu thấu. Đầu tiên là mai phục đánh lén, sau đó lại là cưỡng ép di chuyển. Tiếp đến là khởi xướng khiêu chiến, hao tổn tâm cơ vây hắn ở chỗ này, không phải hẳn là nắm chặt thời gian chém giết sao? Làm sao vừa mới giao thủ đã rút lui? Là bởi vì người của hắn phản ứng quá nhanh, đã sắp đuổi tới, tự nhận là không có cơ hội, chỉ có thể rút lui sao? Hay là... Điêu Lãnh Phong bỗng nhiên chú ý tới chiến xa xoay lệch ở nơi xa, trong lòng hơi động một chút, lập tức tiến lên. Bên trong trống rỗng, không thấy Tiêu Lạc Lê đâu nữa. Mục tiêu của Khương Phàm là Tiêu Lạc Lê, Thái M Đồ Đằng. Điêu Lãnh Phong đột nhiên kịp phản ứng, mai phục, đe dọa, di chuyển, mê hoặc, sau đó mục đích thực sự là vì Thái M Đồ Đằng trên người Tiêu Lạc Lê. Đáng chết, Khương Phàm quá xảo quyệt. Công tử, ngài không sao chứ? Hai vị lão nhân bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhìn thấy Điêu Lãnh Phong không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Đuổi theo, mau đuổi theo. Bọn hắn đã bắt Tiêu Lạc Lê đi, mục tiêu của bọn hắn là Thái M Đồ Đằng. Da thịt phía sau lưng Điêu Lãnh Phong nứt ra, hai cánh kim bằng được triển khai, giống như là thiểm điện phóng lên không.
Thái Âm Đồ Đằng, đáng chết, đuổi. Hai vị lão nhân đột nhiên đã hiểu. Bọn hắn lại bị tùy tiện tính kế, thậm chí có thể nói là bị chơi xỏ. Đây là ai đang tính kế? Khương Phàm sao? Tại lúc bọn hắn không có chút chuẩn bị nào, càng là tại nơi không có nghĩ tới, bố trí mai phục. Trước tiên dẫn phát huy thế cường đại, để bọn hắn cảnh giác, nghĩ lầm là cường giả phục kích, theo bản năng xua đuổi chiến xa. Sau đó lại dùng vũ khí không gian, nhanh chóng di chuyển chiến xa, ném tới mục đích. Tính toán Điêu Lãnh Phong sẽ chủ động đi ra, liền đang nhìn phục kích, phát khởi thế công. Chờ khi Điêu Lãnh Phong nghĩ là đối thủ của hắn, lại thừa dịp bắt loạn Tiêu Lạc Lê đi. Vòng vòng đan sen, lại lôi lệ phong hành. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, bọn hắn lại đùa bỡn vỗ tay. Cái tên điên này quả nhiên không đơn giản, trách không được có thể từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam. Khương Bân dương cánh 100 mét, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, tốc độ liên tiếp tăng lên. Hứa Đan đứng trên đỉnh đầu nó, liên tục phóng thích kính tượng không gian, đả thông con đường không gian. Khương Bân nhanh chóng lao vùn vụt, cũng không ngừng va chạm kính tượng, cường thế kéo khoảng cách ra hơn 20 dặm. Tuy nhiên, cảnh giới hai vị lão giả quá cao, rất nhanh đã vượt qua Điêu Lãnh Phong, tới gần Khương Bân. Khoảng cách 20 dặm dần dần bắt đầu rút ngắn. 18 dặm, 15 dặm, 12 dặm, 10 dặm. Ngươi trốn không thoát. Hai vị lão nhân liên tiếp thể hiện ra uy thế cường đại. Một người là Lôi Đình Linh Văn màu đen. Toàn thân hiện ra lôi chiều màu đen tà ác, trải rộng ra vài trăm mét trên bầu trời, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, phảng phất muốn chôn vùi không gian, hình thành một cái lỗ đen đáng sợ. Một người là Linh Văn đầu rồng. Đầu răng rắc giòn vang, biến thành man long dữ tợn. Cương khí sôi trào giữa trời, kịch liệt xen lẫn, hình thành hư ảnh thượng của man long khủng bố. Thánh Văn Hoàng Đạo, đặc biệt càng cường đại. Mặc cho Khương Bân tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị bọn hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Bắt bọn hắn lại, bắt lấy. Điêu Lãnh Phong ở phía sau lo lắng la lên. Nhưng, khi bọn hắn trải qua nơi mai phục trước đó, Khương Phàm cưỡi tặc điểu biến thành kim ô, phóng lên tận trời, chặn lại giữa không trung. Khương Bân nhanh chóng lướt qua, phóng tới Bá Vương Chiến Quốc. Ta, Khương Phàm, trưởng lão nội bộ Xí Thiên Giới, đại biểu Xí Thiên Giới, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Khương Phàm giơ cao ngọc phù, to rõ thanh âm vang vọng bầu trời. Ta, Hung Linh Hầu Phủ, Triệu Thế Hùng, đại biểu Bá Vương Chiến Quốc, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Triệu Thế Hùng cũng đứng sau lưng Khương Phàm, cao giọng la lên, chỉ là sắc mặt của hắn vô cùng đặc sắc. Vạn đạo thần giáo, ngọa tào, Khương Phàm, kẻ địch hắn phục kích lại là Hoàng đạo Tây Bắc. Tên điên này làm sao lại chọc tới người của Hoàng đạo rồi? Hơn nữa còn biết là vạn đạo thần giáo muốn tới, cũng biết là ai muốn tới. Triệu Thế Hùng chỉ đi ra mở mang tầm mắt, thuận tiện khống chế Khương Phàm đừng gây chuyện. Nhưng tình huống bây giờ lại như thế nào? Thành đồng lõa của Khương Phàm. Hai vị lão nhân liên tiếp dừng lại, nhưng uy thế mãnh liệt tràn ngập đất trời, tiến lên phía Khương Phàm Triệu Thế Hùng, chấn động đến bọn hắn khí huyết sôi trào, đau đớn khó chịu. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ta, Khương Phàm, trưởng lão nội bộ Xí Thiên Giới, đại biểu Xí Thiên Giới, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Khương Phàm giơ cao ngọc phù, lần nữa hô to, để hai lão gia hỏa biết bọn hắn không có nghe lầm. Ta, Hung Linh Hầu Phủ Triệu Thế Hùng, đại biểu Bá Vương Chiến Quốc, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Triệu Thế Hùng cũng kiên trì hô to. Ngươi gia nhập Xí Thiên Giới. Hai vị lão nhân thần giáo nhìn chằm chằm ngọc phù, sắc mặt thay đổi. Các ngươi chỉ lo đi đường, không có nghe ngóng tình huống Nam Bộ sao? Ta cũng sớm đã gia nhập Xí Thiên Giới. Khương Phàm đón khí lãng cuồn cuộn, ngoan cường giữ vững thân thể. Hai vị lão nhân trao đổi ánh mắt, Khương Phàm trở thành trưởng lão Xí Thiên Giới. Cái này có thể phiền toái. Xí Thiên Giới thuộc về Hoàng tộc Tây Nam Bộ, lệ thuộc vào Hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Nếu như vạn đạo thần giáo bọn hắn vượt qua địa vực mạo phạm Hoàng tộc Tây Nam, chẳng khác nào khiêu khích Hoàng đạo Tây Nam, đây chính là tối kỵ. Tại sao dừng lại, bắt lấy hắn đi? Điêu Lãnh Phong chạy tới nơi này, tức giận quát tháo. Công tử, bây giờ hắn là trưởng lão Xí Thiên Giới. Hai vị lão nhân thấp giọng nhắc nhở. Chuyện khi nào? Điêu Lãnh Phong nhướng mày,
tại thời khắc mẫn cảm này vậy mà xí thiên giới lại thu nhận Khương Phàm. Hoàng tộc đan đạo này không phải không hỏi thế sự, tuyệt đối trung lập sao? Không rõ ràng, nhưng có Ngọc Phù, có Hung Linh Hầu Phủ làm chứng, còn dám phục kích bên ngoài chiến quốc, sẽ không có giả. Vẻ mặt của lão nhân thần giáo nghiêm trọng. Nếu như Khương Phàm chỉ là đang tìm kiếm Hung Linh Hầu Phủ bảo hộ, lấy địa vị vạn đạo thần giáo bọn hắn, hoàn toàn có thể khiến cho bọn hắn giao người, thậm chí cưỡng ép bắt người, thế nhưng Khương Phàm đã tiến vào xí thiên giới, ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn. Bắt lại cho ta. Điêu Lãnh Phong đột nhiên thét lên ra lệnh. Công tử, không nên vọng động. Khương Phàm phục kích chúng ta trước, là bọn hắn khiêu chiến vạn đạo thần giáo, chúng ta làm chỉ là phản kích. Bắt lại cho ta. Chậm đã. Khóe miệng Khương Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta xác thực thấy các ngươi bị phục kích, nhưng người phục kích các ngươi đã chạy về bá vương chiến quốc, không có chút liên quan nào tới ta. Khương Phàm, người muốn giả ngu. Sự thật chính là như vậy. Ta ở đây nghênh đón, vừa vặn mắt thấy các ngươi bị phục kích, chỉ thế thôi. Chuyện phục kích, không liên quan gì tới ta cả. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, bá vương chiến quốc nơi đó đã dâng lên số lượng lớn thân ảnh, xông về nơi này. Chính là người của Hung Linh Hầu Phủ. Trước đó phụng mệnh đuổi bắt Khương Phàm, nhưng sau khi được Triệu Thế Hùng điều giải, bọn hắn tạm thời dừng ở bên ngoài chiến quốc. Bắt lấy. Điêu Lãnh Phong quả quyết hạ lệnh. Triệu Thế Hùng lập tức lên tiếng. Dám tùy tiện bắt người, các ngươi coi nơi này là Tây Bắc Bộ sao? Hai vị lão nhân do dự, bọn hắn là tới bái phỏng xí thiên giới, không phải đến mạo phạm. Nếu như lại bị Hoàng đạo Tây Nam nắm lấy cơ hội, đừng nói Tiêu Lạc Lê. Ngay cả bọn hắn cùng Điêu Lãnh Phong cũng có thể bị giữ lại. Điêu Lãnh Phong hận không thể tự mình ra tay, thế nhưng người của bá vương chiến quốc ở đó đang nhanh chóng tới gần. Khương Phàm cười nói. Thật đáng tiếc khi các ngươi bị mai phục, nhưng nơi này là ở ngoài bá vương chiến quốc, không liên quan tới chúng ta. Các ngươi tự nghĩ biện pháp tiếp nhận đi. Khương Phàm, ngươi là cố ý dẫn ta tới. Điêu Lãnh Phong đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Trách không được Khương Phàm lại ở vương quốc hắc ám cố ý kích thích hắn, thì ra lúc ấy đã nghĩ kỹ muốn mai phục ở chỗ này, mà mục tiêu lại là Tiêu Lạc Lê. Xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám tính toán ta. Không cần luôn cho là mình đến từ hoàng đạo liền có thể miệt thị tất cả mọi người dưới hoàng đạo, hôm nay đây coi như cho ngươi một bài học. Ta cũng cho ngươi học một khóa, tất cả mọi người hẳn là có lòng kính sợ đối với hoàng đạo. Uy thế đó không phải tự mình thổi phồng tới, mà là tích lũy ngàn năm vạn năm. Dùng cái gì tích lũy? Thi hài. Mỗi đường lên trời của một hoàng đạo, đều bày thi cốt khắp nơi. Thi cốt của ai, chính là của những kẻ đáng thương tự cho là đúng các ngươi đây. Điêu Lãnh Phong lên cơn giận dữ, cường thế rằng co với Khương Phàm. Ngươi làm nhục ta, ngươi đã thành công, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo, nhưng, cái chết của ngươi cũng không xa nữa đâu. Vậy chúng ta chờ xem, nhìn xem là ngươi chết trước, hay là ta vong trước. Ngươi chắc chắn phải chết, không có bất kỳ lo lắng gì, không chỉ là bởi vì ngươi khiêu khích ta, còn có ngươi. Ta cái gì? Vào đêm cùng ngày chúng ta trở lại vạn đạo thần giáo, hướng vãn tình chết rồi, ăn thuốc độc dung hồn thực cốt. Trước đó đang tốt, vì sao đột nhiên tìm cái chết? Trong này khẳng định có nguyên do gì đó, mà trước khi nàng chết. Chỉ gặp qua duy nhất một mình ngươi. Thần giáo vốn tính đợi ta bắt ngươi về, thuận tiện tra thẩm, nhưng bây giờ, xem ra đã không cần bọn họ tự mình ra tay. Khương Phàm thể hiện lạnh nhạt. Người của các ngươi đã chết, có liên quan gì với ta? Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không cần giải thích cùng ngươi. Điêu Lãnh Phong hung tợn nhìn Khương Phàm. Hắn chưa từng bị qua khuất nhục như vậy, bị người khác mưu hại, bị người khác chế giễu. Ngay cả nữ tử của mình đều bị cướp đi. Nếu như đối thủ là hoàng đạo khác, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng kẻ mạo phạm hắn lại là tên giặc cỏ cuồng đồ hoàn toàn không đáng để vào mắt. Vô cùng nhục nhã. Lúc này, số lượng lớn cường giả Hung Linh Hầu Phủ chạy tới nơi này, xa xa nhân tiện nói. Khương Phàm trưởng lão, phụng giới chủ, mời ngài về xí thiên giới. Điêu công tử, trong nhà có một chút chuyện, ta xin cáo từ. Trên đường trở về ngươi cũng phải cẩn thận một chút đấy. Khương Phàm cố ý liếc mắt nhìn bọn hắn, cười nhạo nói. Ta còn tưởng rằng đường đường Điêu Lãnh Phong công tử xuất hành, hẳn là có tràng diện càng lớn, tối thiểu cũng là bán thánh cùng đi, kết quả.
ha ha, ngươi, cũng chỉ có như vậy. Điêu Lãnh Phong tức giận đến mức khóe miệng đều đang run rẩy, ra ra hắn đều mới bán thánh, hắn nào có tư cách mời người đến độ cao kia cùng đi, mà cờ xí của vạn đạo thần giáo chính là lực lượng uy hiếp mạnh nhất, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều phải kính sợ, bao gồm cả thánh nhân bên ngoài. Công tử, chúng ta về thần giáo trước. Hai vị trưởng lão bảo vệ Điêu Lãnh Phong, đối kháng với cường giả Hung Linh Hầu Phủ. Nếu đã tới, sao có thể tùy tiện trở về? Đi, chúng ta tiếp Bá Vương Phủ. Điêu Lãnh Phong cắn răng, nghĩ đến một biện pháp đặc biệt, có thể làm cho Xí Thiên Giới ngoan ngoãn giao Khương Phàm ra. Bá Vương Phủ. Tiểu Vương gia, Sở Thương Minh tự mình tiếp đãi, sau khi khách sáo giới thiệu một phen. Điêu Lãnh Phong cũng nói thẳng ý đồ của mình khi đến đây. Xí Thiên Giới tại sao muốn thu nhận Khương Phàm? Chẳng lẽ chỉ cần thuật luyện đan đủ mạnh liền có thể không quan tâm phẩm hạnh cùng tính tình? Điêu Huynh có chỗ không biết. Ba ngày trước Xí Thiên Giới vừa thu nhận Khương Phàm, chỉ là minh xác thái độ, ước định không cần tuyên bố với bên ngoài. Nhưng Khương Phàm lại tìm cớ, trắng trợn tuyên truyền, huyên náo xôn xao. Giới chủ tức giận, cho Hung Linh Hầu Phủ đi bắt Khương Phàm. Nhưng Hung Linh Hầu Phủ cố ý kéo dài thời gian, cho tới hôm nay mới hành động. Hung Linh Hầu Phủ thiên vị Khương Phàm như vậy, còn tổn hại lệnh của giới chủ, Bá Vương Phủ các ngươi làm chủ nhân chiến quốc liền không có chế tài. Ha ha, quan hệ giữa chiến quốc cùng Xí Thiên Giới tương đối phức tạp, quan hệ giữa Bá Vương Phủ chúng ta cùng Hung Linh Hầu Phủ cũng rất phức tạp. Theo ý kiến của Tiểu Vương gia, Xí Thiên Giới sẽ xử trí Khương Phàm như thế nào? Khương Phàm xác thực đã gây phiền toái. Nhưng ta đoán giới chủ nhiều nhất là cấm đoán hắn, không đến mức trực tiếp đuổi đi. Vì sao, đây cũng không phải là phiền phức, đây là gây họa. Khương Phàm chỉ cần khẳng định mình không có công khai tuyên bố, mà là bị người phát hiện ngọc phù, không coi là chủ động gây tai họa. Còn sự kiện phục kích, các ngươi ngay cả cái bóng của hắn đều không có nhìn thấy, làm sao khẳng định chính là hắn làm. Xí Thiên Giới là nơi giảng quy củ, không có chứng cứ trực tiếp. Không thể nào cưỡng ép định tội. Ngươi đừng nhìn Khương Phàm điên điên khùng khùng, ngang ngược càn rỡ, kỳ thật hắn rất khôn khéo xảo quyệt, vô cùng giỏi về tính toán. Lúc Sở Thương Minh nói chuyện, vô ý thức lắc đầu, rung động. Bởi vì hoàn cảnh Bá Vương chiến quốc đặc biệt náo nhiệt, hắn thuở nhỏ tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ các loại người, cho nên giỏi về quan sát người, cũng giỏi về phân tích người. Khương Phàm là thuộc về loại bụng dạ cực sâu kia, tính tình vô cùng ác độc. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ kính sợ gì, bất luận là đối mặt thiên tài cỡ nào, thế lực cỡ nào, trong mắt hắn đều chia làm ba loại cực kỳ đơn giản, có thể qua lại được tính là bằng hữu, không thể nào qua lại được tính là kẻ thù, không cần thiết phải kết giao, không quan tâm. Toàn bộ ngôn ngữ hành động của hắn đều mang theo mục đích, lời hôm nay nói, chuyện hôm nay làm, rất có thể là đang làm chuẩn bị cho hơn 10 ngày sau, chuyện hôm nay làm được. Mục đích đã đạt tới, cũng có thể là hơn 10 ngày trước đã làm nền tốt. Người như vậy, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là phù dung sớm nở tối tàn, hoặc là có thể thành đại sự. Điêu Lãnh Phong không để ý Sở Thương Minh đang rung động, cũng không biết hắn đang rung động cái gì, tiếp tục hỏi. Nếu như Khương Phàm lừa gạt các ngươi thì sao? Vậy phải xem hắn lừa gạt ai, lừa gạt tới trình độ nào? Khương Phàm phiền phức xa so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong mắt các ngươi, hắn chỉ là mạo phạm hoàng tộc phương Bắc, trên thực tế, hắn đều có thù hận với hai đại hoàng tộc Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ, ngay cả vạn đạo thần giáo chúng ta đều có ân oán với hắn. Đây cũng là nguyên nhân ta tự mình tới đây. Tính như vậy, Khương Phàm kết thù kết oán một hoàng đạo, ba hoàng tộc. Người như vậy, Xí Thiên Giới các ngươi sẽ còn muốn nữa không? Khương Phàm trêu chọc phải Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ ở nơi nào? Sở Thương Minh hồ nghi nhìn Điêu Lãnh Phong. Khương Phàm xác thực rất đặc biệt, nhưng trêu chọc nhiều hoàng tộc như vậy, hơi cường điệu quá. Lại nói, hoàng tộc đều là ăn chay sao? Tùy tiện để cho người ta trêu chọc, còn có thể không làm gì được hắn. Tình huống có chút đặc biệt, tuy nhiên ta có thể sử dụng danh dự của ta để đảm bảo. Ân oán giữa Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản mà nói là, nữ nhi của hai vị chủ nhân hoàng tộc đều bị Khương Phàm cướp đi, sau đó trả đạp, còn sinh hài tử. Ồ, khuôn mặt Sở Thương Minh có chút động, tên điên kia lại còn là lưu manh ác ôn. Không phải chứ? Hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, loại người khôn khéo tàn nhẫn như Khương Phàm,
không đến mức vì đùa bỡn nữ tử mà trêu chọc hoàng tộc, lại còn là nữ nhi của chủ nhân hoàng tộc. Điêu Lãnh Phong nghiêm túc nói. Ta nói, ta có thể sử dụng danh dự của ta đảm bảo, dùng danh dự của vạn đạo thần giáo mà thề. Ta nhìn lầm sao? Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, Khương Phàm lại còn làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn như vậy. Người và thần đều phẫn nộ. Một vị nữ trưởng lão của hoàng đạo chúng ta chết cũng có liên quan tới Khương Phàm. Địa vị nữ trưởng lão này vô cùng đặc thù, nàng có một tỷ tỷ, chính là Thánh Vương Thần Giáo, Thiên Hồ Thánh Vương. Sở Thương Minh nổi lòng tôn kính, Thánh Vương, Vương của Thánh Nhân, là ngưỡng vọng suốt đời của những cường giả thánh phẩm bọn hắn đây. Thiên Hồ Thánh Vương cùng vị trưởng lão này là tỷ muội song sinh, vô cùng thân mật. Thánh Vương bây giờ còn đang chinh chiến tại Thiên Khải chiến trường, chưa có trở về, nhưng nếu như ngày nào đó trở về đến biết muội muội chết rồi, khẳng định vô cùng tức giận. Mà vị trưởng lão kia chết có liên quan cực lớn tới Khương Phàm. Hôm nay ta tới, bản ý là bắt hắn đi qua. Nhưng nếu hắn đã gia nhập Xí Thiên Giới, ta cũng cho Xí Thiên Giới mặt mũi, không lộ ra, không ép buộc, chỉ muốn mời Khương Phàm đi qua phối hợp điều tra. Nếu quả như thật không có liên quan gì với Khương Phàm, chúng ta sẽ trả lại. Nếu có liên quan, xin tha thứ chúng ta nhất định phải giữ lại. Đương nhiên, các người cũng có thể không để cho ta mang đi, nhưng nếu Thánh Vương trở về, tất nhiên sẽ tự mình đến Xí Thiên Giới đòi người, đến lúc đó sợ rằng sẽ huyên náo không thoải mái. Điêu Lãnh Phong hướng dẫn từng bước, kích thích Sở Thương Minh. Hắn cũng không phải nhìn thấy Khương Phàm, ngu xuẩn, như thế, chỉ là trước đó thật không có coi Khương Phàm là chuyện gì cả, mà bây giờ hắn đã nghiêm túc. Sở Thương Minh trầm ngâm một lát. Điêu Huynh chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo cùng phụ thân. Sau khi Bá Vương được Sở Thương Minh báo cáo, cũng rất bất ngờ khi Khương Phàm lại còn liên lụy đến phiền toái nhiều như vậy. So với trêu chọc cổ hoa hoàng thành mà nói, ân oán cùng hỗn độn tử phủ, chí tôn kim thành, thậm chí vạn đạo thần giáo, rõ ràng nghiêm trọng hơn. Hắn còn trà đạp nữ nhi chủ nhân hoàng tộc, đây càng là vấn đề phẩm hạnh nghiêm trọng. Bá Vương tự mình tiến về Xí Thiên Giới, muốn báo cáo tình huống cùng giới chủ. Tiêu Lạc Lê, người đã tỉnh, ha ha, người ngồi xe đều không mặc y phục sao? Giọng Khương Phàm trêu tức quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp. Tiêu Lạc Lê mơ mơ màng màng nghĩ là mình đang nằm mơ, nhưng khi nàng chống người lên, ý thức khôi phục, lập tức bi phẫn thét lên, triệu ra y phục từ trong nhẫn không gian bao lấy thân thể, chửi ầm lên giữa không gian trống trải. Khương Phàm để nàng tùy ý phát tiết một trận, sau đó lại nói. Đừng ồn ào, người rơi xuống trong tay của ta, cũng đừng nghĩ sống thêm để đi ra ngoài. Tiêu Lạc Lê che kín người cố gắng chấn định. Ngươi cho rằng bắt ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ không tha cho ngươi, vạn đạo thần giáo càng sẽ không tha ngươi. Ta là mối liên quan thông gia giữa hai bên, không chỉ có liên quan đến lợi ích, càng là liên quan đến mặt mũi, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc cái giá nào để cứu ta ra ngoài. Mà ngươi, sẽ vì chuyện này mà trả giá đắt. Ngươi tốt nhất đừng chờ mong bọn hắn tới cứu ngươi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta rơi xuống trong tay bọn họ, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, chuyện đầu tiên khi tới tay ta, chính là giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết liền có thể chết, ngươi sẽ sống không bằng chết, nếu như ta còn sống, kẻ nhận tra tấn chỉ có thể là ngươi. Nếu như ta chết rồi, ngươi chờ xem, người thân bằng hữu của ngươi, tất cả những người có liên hệ với ngươi đều sẽ bị bắt, cũng sẽ ở trước mặt của ngươi, từng kẻ một bị dằn vặt đến chết. Ánh mắt của bọn hắn trước khi chết sẽ trở thành ác mộng tuổi già vĩnh viễn của ngươi mãi không tỉnh lại được. Đường đường là một công chúa, nói chuyện làm việc lại ác độc như vậy. Ta không có xúc sinh ác độc như ngươi. Bớt cố làm ra vẻ cho ta, ngươi là tự mình giao thái em mờ đồ đằng ra, hay là chính ta động thủ đào đi ra. Nằm mơ đi, ta đã cùng thái em mờ đồ đằng dung hợp, ta chính là nó chính là ta. Nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể mang theo nó cùng hủy diệt. Thế sao, vậy ta phải dùng biện pháp đặc biệt rồi. Ngươi tỉnh lại đi, biện pháp gì cũng đều khó có khả năng dựa dẫm vào ta mà lấy đi được. Khương Phàm một bên, đấu võ mồm, cùng Tiêu Lạc Lê trong thanh đồng tiểu tháp, một bên bị người của Xí Thiên Giới, áp giải, leo lên tế đàn không gian đứng vững tại các đỉnh núi, liên tiếp 13 lần, vượt qua hơn 2.000 dặm sơn hà, đi tới sâu trong Xí Thiên Giới. Tại bên trong ngọn núi cổ lão mây mù lượn lờ, có một tòa u cốc cổ xưa an tĩnh.
Trong u cốc có một hang đá thâm thúy, ánh lửa lấp lóe, khi thì yếu ớt, lúc lại mãnh liệt, giống như từ dưới đất xuất hiện. Khương Phàm vừa tới nơi này liền có một cảm giác bất an mãnh liệt, khẩn trương tiếp cận hang đá, ở trong đó giống như có một hơi thở hết sức đáng sợ. Trưởng lão tứ đẳng Khương Phàm, bái kiến giới chủ. Khương Phàm chủ động hành lễ, yên lặng chuẩn bị lý do thoái thác. Xuyệt. Trong sơn động không có trả lời, trong góc u cốc lại truyền ra thanh âm rất nhỏ. Khương Phàm lần theo thanh âm nhìn sang, nơi đó lại có một cái cửa đá, sau cửa đá có mê vụ bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh già nua. Đừng quấy rầy. Trong sương mù truyền đến thanh âm khàn khàn rất nhỏ của lão nhân. Ngài là trông coi dược viên, tiền bối, giới chủ. Nàng đang bận, ngươi tới nơi này ngồi một chút trước. Quấy rầy rồi. Khương Phàm hiếu kỳ đi qua, xuyên qua cửa đá, đi qua mê vụ, cảnh tượng trước mặt đã sáng tỏ thông suốt. Bên trong là ngũ quang thập sắc, giống như là thế giới của gương. Phạm vi không lớn, chỉnh tề quy hoạch 12 ái vườn thuốc to nhỏ. Mỗi vườn thuốc đều chỉ rộng có 3 mét dài 5 mét. Nhưng, mỗi cái đều bị quang ảnh mê vụ kỳ diệu bao phủ, có màu xanh biếc tươi mát, có màu đỏ như máu nồng đậm, có màu đen đặc yên tĩnh, cũng có màu xanh thẳm trong suốt, vân vân. Khương Phàm cẩn thận quan sát một lát, phát hiện ra sự ảo diệu trong đó. Mê vụ bao phủ dược viên này, rất có thể chính là một không gian độc lập. Mà mỗi vườn thuốc bị mê vụ bao phủ, cũng là không gian độc lập. Mê vụ khác nhau ứng với năng lượng khác nhau. Trong không gian phủ lấy không gian. Một tiểu lão đầu gầy ngồi ở một bên vườn thuốc, thuận tay từ trong sương mù màu đỏ như máu cầm ra quả trái cây màu đỏ, phóng tới trong miệng cắn một miệng, chậm rãi gật đầu, rất hài lòng. Khương Phàm đánh giá tiểu lão đầu nhi, nhìn rất bình thường, bộ dáng lại càng bình thường, là loại cảm giác kia nhìn một chút đều sẽ quên ngay, không chút thu hút nào, cảnh giới, hẳn là tại niết bàn cảnh sơ kỳ. Ngươi đến tìm giới chủ. Tiểu lão đầu cầm lấy khăn mặt trên cổ, lau lau mồ hôi, tiếp tục ăn trái cây. Giới chủ gọi ta tới. À, ta là mới tới. Khương Phàm biểu hiện rất tôn kính. Tiểu lão đầu này mà rất có thể là người hầu thay giới chủ quản lý dược viên. Nhưng có thể phụ trách loại chuyện này, nhất định là thân tín của giới chủ, hoặc là người thân. Chuyện gì? Phạm vào chút ít sai lầm. Sai lầm nhỏ còn đáng để giới chủ gọi ngươi đến. Ta phạm là sai lầm nhỏ, thế nhưng bị giới chủ hiểu lầm. Nói nghe một chút, ta thay ngươi phán đoán, là sai lầm nhỏ hay là sai lầm lớn. Khương Phàm ngượng ngùng cười cười. Ta vẫn là chờ giới chủ làm xong đi. Nếu thật là chuyện nhỏ, ta cũng có thể làm chủ. Thật, xem thường tiểu lão đầu ta đây sao? Tiểu lão đầu đưa tay luồn vào trong sương mù vườn thuốc sau lưng. Cầm ra một quả trái cây màu đỏ như máu khác, ném cho Khương Phàm. Hai tay Khương Phàm tiếp được, nói tiếng cảm ơn. Mấy ngày trước ta vừa được Xí Thiên giới tiếp nhận, giới chủ yêu cầu là không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể công bố ra ngoài. Nhưng ta có chút chuyện, cần xử lý ngay nên lấy ngọc phù đi ra ngoài một chút. Kết quả, không có dấu kỹ ngọc phù, để lộ ra ở bên hông liền bị người khác biết, sau đó liền truyền ra. Vừa vặn lúc đương thời có người tìm ta gây phiền phức, ta đây, tìm tiểu hầu ra phối hợp, ứng phó mấy lần. Không có đánh nhau, không có làm lớn chuyện, còn cùng một người trong đó hòa giải, một người khác thì được mời đến hầu phủ làm khách. Ta là tận lực điệu thấp, thế nhưng, có một ít người vẫn rất tức giận. Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ. Ngàn lần chính xác. Khương Phàm đi về phía trước mấy bước, cười nói. Tiền bối giúp ta giải thích cùng giới chủ. Ngươi phải nói thật với ta mới có thể thay ngươi giải thích. Ta nói đều là thật. Ngươi nói thật, cũng ẩn giấu nói thật, ngươi tránh nặng tìm nhẹ, cũng lén đổi khái niệm, đúng không? Khương Phàm. Ngài biết ta à? Khương Phàm cười cười, ngồi đối diện lão đầu nhi, hơi do dự, nói thẳng nói. Chúng ta cái này gọi là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng chẳng trách ai. Tiểu lão đầu nhìn Khương Phàm, thản nhiên nói. Cớ gì lại nói ra lời ấy? Xí Thiên giới đồng ý thu nhận ta, hết lần này tới lần khác muốn kéo 2 tháng kỳ hạn, cái này gọi là cái gì? Lừa dối, chơi xỏ lá, hành vi lưu manh. Gạt trường sinh đan của ta, ổn định ta, sau đó chờ 2 tháng sau, khi chiến tranh ở Đại Hoang kết thúc, nếu như nơi đó thắng, các ngươi sẽ muốn có ta, nếu như nơi đó thua, các ngươi sẽ đuổi ta đi. Mặc kệ loại nào kết quả,
trường sinh đan đều thuộc về các ngươi, kiếm bổn không lỗ. Chú ý ngữ khí, ta không cho phép ngươi lăng mạ xí thiên giới. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ, lưu manh, lừa dối, vô lại. Từ ngữ như thế này còn là lần đầu tiên rơi xuống trên đầu xí thiên giới. Ta đã rất cho các ngươi mặt mũi. Loại hành vi này của các ngươi cũng không thể nói là lưu manh, dùng cái gì ví von thích hợp nhất đây. Đi dạo hoa lâu, người khác đều là đưa tiền trước lại hưởng thụ, các ngươi là cứng rắn không trả tiền, xong còn muốn chơi xấu. Lời này rất quá mức. Tiểu lão đầu mà càng bất đắc dĩ. Có thể làm còn không thể nói. Lão nhân gia, người thân là người bên cạnh giới chủ, phải thường xuyên nhắc nhở ngài ấy chú ý hình tượng. Làm giao dịch đến giảng quy củ, muốn chơi trắng. Ta đây là cho ngài ấy học một khóa. Người đó. Tiểu lão đầu mà lắc đầu. Khương Phàm đụng đụng tiểu lão đầu, thấp giọng nói. Dù sao chuyện đã vỡ lở ra, giới chủ các ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ta không rõ ràng. Ngài mỗi ngày hầu ở bên cạnh giới chủ, tính tình, tính cách khẳng định rõ thấy. Ngài thử nghĩ mình là giới chủ, xử lý như thế nào? Thật muốn biết. Muốn. Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Khương Phàm một lát. Đánh ra ngoài. Khóe mắt Khương Phàm giật một cái, đột nhiên nói. Cho nên đó, ngài không làm được giới chủ, lòng dạ không đủ. Tiểu lão đầu mà lắc đầu, tự mình ăn linh quả. Ta lại hỏi ngài thêm một vấn đề, giới chủ chuẩn bị lúc nào đổi cho ta thành ngọc phù tam đẳng. Dựa theo quy củ, sau 2 tháng liền có thể, nhưng người mới đến liền mạo phạm giới chủ, ta đoán chừng sẽ phải kéo dài một thời gian. Ta mạo phạm ngài ấy chỗ nào? Giới chủ các ngươi muốn chơi trắng ta, chơi xong không trả tiền, ta gào to vài tiếng, coi như mạo phạm. Tiểu lão đầu phiền muộn. Có thể đừng ví von giới chủ thành đăng đồ tử hay không? Không sao cả, nơi này không có người khác. Ngươi không sợ ta truyền lời đi. Cái này không phải là muốn mượn miệng của ngài truyền đi nha. Khương Phàm ha ha cười, mình nói thẳng, khẳng định sẽ chọc giận giới chủ, để cho người khác nói cho hắn nghe, tương đương với có cái hỏa hoãn. Ngươi không sợ nàng tức giận, thật ngươi đánh ra xí thiên giới. Tuổi rất ngài cao, nhìn vấn đề cũng đừng đơn giản như vậy. Phải chăng giới chủ đánh ta ra ngoài, không phải là ta nói cái gì, mà là ở chỗ ngài ấy cảm giác ta có bao nhiêu giá trị, ở chỗ kết quả sự kiện đại hoang. Trên mặt mo của tiểu lão đầu hiện ra nụ cười thản nhiên. Trước khi gặp mặt, ta cho rằng ngươi là kẻ cuồng đồ từ đầu đến đuôi. Bây giờ thế nào? Một tên cuồng đồ xảo quyệt. Đa tạ tiền bối tán dương. Ta tán dương ngươi rồi. Tiểu lão đầu nhìn Khương Phàm. Nếu ngươi thông minh như vậy, phân tích kết cục đại hoang, phân tích chính ngươi có thể ở lại nơi này hay không? Khương Phàm ngắm nhìn bên ngoài mê vụ. Tiểu lão đầu mới nói. Nàng còn cần một thời gian, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Vậy được rồi, bồi ngài tâm sự. Khương Phàm nói. Chờ Trấn Nam Yêu Quốc cùng Cổ Hoa đoạn tuyệt quan hệ, thế lực Nam Bộ liền sẽ lần lượt rút lui, lực lượng Cổ Hoa tập kết tương đương thiếu đi 1/3. Mặc dù thực lực vẫn cách xa, nhưng chúng ta cũng có đòn sát thủ, thắng bại chia 5 năm. Đòn sát thủ của Khương Phàm chính là Đông Hoàng Thánh Kiệt. Mặc dù Đông Hoàng Thánh Kiệt không phải thánh linh cảnh, nhưng linh văn đặc thù hoàn toàn có thể để hắn phát huy ra tác dụng cực lớn ở trong bóng tối vô tận. Nếu như Đông Hoàng Thánh Kiệt sợ bại lộ, hoặc là thần giáo nơi đó lại xuống chỉ lệnh đặc thù gì, chỉ sợ rất có thể đều điều lão tổ tông thánh linh ẩn giấu tại thiên cung thứ 9 bọn hắn tới. Ngươi chỉ là cấm nguyên cổ thụ. Cấm nguyên cổ thụ đang ở trên người của ta. Khương Phàm lộ ra nụ cười thần bí, cố ý nói cho lão nhân nghe. Ở trên người của ngươi. Đôi mắt tiểu lão đầu có chút ngưng tụ. Đồ nên mang, ta đều mang ở trên người. Chẳng may nơi đó thất bại, ít nhất ta cũng phải có vốn liếng đàm phán cùng xí thiên giới, bảo đảm xí thiên giới xem ở cấm nguyên cổ thụ, sẽ không bức bách hay có áp lực mà vứt bỏ ta. Ha ha, tiểu tử thông minh, tốt, ta thay giới chủ quyết định, ngươi có thể rời khỏi. Ta không gặp giới chủ nữa. Lời ngươi nói, ta sẽ thuật lại với giới chủ. Nên thuật lại toàn bộ đi. Tiền bối, gặp lại sau. Khương Phàm đứng dậy rời khỏi. Chờ một chút. Linh quả của dược viên không thể tùy tiện mang đi ra ngoài, ăn đi. Cái này. Khương Phàm giơ trái cây màu đỏ bên trong tay lên, mỉm cười, buông xuống cho hắn. Gặp lại. Tiểu gia hỏa cảnh giác rất nặng nhỉ.
Tiểu lão đầu nhìn trái cây màu đỏ, có chút tiếc nuối. Linh văn của hắn là gì? Một thiếu nữ từ trong sương mù đi tới, dáng người nhỏ yếu, trường bào màu trắng mặc ở trên người lộ ra rất rộng lượng, bộ dáng bình thường, không có cảm giác kinh diễm, nhưng coi như nén lòng mà nhìn, chỉ là trong đôi mắt dài nhỏ kia lại hàm ẩn ý lạnh, cho người ta một loại uy nghiêm lãnh khốc không cách nào nói rõ được. Tiểu lão đầu đứng dậy, có chút hành lễ với thiếu nữ. Trái cây đã ném ra, không ăn. Thiếu nữ hừ một tiếng. Không thể xuất hiện, không trực tiếp đối mặt, còn nói phương thức gặp mặt nhẹ nhõm lại càng dễ nhìn thấy chân thực hắn. Kết quả thì sao, người bị chơi xỏ. Tiểu lão đầu lắc đầu. Linh quả màu đỏ có thể kích thích linh hồn cùng huyết mạch, cưỡng ép kích phát ra bí mật linh văn. Hắn muốn dùng cái này để nhìn trộm bí mật của Khương Phàm. Không nghĩ tới lại bị Khương Phàm ném ra. Lấy thực lực của ngươi, nhìn không thấu khí hải hắn. Toàn bộ linh nguyên của hắn đã dung nhập linh hồn, không thể dò xét. Tuy nhiên con mắt kia của hắn, lão đầu nhi dần dần thay đổi, thiếu đi mấy phần bình thường, nhiều hơn mấy phần cường thế, ngay cả khí tức đều nhanh chóng tăng cường, giống như là giải trừ phong ấn, cuồn cuộn gấp đôi, hạo như yên hải. Ánh mắt hắn thế nào? Mắt hắn hẳn không phải là bị mù, mà là phong ấn một loại năng lượng thần bí nào đó. Ngươi làm việc có thể đừng chậm chạp như thế hay không, trực tiếp khống chế hắn, cưỡng ép dò xét không được sao? Lão đầu nhi bất đắc dĩ nói. Giới chủ à, không nên thô lỗ như thế. Chúng ta là xí thiên giới, là nơi làm gương mẫu luyện đan sư thiên hạ, làm việc phải hiểu phân tắc, càng phải giữ quy củ. Hắn đều đã gia nhập xí thiên giới chúng ta rồi, ngay cả bí mật linh văn đều không lộ ra, bản thân cái này đã là không hợp quy củ. Phong cách xí thiên giới là đều xem trọng kiêm dung, chúng ta tiếp nhận luyện đan sư có hai loại, một là chủ động tìm nơi nương tựa, một là chúng ta chủ động mời chào, nhưng bất luận loại nào, đều phải cho đầy đủ tôn trọng. Không nên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Từ xưa đến nay, lực lượng mạnh nhất của xí thiên giới cho tới bây giờ đều không phải là đan thuật, cũng không phải thực lực, mà là thiên hạ cường tộc kính trọng chúng ta. Sao dung hòa tất cả? Tiểu lão đầu mà hướng dẫn từng bước. Kiên nhẫn chỉ đạo. Tôn trọng cái rắm, đều là dây dưa lợi ích. Lợi ích là lợi ích, tôn trọng là tôn trọng. Nếu như chỉ có dây dưa lợi ích, chính là lợi dụng lẫn nhau, mà xí thiên giới chúng ta có thể truyền thừa đến nay, chủ yếu vẫn là được các phương tôn trọng. Đan thuật, thực lực, là chúng ta thắng được bằng cách tôn trọng, mà không phải toàn bộ xí thiên giới chúng ta. Người thu nhận Khương Phàm, xem như thắng được kính trọng. Ngài không lôi ly hỏa thánh chủ vào. Khương Phàm có thể đến. Ta nhắc nhở ngài, giám sát chặt chẽ Khương Phàm, hắn không phải người lương thiện, mục đích hắn tiến xí thiên giới rất có thể là chạy tới ly hỏa thánh chủ. Hắn không dám. Quá ngây thơ. Lão nương ta đã mấy ngàn tuổi rồi. Đó là trước đó, không tính toán gì hết. Ngài bây giờ 23, hôm trước ta vừa cho ngài quà sinh nhật, ngài quên rồi. Lúc này, một nguồn năng lượng cường thịnh lại bá liệt giáng lâm u cốc. Nhấc lên khí lãng mãnh liệt. Động sâu trong u cốc lập tức truyền ra tiếng gào trầm thấp, uy hiếp nguồn năng lượng kia. Bá vương hành lễ với động sâu, chủ động yếu đi khí thế, sau đó quay người đi đến mê vụ. Bá vương chiến quốc, gặp qua giới chủ, lão tổ. Bá vương hành lễ theo thứ tự với hai người, nói. Người của vạn đạo thần giáo đến, là cháu trai của nhị trưởng lão, Điêu Lãnh Phong, truyền nhân thiên phẩm. Hắn lọt vào phục kích ở bên ngoài chiến quốc, là Khương Phàm làm, nhưng không có để lại rõ ràng chứng cứ. Mục tiêu phục kích là Điêu Lãnh Phong, nhưng người muốn bắt đi chính là thê tử của Điêu Lãnh Phong, mối liên quan thông gia giữa Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Vạn Đạo Thần Giáo, Tiêu Lạc Lê. Chuyện khi nào? Giới chủ khẽ nhíu mày. Trước khi Khương Phàm đến đây, bá vương âm thầm lắc đầu, xem ra người Kurao Hung Linh Hầu Phủ không có kịp thời thông báo tin tức này cho giới chủ. Thật to gan, đây là công nhiên giấu giếm tình báo. Bọn hắn đâu? Tiểu lão đầu mà ra hiệu giới chủ tỉnh táo trước. Điêu Lãnh Phong bái phỏng bá vương phủ chúng ta, để lộ hai tin tức quan trọng. Đầu tiên, Khương Phàm cùng Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành đều có thâm thù đại hận. Mấy năm trước hắn đã bắt cóc con gái ruột của hai vị tộc trưởng hoàng tộc, mà còn là trà đạp, sinh hài tử. Thứ hai, muội muội Thiên Hồ Thánh Vương của thần giáo chết rồi, có liên quan lớn lao cùng Khương Phàm. Bọn hắn là đến bắt Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm đã gia nhập xí thiên giới, bọn hắn nguyện ý chủ động hạ thấp tư thái,
mời chúng ta giao Khương Phàm cho bọn hắn mang về thần giáo phối hợp điều tra. Hắn lại còn là người như vậy. Sắc mặt giới chủ lập tức âm trầm xuống. Làm nữ tử, nghe được chuyện như vậy thì thật sự là không thể nhịn được nữa. Khẳng định sao? Tiểu lão đầu lãnh đạm. Điêu Lãnh Phong lấy danh dự thần giáo làm đảm bảo. Giới chủ hừ lạnh. Trách không được chí tôn Kim Thành nguyện ý từ Tây Bộ giết tới Nam Bộ, thì ra sớm đã có ân oán. Bá Vương nói. Lần đầu tiên Khương Phàm đi tới Hồng Quán, có lôi ra một nữ tử của Hỗn Độn Tử Phủ, tự xưng là công chúa hoàng tộc, Ngô Khuynh Thành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là công chúa Kim Thành bị Khương Phàm cướp đi. Ngay cả nữ tử của Hỗn Độn Tử Phủ đều tai họa, bộ dáng nhỏ bé đó của hắn như thế kia không sợ bị người ta chế giễu. Giới chủ lạnh lùng một câu. Bá Vương buông thõng tầm mắt, đang muốn thuận lời nói tiếp, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, lời này nghe làm sao không đúng vị đây. Tiểu lão đầu mới nói. Điêu Lãnh Phong có ý gì? Hắn hy vọng lấy danh nghĩa phối hợp điều tra, mang Khương Phàm đến Vạn Đạo Thần Giáo. Nếu như tra được vị trưởng lão kia chết có liên quan trực tiếp tới Khương Phàm, bọn hắn sẽ đích thân xử trí, nếu như không liên quan, bọn hắn sẽ người trả lại. Để hắn mang đi. Giới chủ lạnh lùng nói, phẩm hạnh như thế này, đan thuật có cao hơn nữa cũng không thể chấp nhận được, huống chi hắn còn đã rước lấy phiền toái rất lớn cho Xí Thiên Giới, vậy mà lại còn liên lụy đến Hoàng Đạo. Nếu như chúng ta không giao người thì sao? Sau khi Thiên Hồ Thánh Chủ trở về thần giáo sẽ đích thân đến Xí Thiên Giới đòi người. Tóm lại, chúng ta giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Bá Vương thần tình nghiêm túc. Thánh Vương, đó là lực lượng kinh khủng mà Hoàng Đạo mới có được, mà địa vị lại cực kỳ tôn quý. Người như vậy nếu như náo lên, hậu quả thật khó mà lường được. Người về nói với tiểu tử thần giáo kia, chỉ nói một câu, sau 2 tháng sẽ bàn lại. Tiểu lão đầu không có đồng ý cũng không có xác định cự tuyệt. Bá Vương hỏi. Ngài là muốn chờ sự kiện đại hoang kết thúc. Mục tiêu của thần giáo chỉ là Khương Phàm, không liên quan tới những cái khác. Kiều gia và ác nhân cốc thắng thì sao, thua thì sao, đều không ảnh hưởng gì tới thần giáo. Ngươi cứ về nói như thế. Sau 2 tháng nữa sẽ bàn lại. Cái này. Bá Vương nhìn về phía giới chủ. Giới chủ nói. Lão đầu nhi tuổi rất cao, cũng không sống nổi mấy năm, theo hắn đi. Khóe mắt bá chủ kéo ra, thực sự là nghẹn đến mức phản bác không ra, chỉ có thể hành lễ lui ra. Lão đầu nhi, ngươi muốn làm gì? Từ đầu ngay cả Ly Hỏa Thánh chủ cũng không nguyện ý thu, sợ gây chuyện, bây giờ lại muốn ngỗ nghịch với Hoàng Đạo. Ngươi sống không được mấy năm nữa, đừng làm cho cục diện rối rắm. Có một số việc, ngài không hiểu rõ. Ta không hiểu rõ, chuyện ta hiểu rõ còn nhiều hơn ngươi đấy. Ta chính là tổ tông của ngươi. Ngài ngủ say nhiều năm như vậy, ký ức đã có đứt gãy. Tóm lại, chuyện Khương Phàm, vẫn để ta tới xử lý đi. Lý do, còn đang quan sát. Sau khi Bá Vương chuyển cáo thái độ của Xí Thiên Giới, Điêu Lãnh Phong rất nổi nóng. Nhưng nơi này là Tây Nam Bộ, hắn cũng không dám quá lỗ mãng. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, hắn đã quyết định ở lại nơi này chờ đợi, kỳ hạn 2 tháng. Sau đó sắp xếp người trở về Vạn Đạo Thần Giáo, thỉnh cầu trợ giúp, đồng thời thông báo Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lạc Lê đã bị bắt. Bên trong Xí Thiên Giới, Khương Phàm thật an phận, ngoại trừ ngẫu nhiên đến Dược Sơn lấy dược tài thì chính là ngồi ở đỉnh núi luyện đan. 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 20 ngày, đảo mắt đã qua hơn 1 tháng. Khương Phàm đắm chìm bên trong luyện đan, hoàn toàn không để ý tới bất cứ việc vặt gì khác. Chuyện này khiến những người cảm giác Khương Phàm có mục đích khác kia cũng dần dần yên tâm lại, cũng làm cho Tác Ngọc Đường từ từ buông xuống cảnh giác. Xí Thiên Giới rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh thường ngày, tất cả mọi người đang nghiên cứu đan thuật, thảo luận kinh nghiệm, luyện chế đan dược. Còn có người chủ động kết giao cùng Khương Phàm, thỉnh giáo kinh nghiệm luyện đan. Thật giống như cái gì cũng đều không có xảy ra, cái gì cũng sẽ không xảy ra. Nhưng, trong lúc này, thế giới bên ngoài lại phong vân kịch biến. Ngày 16 tháng 10, sau khi tin tức Khương Phàm trở thành trưởng lão nội bộ Xí Thiên Giới được truyền đến Trấn Nam Yêu Quốc rất nhanh đã đoạn tuyệt hợp tác cùng Cổ Hoa Hoàng Thành. Số lượng lớn thế lực Nam Bộ cũng lần lượt từ bỏ hành động ở Đại Hoang. Tại Nam Bộ, nhất là Tây Nam Bộ, không có bất kỳ người nào nguyện ý đắc tội Xí Thiên Giới.
Nhất là khi tiềm lực Khương Phàm còn ở đó, không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ trở thành thiên phẩm đan thánh của xí thiên giới. Không phải tự mình sáng lập một phe phái thì chính là kết giao với phe phái nào đó, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành nhân vật tầng cao nhất ở trong xí thiên giới. Lấy tính cách Khương Phàm, khẳng định sẽ thu về sổ sách. Cho nên các thế lực Nam Bộ lần lượt rút lui, chỉ còn thế lực Tây Bộ cùng Bắc Bộ vẫn tiếp tục kiên trì, vận sức chờ phát động. Nhưng, khi tất cả mọi người đều cho là Kiều Gia đang co đầu rút cổ ở bên trong đại hoang chuẩn bị phòng ngự, thì bất chợt một trận ác chiến ngoài ý muốn bên ngoài, đột nhiên bộc phát khu vực giao tiếp của Tây Bộ và Nam Bộ. Ngày 26 tháng 10, Kiều Vô Hối dẫn đầu Khương Diễm, Kiều Anh Tung và hơn 20 vị cường giả niết bàn cảnh chạy thật nhanh một đoạn đường dài 220.000 dặm, nghênh kích Thánh Tổ từ Tân Hải Tây Bộ đến Chí Tôn Kim Thành. Đột nhiên xuất hiện chặn đánh để Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành cùng số lượng lớn cường giả trở tay không kịp. Mặc dù Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành rất nhanh đã ổn định được cục diện, nhưng bọn hắn chung quy vẫn đến phối hợp tiễu trừ, cũng không có mang quá nhiều cường giả niết bàn. 9 vị cường giả niết bàn của Chí Tôn Kim Thành bị vây bắt, trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi toàn bộ đã chiến tử. Kim Thành Thánh Tổ chịu ảnh hưởng, bị Kiều Vô Hối nắm lấy cơ hội, cưỡng ép trọng thương. Kim Thành Thánh Tổ bại lui, Kiều Vô Hối theo đường cũ trở về. Ngày mùng 5 tháng 11, thời điểm Cổ Hoa nhận được tin tức, Kiều Vô Hối đã về tới trong bóng tối đại hoang. Bọn hắn vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, dù sao thân ở Nam Bộ, đã mất đi trấn Nam Yêu Quốc duy trì, bọn hắn cơ hồ không có năng lực kịp thời thu hoạch được tình báo. Cổ Hoa lập tức đứng trước hai lựa chọn. Đầu tiên, bọn hắn tiếp tục chờ đợi Chí Tôn Kim Thành điều động càng nhiều cường giả, liên thủ xuôi Nam tới đại hoang. Thế nhưng cứ như vậy, lại phải trì hoãn nửa tháng trở lên. Khoảng cách, kỳ hạn 3 tháng, liền thừa không có bao nhiêu ngày. Thứ hai, chính bọn hắn dẫn người giết tiến vào đại hoang. Nhưng đại hoang có hoàn cảnh quá phức tạp, thực lực vị thánh nhân Kiều Gia kia lại không thể khinh thường, nếu như bọn hắn không có ép đến tính thực lực, rất dễ dàng bị tính kế. Ngày 10 tháng 11, trải qua 5 ngày thảo luận cùng chuẩn bị, Cổ Hoa quyết định dẫn người giết vào hắc ám trước, không liều lĩnh, không xúc động, trước tiên phải cuốn lấy thánh nhân của Kiều Gia, phá hủy những cường giả khác của Kiều Gia. Sau đó chờ sau khi Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành trở về, cùng nhau liên hợp, nhất cử bắt lấy. Nhưng, trước khi bọn hắn làm ra quyết định, thiên cung thứ 9 của Cổ Hoa Hoàng Thành lại được thần giáo truyền lệnh. Phụng mệnh giáo chủ, truyền lệnh giáo tổ, nếu như đại hoang thâm uyên có biến, rút lui thiên cung thứ 9. Ngôn từ nghiêm khắc để Đông Hoàng Thánh Kiệt chấn kinh, rốt cuộc cũng tin tưởng lời Khương Phàm nói, bí mật bên trong đại hoang đối với thần giáo cực kỳ quan trọng. Sau đó, Đông Hoàng Thánh Kiệt lập tức trở về Cổ Hoa Hoàng Thành, công khai lộ diện, đại biểu thần giáo, trấn an hoàng thất. Cùng lúc đó, lão tổ thiên cung thứ 9 bí mật xuất quan, đi qua vương quốc hắc ám, quấn vào hư không, chui đến đại hoang. Ngày 17 tháng 11, Kiều Vô Hối vô lực phá giải chiến thuật, bình ổn, của Cổ Hoa, sau khi bỏ ra thương vong to lớn, đã thẳng đến đại hoang thâm uyên, muốn cưỡng ép khiến cho thiên cung nhúng tay. Đêm khuya ngày 19 tháng 11, lão tổ của thiên cung đã dẫn phát hư không trong vực sâu, ngụy trang thành hắc ám bạo động. Phối hợp Kiều Vô Hối triển khai điên cuồng tấn công với cường giả Cổ Hoa. Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 5 bị bắt, 2 vị bán thánh bị bắt, những cường giả Cổ Hoa cùng Bắc Bộ Tây Bộ còn lại chết thảm hơn 1.200 người. Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 3 trọng thương chạy trốn, rút khỏi đại hoang trong đêm. Ngày 20 tháng 11, Kiều Vô Hối lần nữa luyện hóa thi hài Thánh Tổ thứ 5, thực lực bạo tăng. Linh hồn của Thánh Tổ thứ 5 thì giao cho Khương Diễm luyện hóa. Trước đó Khương Diễm đã luyện hóa thánh hồn của Thánh Tổ thứ 4, sau đó lại luyện hóa thêm mấy ngàn linh hồn khác, bao gồm cả số lượng lớn niết bàn cảnh, thực lực đã đạt tới niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong. Lần này, thánh hồn của Thánh Tổ thứ 5 đã trợ lực hắn bắn vọt bán thánh cảnh giới. An Minh Hề được Kiều Vô Hối ban thưởng, có được trái tim Thánh Tổ thứ 5. Trước đó luân phiên ác chiến, nàng đã quét dọn, chiến trường nuốt qua vô số thi cốt, càng được chia sẻ thánh huyết. Đạt tới bát trọng thiên, giờ phút này lại có được trái tim thánh tổ, thực lực đã bạo tăng, có hy vọng trùng kích niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Tuy nhiên thánh huyết của thánh tổ thứ 5, Kiều Vô Hối không có cho Kiều Gia cùng ác nhân cốc, mà là đưa toàn bộ cho Vô Hồi thánh chủ, do nàng tự hành xử lý. Nhưng hai vị bán thánh vẫn bị Kiều Vô Hối cưỡng ép tách rời, luyện hóa thành bảo dược,
phân phối cho Kiều gia cùng ác nhân cốc. Phần thưởng phong phú, kích thích tất cả mọi người. Thời điểm trước đó, bọn hắn ngay cả nửa giọt thánh huyết cũng đều không có gặp qua, vậy mà bây giờ lại có thể thoải mái đau nhức ngâm lấy. Thời điểm trước đó, bọn hắn ngay cả bán thánh cũng đều không có gặp qua, vậy mà bây giờ có thể làm càn hưởng dụng. Đây chính là cơ duyên của chiến tranh. Tại thời điểm bọn hắn cùng nhau chia sẻ, thực lực bạo tăng, cổ hoa thánh tổ thứ ba đã chạy ra khỏi đại hoang chật vật rút lui 80000 dặm. Rốt cuộc bọn hắn cũng biết kiến thức được sự đáng sợ của vực sâu, không dám tiếp tục liều lĩnh. Liên tiếp tổn thất, cũng làm cho cổ hoa nhân hoàng đau đớn đến tuyệt vọng. Trước sau nửa năm mà thôi, vậy mà bọn hắn đã hao tổn hai vị thánh tổ cùng hai vị bán thánh, càng đừng đề cập đến những cường giả khác. Cái này đều là những thứ ỷ vào lớn nhất của hoàng tộc bọn hắn. Bây giờ bọn hắn không dám vào đại hoang, một là lo lắng lực lượng vực sâu, hai là sợ sẽ tổn thất lực lượng tầng cao nhất lần nữa. Cho đến ngày 25, hai vị thánh tổ chí tôn kim thành xuôi nam, cổ hoa thánh tổ thứ ba lần nữa giết vào đại hoang. Chỉ là có e ngại lực lượng đại hoang, lần này chỉ có ba vị thánh nhân triển khai hành động, không có mang bất cứ kẻ nào, mà là vô cùng cẩn thận. Ba vị thánh nhân giáng lâm, mang đến cho Kiều Vô Hối áp lực thật lớn. Bất đắc dĩ, Kiều Vô Hối lại chui vào đại hoang thâm uyên, bế mà không chiến. Thiên cung thánh tổ lại không dám bại lộ thân phận, chỉ có thể vào đêm khuya mỗi ngày, phối hợp lực lượng hắc ám phóng thích không gian chiều cường, uy hiếp bọn hắn. Sau khi rằng co dài đến 10 ngày, thánh tổ của Chí Tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàng thành bị ép rút lui. Đến tận đây, đối kháng oanh động tại Nam Bộ Đại Hoang chính thức kết thúc. Chỉ là kết cục vượt qua tất cả những gì mọi người đoán trước. Cổ hoa bại, Kiều gia và ác nhân cốc toàn thắng. Sau đó, Vô Hồi Thánh chủ lấy danh nghĩa, bảo vệ Đại Hoang, cho người vào ở Đại Hoang, uy hiếp cổ hoa. Nhưng, khi tất cả mọi người nghĩ rằng sự kiện Đại Hoang đã kết thúc, mà cổ hoa chỉ có thể chật vật lui về phương Bắc, chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Tử Vi Thánh Địa Trung ương tuyên bố triệt để thanh lý đại hoang, bất kỳ, người ngoài, nào cũng không được ở lại. Bọn hắn là muốn cứu vãn thanh danh Thánh Địa, tránh cho Vô Hồi Thánh chủ lợi dụng lực lượng Thánh Địa bảo vệ, đào phạm cho người ngoài mượn cớ rơi xuống. Mà lần này, thái độ của bọn hắn lại cực kỳ mãnh liệt. Nếu như Vô Hồi Thánh chủ lại tìm lấy cớ cự tuyệt, bọn hắn sẽ lấy tên Tổ Sơn Trung ương, điều tra đại hoang thâm uyên. Ngày 13 tháng 12. Kiều gia và ác nhân cốc bí mật rút lui khỏi đại hoang, được thiên cung thánh tổ phối hợp, viễn độ hải dương 20000 dặm, triệt để mai danh ẩn tích. Đối với cổ hoa cùng chí tôn kim thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không có đại hoang thâm uyên bảo vệ, không có lực lượng hắc ám quấy nhiễu, Kiều gia và ác nhân cốc thoát khỏi đại hoang sẽ không chỗ ẩn núp. Sau đó, chí tôn kim thành cùng cổ hoa hoàng thành phân biệt lấy tên hoàng tộc, tuyên bố treo giải thưởng. Bọn hắn không cần ai có thể thay bọn hắn bắt người, càng không cần ai nghĩ cách ngăn cản, bọn hắn chỉ cần manh mối hành tung. Cho dù là manh mối đơn giản, chỉ cần xác định thật sự có liên quan cùng Kiều gia cùng ác nhân cốc, liền có thể cầm tới tiền thưởng giá trên trời. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kim Thành bí mật giám sát phương quốc hắc ám, bảo đảm con dân Kiều gia không có dấu đến Vô Hồi Thánh Điện. Cổ hoa hoàng thành thì điều động số lượng lớn cường giả tiến về xí thiên giới, điều tra Khương Phàm. Phải chăng khu vực xung quanh có người của Kiều gia ẩn núp? Ngày 15 tháng 12. Tại thời điểm sự kiện đại hoang sắp truyền đến xí thiên giới, rốt cuộc Khương Phàm cũng chờ được cơ hội của hắn. Tác Ngọc Đường đã tập hợp đủ vật liệu, chuẩn bị bắt đầu. Hứa Đan đi đến đỉnh núi, tìm được Khương Phàm đang bế quan tu luyện. Tốc độ thật nhanh nhỉ. Khóe miệng Khương Phàm lộ ra nụ cười âm tàn. Hắn thành thành thật thật luyện đan. Chính là đang đợi Tác Ngọc Đường siêu tập dược liệu, lại luyện trường sinh đan. Lấy tính cách của Tác Ngọc Đường, sau khi đạt được thuật luyện trường sinh đan, lại còn là luyện thành viên đan dược đầu tiên cho Khương Phàm, trong lòng khẳng định không cam tâm. Lấy tình cảnh của Tác Ngọc Đường, cũng sẽ vô cùng hy vọng luyện thành một viên trường sinh đan, vững chắc địa vị của mình, đề cao lực ảnh hưởng của mình. Cho nên, Khương Phàm đã liệu được trong khoảng thời gian này Tác Ngọc Đường sẽ dùng hết khả năng siêu tập dược liệu. Mau chóng luyện chế trường sinh đan thuộc về mình. Ngày Tác Ngọc Đường chính thức luyện đan ấy, cũng chính là cơ hội để hắn ra tay. Hẳn là đã tập hợp đủ, Tác Ngọc Đường hạ lệnh phong tỏa ngọn núi kia của hắn, còn phái người đi tới pháp trường dưới mặt đất thông báo trưởng lão trấn thủ nơi đó.
nơi này giao cho ngươi, tuyệt đối không được để cho người ta nhìn ra sơ hở. Khương Phàm để Hứa Đan dùng kính tượng phục chế hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Vẻ mặt Hứa Đan có chút kỳ lạ. Có vấn đề. Ngươi đã đồng ý với ta, sẽ thả ta về Chí Tôn Kim Thành. Ngươi xác định đi bây giờ. Ta muốn rõ ràng. Lý Dần thì sao? Ta không biết, ta chính là muốn về Kim Thành. Ánh mắt Hứa Đan hơi lộ ra mê mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục kiên định. Chờ sau khi rời khỏi Xí Thiên Giới, ta thả ngươi đi. Ngươi nói chuyện giữ lời. Ta đương nhiên giữ lời, tranh thủ thời gian bắt đầu. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, phục chế Khương Phàm. Mặc dù là chiếu ảnh, nhưng chỉ cần không đến gần đó, rất khó phát hiện vấn đề. Mà hơn 2 tháng qua Khương Phàm vẫn luôn ở đây, đã để cho người quen thuộc. Từ hơn 10 ngày trước, Khương Phàm còn cố ý công bố mình muốn bắt đầu bế quan, tăng lên cảnh giới, không hy vọng lại có người đến bái phỏng. Cho nên, chỉ cần có kính tượng liền có thể làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn vẫn luôn ở chỗ này, chưa bao giờ rời khỏi. Khương Phàm tiến vào trong núi rừng, vào tới phía ngọn núi của Tác Ngọc Đường kia. Tác Ngọc Đường xác thực đã tập hợp đủ dược liệu. Mà vì những dược liệu này, hắn đã đi thăm số lượng lớn luyện đan sư của Xí Thiên Giới, còn từ thương hội bên ngoài đặt mua thuốc dẫn đặc thù. Cuối cùng sau 2 tháng, tốn hao vô số tâm huyết, còn trao đổi rất nhiều bảo bối quan trọng mang từ trong thánh địa tới, rốt cuộc cũng xem như hoàn thành. Hắn lập tức phái người đi liên hệ 12 vị trưởng lão. Đây là những người hắn tín nhiệm nhất, cũng đều có thực lực luyện đan cao siêu. Vì để tránh cho bị người khác quấy rầy, hắn đã tuyên bố giới nghiêm, điều động toàn bộ lực lượng đến bên ngoài đại điện luyện đan. Chân núi. 2 vị trưởng lão trấn thủ pháp trường sau khi nhận được tin tức đã thay xong bộ đồ mới, chuẩn bị kỹ càng kiểm tra phong ấn pháp trường bố trí dưới mặt đất, xác định không có vấn đề, mới kéo ra cửa đá rời khỏi. Nhưng, ngay lúc bọn hắn đi ra khỏi phong ấn, một lần nữa khép lại, thời khắc ấy, Khương Phàm đã lao tới, bóp nát cấm nguyên châu, một đầu đâm vào pháp trường dưới mặt đất. Cấm nguyên châu chỉ còn 3 viên, mỗi viên đều quý giá, nhưng vì hành động, Khương Phàm cũng không thèm đếm xỉa. Thời gian bị giam cầm, 2 vị trưởng lão trấn thủ đều không phát giác gì. Thời gian 5 giây ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, 2 người đóng lại cửa đá, khép lại phong ấn, rời khỏi u cốc. Bên trong pháp trường dưới mặt đất. Oa a, đáng giá. Khương Phàm hít vào từng hơi, kích động đến mức lông tơ toàn thân đều dựng lên. Pháp trường dưới mặt đất to lớn càng rộng rãi, trên vách đá đen kịt khắc họa pháp trận phức tạp, giam cấm mảnh không gian này, ổn định nhiệt độ pháp trường. Trong không gian hắc ám, có trên 100 tòa tế đàn lơ lửng, trên mỗi tòa tế đàn đều thiêu đốt lên hỏa diễm, đủ loại kiểu dáng, đếm mãi không hết. Tinh thần chi hỏa, Tử La Thánh hỏa, Cuồng Bạo Thánh viêm, Thanh Nguyệt Thánh viêm, còn có Kim Ô Linh hỏa. Có chút sắp dập tắt, có chút còn rất thịnh vượng. Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm, ngắm nhìn tế đàn trong bóng tối, cũng rất kích động. Mặc dù rất nhiều thánh viêm đều là tái diễn, có chút thánh viêm có 5-6 cái, nhưng chủng loại chỉnh thể vẫn vô cùng phong phú. Hỏa diễm huyễn điểu, Dạ An Nhiên, Khương Bân, toàn bộ đều xuất hiện. Nơi này thật là pháp trường dưới mặt đất, ha ha ha. Đây mới là tài nguyên quý giá nhất mà Ly Hỏa Thánh Địa lắng đọng mấy ngàn năm. Có chút là truyền nhân thánh địa bọn hắn bồi dưỡng để lại, có chút là cướp đoạt từ bên ngoài, toàn bộ đều ở nơi này. Bọn hắn nhìn tế đàn lơ lửng, vừa rung động lại càng kích động. Khương Phàm cẩn thận đếm. Lúc ấy ta đi qua pháp trường dưới mặt đất, số lượng hẳn là còn nhiều hơn so cái này, lúc ấy nhớ kỹ còn có mấy loại hỏa diễm cổ lão vô cùng cường đại. Dạ An Nhiên nói, Tác Ngọc Đường hẳn là cầm rất nhiều hỏa diễm đi tặng quà. Giao hảo cùng những phái hệ khác của Xí Thiên Giới, duy trì liên quan. Phải, đều đừng lo lắng, bắt đầu thôi, tất cả những thứ này đều là của chúng ta, thỏa thích hưởng dụng. Khương Phàm sôi trào liệt diễm, triệt để hóa thân thành chu tước yêu thể, nhào về phía thánh hỏa trước mặt. Mặc dù không bằng năm đó, nhưng vẫn có trên 100 loại hỏa diễm, vô cùng quý giá. Ha ha, đừng khách khí, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hỏa diễm huyễn điểu kích động bay lên không, hóa thân thành kim ô, phóng thích thái dương đồ đằng. Khương Bân, Dạ An Nhiên, cũng đều theo sát tiến lên. Số lượng tế đàn quá nhiều, bọn hắn đều có chút cảm giác hoa mắt. Chu tước yêu hỏa của Khương Phàm có thể nuốt vạn hỏa thiên hạ,
Thái Dương đồ đằng của hỏa diễm huyễn điểu cũng có thể hấp thu chí cương chí dương hỏa diễm, Khương Bân sau khi dung hợp thần thương cũng có thể hấp thu hỏa diễm đặc thù, Dạ An Nhiên khống chế ngũ hành cùng đại hoang tù thiên trận, tự nhiên có thể khống chế hỏa nguyên lực. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là giống như là cơ duyên trời ban. Mặc dù đột phá linh hồn cảnh cao giai vô cùng khó khăn, cho dù là thánh phẩm, đều có thể dừng lại 3-5 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng đều là do cơ duyên không đủ lớn không đủ mạnh, chỉ cần cơ duyên đúng chỗ, chuyện đột phá đều sẽ như nước chảy thành sông. Ví dụ như những thánh huyết trước đó kia liền để bọn hắn tại linh hồn cảnh cao giai thuận lợi phóng ra nhất trọng thiên. Chỗ đỉnh núi. Tát Ngọc Đường sau khi đợi 12 vị trưởng lão đến đông đủ, nói. Đều giữ vững tinh thần đến, thánh đan lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thánh chủ yên tâm, chúng ta vẫn luôn chuẩn bị. 12 vị trưởng lão đều là trưởng lão thoái ẩn của thánh địa, trăm tuổi đi lên, cảnh giới ổn định, tạo nghệ đan thuật cao thâm. Viên đan dược kia có thể vững chắc địa vị của chúng ta, cũng liên quan đến tương lai của ngươi và ta. Tác Ngọc Đường chuẩn bị sau khi luyện thành đan dược sẽ trắng trợn tuyên bố, để cho Bá Vương Phủ cùng Hạo Thiên Phủ đến kết giao. Thay bọn hắn tranh thủ đến một sức chiến đấu cường đại, gia tăng lực lượng nói chuyện trong xí thiên giới, thời điểm ra ngoài, cũng sẽ nở mày nở mặt. 12 vị trưởng lão phân tán đến xung quanh ly hỏa lô, điều chỉnh khí tức. Chỉ là, Tác Ngọc Đường không có vội vã bắt đầu, liên tiếp nhìn về phía ngoài điện. Sau đó không lâu, một con thanh điểu từ trên trời giáng xuống, phía trên thị vệ nhảy xuống, quỳ đến trước điện bẩm báo. Đã xác định, Khương Phàm còn ở đỉnh núi tu luyện, không có bất kỳ vấn đề gì. Tác Ngọc Đường thở phào, phân phó nói. Nhìn chằm chằm Khương Phàm cho ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể để hắn tới gần nơi này. Thị vệ lĩnh mệnh, cưỡi thanh điểu rời khỏi. Bắt đầu, Tác Ngọc Đường yên lòng, nhảy vọt lên, tự mình khống chế ly hỏa lô. Khi Tác Ngọc Đường bắt đầu dùng ly hỏa lô luyện chế trường sinh đan, pháp trường dưới mặt đất lại đang diễn ra quá trình cướp đoạt dã man. Khương Phàm, Tặc Điểu, Dạ An Nhiên, Khương Bân, đều đang điên cuồng nuốt thánh viêm thiên hỏa. Không lo được luyện hóa. Trước khi cứ hòa tan vào thân thể rồi lại nói. Hai ngày sau, Khương Phàm thôn phệ dòng dã 19 loại hỏa diễm, Tặc Điểu thôn phệ 13 loại hỏa diễm, Dạ An Nhiên thôn phệ 12 hai hỏa diễm. Tất cả đều là chút mồi lửa thịnh vượng, năng lượng cường đại. Những loại tuổi tác xa xưa sắp dập tắt, hoặc là hiệu quả bình thường, thì toàn bộ đều thuộc về Khương Bân, số lượng khoảng chừng 67 loại. Đương nhiên, nó nuốt không nổi được nhiều như vậy. Xác thực mà nói hẳn là thuộc về thần binh. Lúc ấy còn có một vài quan tài phong tồn, vậy mà nơi này lại không có. Khương Phàm tiếc nuối nhìn qua pháp trường. Hẳn đám người Tác Ngọc Đường mang ở trên người, chớ không biết đủ, tranh thủ thời gian phá hư nơi này, rút lui. Ha ha, điên lên. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Khương Bân, Tặc Điểu, đều thể hiện ra thực lực cường hãn, điên cuồng phá hư tế đàn, phong ấn. Đảo loạn pháp trường dưới mặt đất, dẫn phát dung nham bạo động kịch liệt. Sau đó không lâu, pháp trường sụp đổ, phong ấn bị phá vỡ, bạo động kịch liệt từ dưới đất lan tràn ra, trùng kích cả ngọn núi. Khương Phàm thu bọn người Dạ An Nhiên vào thanh đồng tiểu tháp, để bọn hắn mau chóng luyện hóa tăng cảnh giới lên, hắn thì phá tan cửa đá, nhanh chóng trở về đỉnh núi ở ngoài trăm dặm, thay thế kính tượng, làm bộ bế quan. Pháp trường dưới mặt đất vô cùng vang động. Còn có phong ấn bị phá hư, rất nhanh đã khiến cho những người bảo vệ chú ý. Tác trưởng lão, không xong rồi, có người xông vào pháp trường dưới mặt đất. Trưởng lão, pháp trường dưới mặt đất bị phá hư, thánh viêm thiên hỏa bên trong toàn bộ đều đã biến mất. Một vị lão giả vội vã vào tới đỉnh núi, la to, đầu đổ đầy mồ hôi. Im miệng, bọn thủ vệ ngoài điện tức giận quát tháo. Đám cháy dưới mặt đất. Đám cháy dưới mặt đất xảy ra chuyện rồi. Im miệng, bên trong đang luyện đan. Bọn thủ vệ nghiêm túc ngăn lại, hai ngày, đan dược khẳng định đã đến thời khắc quan trọng nhất, nếu như lúc này bị quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Lão giả sốt ruột. An bài người đi điều tra trước. Không, không cần điều tra, trực tiếp đi bắt Khương Phàm, khẳng định là Khương Phàm làm. Bọn thủ vệ nhíu chặt lông mày, Khương Phàm. Làm sao có khả năng? Sao Khương Phàm có thể xông đến pháp trường dưới mặt đất được, lại thế làm sao biết nơi đó là pháp trường dưới mặt đất? Mà,
bọn hắn đã an bài người phụ trách giám sát nhìn chằm chằm Khương Phàm, hắn hẳn là còn ở nơi đó mới đúng. Đều thất thần làm gì, ngoại trừ Khương Phàm ra thì còn có thể là ai? Nhanh đi! Khương Phàm là trưởng lão tứ đẳng, há có thể để chúng ta nói bắt liền bắt. Hắn hủy pháp trường dưới mặt đất của chúng ta không bắt thì ai bắt? Bọn hắn ở bên ngoài tận lực hạ giọng, nhưng bên trong đã bị quấy dày. Pháp trường dưới mặt đất chấn động hết sức rõ ràng, phòng ấn càng có liên hệ cùng ngọc khí trên tay hai vị trưởng lão trấn thủ. Cho nên bọn hắn đã biết pháp trường dưới mặt đất xảy ra vấn đề trước tiên, mà còn là vô cùng nghiêm trọng. Từ trưởng lão đến Tác Ngọc Đường, vẻ mặt đều đã bắt đầu thay đổi. Pháp trường dưới mặt đất làm sao lại xảy ra vấn đề? Ai dám tập kích chỗ này? Chẳng lẽ là Khương Phàm? Không sai, khẳng định là hắn. Ngoại trừ tên hỗn đản kia, không có người nào dám đánh chủ ý đến nơi đó. Mà Khương Phàm nếu ra tay, khẳng định sẽ không lưu tình chút nào, chẳng phải là nói pháp trường dưới mặt đất đang lọt vào phá hư. Nơi đó là tài nguyên quý giá nhất của thánh địa, càng là thứ mà bọn hắn ỷ vào để quật khởi tại xí thiên giới. Khương Phàm, tên hỗn đản đáng chết. Tác Ngọc Đường bị quấy dày, rất khó lại tập trung lực chú ý. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thật giống như nữ tử của mình đang bị kẻ thù chà đạp. Hô hấp Tác Ngọc Đường dồn dập, ý thức bực bội, khống chế ly hỏa đỉnh cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhưng, trong đỉnh lô không chỉ có ly hỏa mênh mông, mồi lửa, còn có hỏa diễm mà 13 người bọn hắn hình người thành phối hợp, tương đương với việc bọn hắn đã cùng đỉnh lô hòa thành một thể, một khi xuất hiện hỗn loạn, sẽ hình thành phản phệ mãnh liệt. Ổn định, ổn định. Có trưởng lão thấp giọng gào thét, gian nan nhắc nhở đám người. Tác Ngọc Đường cưỡng ép hoàn hồn, phóng thích hỏa diễm mãnh liệt hơn, cưỡng ép ổn định đỉnh lô. Nhưng, mặc dù hắn biết giờ phút này không được nghĩ lung tung, nhưng thực sự khống chế không nổi nôn nóng cùng tức giận đầy ngập ở trong lòng. Đã từng làm thánh chủ, là đan thánh cao ngạo, hắn không nên bị một hài tử ảnh hưởng, nhưng đối với Khương Phàm, bây giờ hắn là không có bất cứ thứ độ dễ dàng tha gì cả. Đột nhiên, Tác Ngọc Đường đã hiểu. Hắn trúng kế. Mục tiêu thật sự khi Khương Phàm tiến vào xí thiên giới, vẫn là hắn. Trước đó lấy lòng, thỏa hiệp các loại đều là đang tính kế hắn. Ngay cả trận luyện đan bây giờ, đều là trong kế hoạch của Khương Phàm. Khương Phàm chính là muốn chờ khi bọn hắn luyện đan, cưỡng ép phá hư pháp trường dưới mặt đất, dùng cái này đến kích thích bọn hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tác Ngọc Đường căng cứng toàn thân, gian nan nói nhỏ, nhưng càng lo lắng ổn định, thì lại càng là hỗn loạn. Thánh chủ, ổn định. 12 vị trưởng lão cao giọng la lên, thế nhưng nét mặt của bọn hắn cũng đều đã đau đớn dần lên. Giờ khắc này, thánh chủ đang tăng cường hỏa diễm, bọn hắn nhất định phải phối hợp, mà muốn cưỡng ép khống chế đỉnh lô ly hỏa lô như thế này, cũng cần bọn hắn ra tay bá đạo. Nhưng, một khi mất khống chế thì thế nào? Nếu như lúc này bọn hắn không phối hợp, chỉ có thánh chủ tăng cường hỏa diễm thể hệ bên trong cũng sẽ nhận quấy nhiễu to lớn, sau đó sụp đổ. Tại thời khắc gian nan, bọn hắn ăn ý lựa chọn phối hợp cùng thánh chủ, toàn thể tăng cường hỏa diễm. Bọn hắn tin tưởng thánh chủ, tin tưởng hắn có thể khống chế ở cục diện. Nhưng, bọn hắn đã đánh giá cao Tác Ngọc Đường. Là một đan thánh, Tác Ngọc Đường có thể tùy tiện ứng phó đa số những chuyện ngoài ý muốn trong quá trình luyện đan, nhưng đối với Khương Phàm, hắn vẫn không bỏ xuống được. Tác Ngọc Đường càng quật cường phóng thích liệt diễm, hỗn loạn trong đỉnh lô càng nghiêm trọng. Dược dịch đang dung hợp bên trong cũng bắt đầu bốc hơi tiêu tán. Tình cảnh này lập tức kích thích Tác Ngọc Đường. Xong. Trường sinh đan muốn thất bại. Vì để gom góp tài nguyên, Tác Ngọc Đường đều đã cực cả thể diện, nhưng cuối cùng lại sắp thất bại rồi. Ý nghĩ này mới xuất hiện, tựa như là đè sập một bó cỏ cuối cùng của lạc đà. Tác Ngọc Đường không kiểm soát được. Phốc. Ngực bụng Tác Ngọc Đường cuồn cuộn, máu tươi phun ra, liệt diễm toàn thân nghịch loạn tuôn ra, tàn phá bừa bãi toàn thân, sôi trào trong điện. Thánh chủ. Sắc mặt 12 vị trưởng lão kịch biến, gần như đồng thời đều phun máu, hệ thống liệt diễm trong đỉnh lô sụp đổ toàn diện, ly hỏa đỉnh lô lay động lịch liệt, dâng lên uy thế kinh khủng giống như nổ tung, trùng kích cung điện, càng đánh thẳng vào 12 vị trưởng lão đã dung hợp cùng nó. Ầm ầm, đại điện trên đỉnh núi sụp đổ trong nháy mắt, uy thế kinh khủng nương theo liệt diễm kinh người, tuôn ra tàn phá khắp nơi.
Các cường giả trấn thủ đỉnh núi kinh hồn quay người, trong nháy mắt liền bị năng lượng khí lãng bao phủ, không kịp phản ứng đã liền bị thiêu thành cho tàn. Liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn cùng uy thế tàn phá mấy ngàn thước, sau đó dội thẳng lên trời cao. Cả ngọn núi cao đều đang lay động, sụp ra vết nứt, đá vụn lăn xuống. Trong vòng phạm vi trăm dặm đều nhận lấy trùng kích. Xảy ra chuyện gì? Nơi đó là lãnh địa của Tác Ngọc Đường trưởng lão. Ai dám tập kích nơi đó? Hình như Tác Ngọc Đường đang luyện trường sinh đan, chẳng lẽ không kiểm soát được? Các luyện đan sư ở khắp nơi trên các dãy núi nhao nhao nhìn ra xa, số lượng lớn lực lượng thủ vệ nhanh chóng bay lên không. Ngay cả thị vệ giám sát Khương Phàm cũng đều nhanh chóng trở về. Khương Phàm thừa cơ trở lại đỉnh núi, thay thế kính tượng, bắt đầu luyện hóa nuốt hỏa diễm. Trong phế tích tại đỉnh núi, Tác Ngọc Đường cùng 12 vị trưởng lão toàn bộ nằm nhoài trong phế tích, thất khiếu rướm máu, vô cùng thê thảm. Có 7 vị trưởng lão bị mất mạng tại chỗ, còn lại 5 người đều bị thương nặng, hấp hối. Bởi vì luyện chế là trường sinh đan, ngưng tụ là khí thức sinh mệnh, cho nên đan dược thất bại, đỉnh lô phản phệ, trao đổi sinh mệnh năng lượng với đỉnh núi. Sinh mệnh lực của bọn hắn đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, già nua suy yếu. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là kinh mạch cùng khí hải, đều nhận lấy phản phệ mãnh liệt, triệt để phế đi bọn hắn. Số lượng lớn cường giả liên tiếp đuổi tới, nhìn thấy tình huống trên đỉnh núi thì đều kinh hãi. Cái này rõ ràng là không kiểm soát được đỉnh lô. Nhưng Tác Ngọc Đường và bọn họ đều là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể để đỉnh lô mất khống chế đến trình độ như vậy. Đây quả thực là, chọc giận, đỉnh lô, đã dẫn phát, phản kích. Đất, hỏa trì dưới mặt đất. Có một lão nhân hấp hối nằm nhoài trong phế tích. Có người, tập kích đám cháy dưới mặt đất, quấy nhiễu luyện đan. Hỏa trì dưới mặt đất. Mọi người kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là có tính toán. Dùng tập kích pháp trường dưới mặt đất làm kíp nổ, chọc giận Tác Ngọc Đường đang ở thời khắc mấu chốt. Quá độc ác. Đây là muốn trực tiếp phế đi bọn hắn mà. Sau đó không lâu, giới chủ tự mình giáng lâm, tìm hiểu tình hình đơn giản, lập tức nghĩ đến Khương Phàm. Ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể tập kích pháp trường dưới mặt đất? Ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể điên cuồng như vậy? Ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể tính toán Tác Ngọc Đường? Khương Phàm ở đâu? Giới chủ nổi giận. Cưỡng ép quấy nhiễu tại lúc luyện đan khắc, chính là chuyện kiêng kỵ nhất của các luyện đan sư. Loại chuyện này lại phát sinh ở xí thiên giới. Không thể tha thứ. Khương Phàm đã bắt đầu bế quan chiều sâu, dung luyện 19 loại thánh viêm thiên hỏa khởi xướng trùng kích đến linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Đây là một lần tăng lên gian nan nhất của linh hồn cảnh hậu kỳ, không chỉ cần phải có đầy đủ năng lượng cùng cơ duyên, càng cần làm chuẩn bị sẵn sàng cho hậu kỳ sinh tử cảnh hơn, cho nên dùng phương thức gì đột phá đều rất quan trọng. Trong mắt rất nhiều võ giả, linh hồn cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên, cùng cửu trọng thiên ba lần đột phá, sử dụng cơ duyên càng đặc thù, hy vọng bình ổn vượt qua sinh tử cảnh lại càng lớn, thời gian sẽ càng ngắn, sau khi tiến vào niết bàn cảnh sẽ mở ra thân thể bảo tàng, năng lực cũng sẽ càng cường đại. Cho nên, rất nhiều người có linh văn bình thường, thường thường là cao giai linh hồn cảnh đều coi là sinh mệnh mục tiêu cuối cùng, nhưng đối với thánh phẩm linh văn hay thậm chí thiên phẩm linh văn mà nói, sẽ coi ba lần đột phá tại linh hồn cảnh hậu kỳ, là cơ hội thăng hoa sinh mệnh lần thứ hai, gần với thức tỉnh linh văn. Mà ba lần đột phá này của Khương Phàm, không thể nghi ngờ là đã đến cực hạn đặc biệt. Thất trọng thiên, dung hợp thần cốt kiếp trước. Bát trọng thiên, nâng ly thánh huyết thiên nhân. Cửu trọng thiên thì là dùng đến 19 loại thánh viêm. Phân biệt đại biểu cho hài cốt, huyết nhục, cùng linh hồn chu tước, ba tầng biến đổi. Ba lần đột phá này, ba tầng biến đổi này, chắc chắn sẽ vì hắn mà vững chắc cơ sở cho sinh tử cảnh sắp đến. Chỉ cần dùng thiên nhân đan phối hợp, hắn hoàn toàn có thể có 90% hy vọng, thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, mà thời gian cũng sẽ càng nhanh. Hắn một mực tại nơi này. Giới chủ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Khương Phàm phía trước đỉnh núi. Liệt diễm cuồn cuộn toàn thân, nương theo uy thế mãnh liệt phóng lên tận trời, mơ hồ hiển hiện thành hình dáng thiên tước uy nghiêm. Nàng nhìn ra được, đây là đang trùng kích cảnh giới. Nếu như bị quấy dày, rất có thể sẽ phế đi hắn. Hai tháng này Khương Phàm vẫn luôn ở đây, hơn 10 ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị bế quan, muốn tăng lên cảnh giới.
rất nhiều người lần lượt ra mặt làm chứng, ngay cả thị vệ mà Tác Ngọc Đường an bài tới cũng chứng thực Khương Phàm từ đầu đến cuối đều ở chỗ này. Giới chủ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ không phải Khương Phàm? Nếu như là hắn làm, bây giờ hẳn là đang chờ đợi rảo biệt, không thể nào lại tiến hành tu luyện mấu chốt như thế này. Đây quả thực là liều mạng. Không phải Khương Phàm, vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là có người muốn giá họa hắn? Không thể nào. Bên trong Xí Thiên giới không có người hung ác như thế. Chẳng lẽ là Khương Phàm cùng những người khác hợp tác rồi? Hắn cố ý ở lại nơi này hấp dẫn ánh mắt, những người khác bí mật hành động. Ví dụ như, Hung Linh Hầu Phủ. Hình như quan hệ giữa Khương Phàm cùng Hung Linh Hầu Phủ cũng có chút thân mật. Tại trong ấn tượng của nàng, Hung Linh Hầu tựa như là ác thú có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, hung tàn, vô tình, ngoại trừ Triệu Gia Gia, chưa bao giờ có tiếp xúc quá sâu cùng bất cứ kẻ nào. Nhưng sau khi Khương Phàm đi đến, Hung Linh Hầu giống như đặc biệt dung túng Khương Phàm. Giới chủ, chúng ta, có người xin chỉ thị, là bắt lấy Khương Phàm, hay là xử lý như thế nào? Chờ đó, giới chủ ra hiệu đám người tản ra. 3 ngày sau, Tác Ngọc Đường cùng 5 vị trưởng lão còn lại được cứu giúp, Khương Phàm thì đột phá hàng rào bát trọng thiên, thành công tiến vào cửu trọng thiên. Khoảng cách sinh tử cảnh, chỉ còn cách xa một bước. Lần này thuận lợi đột phá, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là linh hồn chu tước tăng cường trên phạm vi lớn. Bởi vậy đã liên lụy đến uy lực yêu hỏa, thực lực chu tước truyền thừa, phạm vi ý thức hải, lực lượng bản thân ở huyết hải, thậm chí là tàn đao trong khí hải. Các ngươi đây là... Khương Phàm kỳ quái nhìn biển người khí thế hung hăng ở xung quanh. Hơn mấy ngàn vạn người, vây kín trên đỉnh núi, trên bầu trời không một kẽ hở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giới chủ Xí Thiên giới giáng lâm đến trước mặt Khương Phàm, lạnh lùng nhìn hắn. Tác Ngọc Đường luyện đan thất bại, bị phản phệ. Khương Phàm nhìn nàng một cái, lại nhìn người xung quanh. Sau đó thì sao? Nguyên nhân gây ra chuyện là có người tại thời khắc luyện đan mấu chốt của bọn hắn, đánh lén pháp trường dưới mặt đất, đánh cắp thánh viêm thiên hỏa bên trong. Sau đó nữa thì sao? Người có cảm tưởng gì? Cảm tưởng sao? Khương Phàm chần chừ một lúc. Hắn còn có thể cứu không? Có thể cứu, nhưng đã phế đi. Có thể khôi phục hơn phân nửa liền xem như ông trời đã thương hại. Thật là đáng tiếc. Khương Phàm lắc đầu, vậy mà không thể triệt để phế bỏ. Là rất đáng tiếc, hắn đã từng là tôn chủ Nam Bộ, là đan thánh cao ngạo, chờ hắn tỉnh lại có thể sẽ chỉ còn lại mỗi danh hào đan thánh, chuyện này sẽ để hắn sống không bằng chết. Giới chủ nói xong, rất nhiều luyện đan sư đều cảm thấy tiếc nuối. Thương thế của Tác Ngọc Đường vô cùng nghiêm trọng, từ khí hải đến kinh mạch. Gần như đều toàn nát. Mặc dù tạo hóa đan có công hiệu chữa trị kinh mạch, nhưng hiệu quả cực hạn tại võ giả trước sinh tử cảnh. Sau khi đến sinh tử cảnh, khí hải vô cùng vững chắc, hướng tới thành thục, cùng các vấn đề toàn thân đều giao hòa chiều sâu, hiệu quả tạo hóa đan đều yếu ớt. Hắn cần chính là chuẩn thánh phẩm, thậm chí là bảo dược điều trị cấp bậc thánh phẩm. Phe phái Đồng ra nơi đó có một viên nhưng bọn hắn không nguyện ý lấy ra. Xí Thiên giới chỉ có thể từ nội bộ sưu tập vật liệu, đến Chiến Quốc Thánh Quốc tìm kiếm vật liệu, tranh thủ mau chóng luyện ra. Nhưng, thời gian kéo một ngày, thương thế càng nghiêm trọng một phần, sau 2 tháng, coi như có thể cứu về cũng sẽ để lại tai họa ngầm nghiêm trọng. Về phần 5 vị trưởng lão khác, bọn hắn không có nhiều dược liệu như vậy, chỉ có thể dùng những đan dược khác, sau đó nghe theo mệnh trời. Khương Phàm bĩu môi, không nói gì. Giới chủ có chút cúi người. Lạnh lùng tiếp cận Khương Phàm. Ngươi không cảm giác đối với hắn mà nói, kết cục như thế quá tàn nhẫn sao? Ngài đang hỏi ta sao? Nơi này còn có người khác sao? Nếu như là hỏi ta, ta đương nhiên sẽ nói, đáng đời. Hắn nên tiếp nhận tra tấn như vậy, sống không bằng chết. Ha ha, tính tình ngươi đây, đủ ngoan độc đó. Giới chủ cười, lại là cười lạnh, sự chán ghét trong lòng đối với Khương Phàm lại lần nữa gia tăng thêm mấy phần. Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt giới chủ, cũng cười, cũng là cười lạnh. Ta phải nói đáng tiếc sao? Người đương nhiên phải nói đáng tiếc. Người khác có thể, ta sẽ không. Vì sao ngươi sẽ không? Ngài nói xem là cái gì? Hôm nào đó ta đổ Xí Thiên giới của ngài, phụ thân của ngài, nhi nữ của ngài, nam tử của ngài, toàn bộ đều bắt đi, treo ở trong phòng, châm lửa khai đỉnh.
mỗi ngày đào thịt của bọn họ, lấy máu của bọn họ, quất cốt tủy của bọn hắn, dùng để luyện đan. Ngài là người nhân từ như vậy, khẳng định sẽ mỉm cười nói, làm tốt, tiếp tục đào, tiếp tục thả. Tới đây, mệt mỏi uống chút trà. Làm càn. Tập thể luyện đan sư xung quanh giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm không hề quan tâm, thể hiện dần dần dữ tợn. Đây chính là chuyện Tác Ngọc Đường làm đối với ta, đây chính là chuyện phát sinh bên trong Thiên Hỏa Cung của Ly Hỏa Thánh Địa. 10 năm trước, bọn hắn làm trái với quy củ Thánh Địa, bổ tông môn ta, tàn sát vô số trưởng lão đệ tử, bắt phụ thân ta, cướp bằng hữu ta, treo ở Thiên Hỏa Cung sống sờ sờ hành hạ mấy tháng. Mỗi ngày đều lấy máu đào thịt, rút gân lột da, bẻ xương rút tủy, chỉ vì để nghiên cứu một loại đan thuật. Một đám súc sinh đáng chết, bại hoại trong luyện đan sư. Xí thiên giới các ngươi không biết chuyện này sao? Nói ta tàn nhẫn, ta nhổ vào. Giới chủ trao mày, mọi người xung quanh đều lập tức trầm mặc. Bọn hắn biết chuyện này, chỉ là, thời gian đã quá lâu, nên quên mất. Khắc sâu trong ấn tượng chỉ là Khương Phàm dìm nước Hoang Mãng Nguyên. Giới chủ cùng Khương Phàm nhìn nhau một hồi. Ngươi thừa nhận là ngươi hại Tác Ngọc Đường. Ta thừa nhận cái gì rồi? Ta ngồi ở chỗ này hơn 2 tháng, tu luyện đan thuật, tăng lên cảnh giới, vừa mở mắt chính là các ngươi khí thế hung hăng chất vấn ta, ta. Thừa nhận, cái gì rồi? Khương Phàm, chính là ngươi làm, ngươi rõ ràng, ta càng rõ ràng hơn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Xin mời giới chủ, công khai xử trí ta đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám. Nơi này là Xí Thiên Giới. Ta lại thuộc về Xí Thiên Giới, ngài có quyền làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả giết ta. Ta vốn định để cho ngươi mấy phần mặt mũi, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Giới chủ Xí Thiên Giới bị chọc giận, cao giọng chất vấn. Xí Thiên Giới tiếp nhận trưởng lão, không chỉ có nhìn chính là đan thuật, càng là nhìn phẩm hạnh. Khương Phàm ngươi ở bên ngoài gây họa vô số, lăng nhục nữ tử, tàn nhẫn ác liệt, khiến cho các nàng sinh con cho ngươi. Hôm nay ta lấy tên giới chủ Xí Thiên Giới, trục xuất ngươi khỏi Xí Thiên Giới. Hoa! Đám người bạo động, còn có loại chuyện này. Tên điên này đúng là phát rồ mà. Khương Phàm đứng dậy. Chờ một chút, ngài có thể tùy tiện xử trí ta, nhưng ngài chất vấn phẩm hạnh ta, lão tử liền phải nói cho ngươi một lời. Ta lăng nhục vị nữ tử nào? Nữ nhi của tộc trưởng Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Khuynh Thành, nữ nhi của thành chủ Chí Tôn Kim Thành, Hứa Đan. Còn có muội muội thánh vương của Vạn Đạo Thần Giáo. Hai vị phía trước, bị ngươi lăng nhục sinh con, một người phía sau đã trực tiếp chết rồi. Đây chính là nguyên nhân Vạn Đạo Thần Giáo phái người đến Xí Thiên Giới, bọn hắn muốn dẫn ngươi rời khỏi, điều tra nguyên nhân cái chết của muội muội thánh vương. Mà ngươi nửa đường phục kích, cưỡng ép cướp đi thê tử của truyền nhân thiên phẩm Vạn Đạo Thần Giáo, Điêu Lãnh Phong, công chúa Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lạc Lê. Giới chủ cao giọng quát tháo, tuyên cáo trước toàn trường. Tại thời điểm bá vương nói ra việc ác của Khương Phàm, nàng đã chán ghét Khương Phàm đến cực độ, nếu như không phải bị lão tổ đè ép, nàng đã sớm đưa người đi. Bây giờ Khương Phàm ngang nhiên tính toán Tác Ngọc Đường, khiến cho số lượng lớn người thương vong, nàng không thể nhịn được nữa. Hôm nay liền xem như lão tổ tới, nàng cũng phải đánh Khương Phàm ra ngoài. Đám người lần nữa bạo động, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm. Quá ác liệt, quá điên cuồng. Quả thực là bại hoại trong luyện đan sư. Trục xuất khỏi Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới không thu bại hoại. Biến ra ngoài, đừng bôi đen cho Xí Thiên Giới. Không biết là ai lên đầu, càng ngày càng có nhiều người cao giọng la lên. Quần tình xúc động tức giận. Khương Phàm càng nhăn mày càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ai nói với ngài? Cháu trai của nhị trưởng lão Vạn Đạo Thần Giáo. Truyền nhân thiên phẩm, Điêu Lãnh Phong. Ngươi còn có lời gì để nói? Giới chủ, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ngài phán đoán một người, phán quyết một chuyện cũng là bởi vì người khác há mồm ra mấy câu sao? Ta chợt phát hiện, đường đường là giới chủ Xí Thiên Giới, thì ra lại rất ngây thơ. Ngài là được người khác tôn trọng quen rồi, không có trải qua long đong cái gì, không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế sao? Điêu Lãnh Phong hắn nói ta lăng nhục nữ nhi hoàng tộc, ngài liền tin rồi. Điêu Lãnh Phong lấy danh nghĩa hoàng đạo để thề. Hoàng đạo cái rắm. Ngươi. Rất nhiều người có chút thay đổi, tên điên này lại ngang nhiên nhục mạ hoàng đạo.
Ngô Khuynh Thành đang ta chỗ này, Hứa Đan càng ở ta chỗ đây. Tuy nhiên, Khương Phàm lấy Ngô Khuynh Thành và Hứa Đan từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Hai nữ nao nao, đại trận gì thế này? Hắn thật đúng là đã bắt người. Rất nhiều người kinh hô, tên điên này đủ to gan thật, nữ nhi tộc trưởng hoàng tộc cũng dám trả đạp. Ta giới thiệu cho các ngươi, vị này là Ngô Khuynh Thành, nữ nhi thứ bảy của phủ chủ Hỗn Độn Tử Phủ. Giữa ta cùng Hỗn Độn Tử Phủ có đoạn kết giao đặc thù, đây là bọn hắn giao cho ta. Tuy nhiên, chúng ta đã hòa giải, bọn hắn cũng đang ở Tây Nam Bộ Trung Vực chờ nghênh đón Ngô Khuynh Thành. Hứa Đan, cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà giao cho trên tay của ta. Nhưng, nàng cùng đồ đệ của ta đang yêu nhau, đến nay đã rất nhiều năm. Bây giờ nàng muốn về nhà, ta đang định đưa nàng rời khỏi. Về phần vị trưởng lão Điêu Lãnh Phong nói kia, nàng tên là Hướng Vãn Tình, là bị thần giáo hãm hại, cưỡng ép lấy chồng ở xa, tự mình không chịu nổi nhục nhã nên đã dùng kịch độc chết rồi. Chỉ vì trước khi chết nàng đã cùng ta từng có tiếp xúc, liền hoài nghi là ta hại chết. Khương Phàm nói xong, nhìn Ngô Khuynh Thành cùng Hứa Đan ra hiệu. Ta nói đúng không? Hai nữ theo nhau gật đầu, công nhận lời của Khương Phàm. Không khí kích động khẩn trương xung quanh thoáng nhẹ nhõm, các chư vị luyện đan sư rất nhanh đã thay đổi thái độ, nói đúng là, Khương Phàm thoạt nhìn vẫn rất phù hợp, làm sao có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia. Sắc mặt giới chủ lại trở nên khó coi. Thằng danh con Điêu Lãnh Phong kia lừa nàng. Khương Phàm Ngô Khuynh Thành cùng Hứa Đan thu vào thanh đồng tiểu tháp, đi qua phía giới chủ. Giới chủ thu nhận trưởng lão, lại còn chú trọng phẩm hạnh. Ngài không cảm giác trên mặt thẹn đến hoảng, thời điểm ngài tiếp thu Tác Ngọc Đường, đã chú trọng phẩm hạnh rồi. Tác Ngọc Đường vì để luyện đan, bắt thân tộc ta, lấy người sống rút gân lột ra nghiên cứu đan thuật, loại phẩm hạnh tàn nhẫn ác liệt này, không thể nghi ngờ là sỉ nhục của luyện đan sư, vậy mà ngài có thể tiếp nhận. Tác Ngọc Đường là tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, là người phụ trách hàng đầu của Thánh Địa Trung ương tại Nam Bộ, vậy mà lại không để ý tổ huấn, phản bội chạy trốn khỏi Thánh Địa, trước khi đi còn vơ vét tài nguyên mấy ngàn năm của Thánh Địa, hắn xem Thánh Địa là nhà mình sao? Đen đủi tin nghĩa khí như vậy, phẩm hạnh như rác, tự tư tự lợi, đơn giản là làm cho người giận sôi, vậy mà ngài có thể tiếp nhận, còn cao điệu bồi dưỡng. Ngài rõ ràng hám lợi, còn rêu rao mình chính nghĩa cao thượng. Ngài thật là có ý tốt nhỉ. Khương Phàm, ngươi làm càn. Số lượng lớn thị vệ cao giọng giận dữ mắng mỏ, hỗn đản này cũng dám trước mặt mọi người chất vấn giới chủ của bọn hắn. Khương Phàm ha ha cười lạnh. Vị giới chủ tôn quý này vậy mà lại chất vấn phẩm hạnh của ta. Ta càng muốn chất vấn phẩm hạnh của ngài đấy. Xí thiên giới làm hoàng tộc Tây Nam, điện đường chí cao của luyện đan sư, còn tự xưng là hoàng đạo thứ 13. Hẳn là biểu tượng của chính phái tôn quý, vậy mà lại dung túng cho bên ngoài mở hoa lâu. Ngàn vạn nữ tử vô tội, ngày đêm chịu lăng nhục tại hoa lâu. Uổng cho ngài vẫn là một nữ tử, ngài là không biết, hay là mắt bị mù, hay là... Ngươi có thể tiếp nhận. Ngài muốn đuổi ta đi. Ha ha, lão tử còn không nguyện ý hầu hạ đâu. Trước khi ta tới đây vẫn một mực tôn trọng xí thiên giới, kết quả bây giờ. Ta nhổ vào. Một đám cái quái gì? Mẹ kiếp, mở cửa buồn nôn đến tận nhà. Còn liếm láp cái mặt nát nói ta lăng nhục nữ tử. Ngài quả thật tự cho mình thanh cao rồi. Các ngươi dung túng hai nước vương hầu mở hoa lâu, kiếm tiền mua thuốc, các ngươi không có lăng nhục nữ tử. Đám nữ tử trong hoa lâu kia kêu thảm, các ngươi không nghe được. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của đám nữ tử kia, đều có một nửa công lao của các ngươi. Mỗi một viên thuốc xí thiên giới các ngươi luyện, đều mang máu tươi của đám nữ tử kia, các ngươi. Phải bị trời phạt. Khương Phàm giống to một tiếng, dùng sức nắm nát ngọc phù tứ đẳng, đi qua giới chủ mặt. Bầu không khí toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều những câu giận dữ mắng mỏ đột nhiên này chấn trụ. Ta nhổ vào, lão tử không hầu hạ. Khương Phàm bay lên không, ngưng tụ hỏa dực, rời khỏi xí thiên giới. Giới chủ xí thiên giới đứng tại đỉnh núi, sắc mặt âm trầm như nước. Hai tay trong tay áo đều dùng lực nắm chặt. Một sự tức giận chưa bao giờ có đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Giới chủ, không thể để cho Khương Phàm đi. Quá làm càn, đơn giản là không có chút kính sợ nào đối với xí thiên giới. Giới chủ, Khương Phàm quá mức, nhục mạ ngài, nhục mạ xí thiên giới, không thể tha thứ. Rất nhiều luyện đan sư bước về phía trước thỉnh nguyện.
Bọn thị vệ rối loạn lên, tiểu tử này thật ngông cuồng, hắn lại dám chỉ vào giới chủ chửi ầm lên, trong ngôn ngữ lăng mạ chính là toàn bộ xí thiên giới. Bắt lại cho ta. Giới chủ nắm chắc hai tay, hai mắt huyết hồng, đột nhiên giống to. Vâng. Vâng cái dám, bắt Điêu Lãnh Phong lại cho ta. Dám lừa gạt lão nương, hắn chán sống rồi. Toàn trường bỗng nhiên an tĩnh, bắt ai? Lập tức, ngay lập tức, đè lại cho ta, lôi vào. Còn có bá vương, bảo hắn cút đến đây cho ta, cút. Đến đây. Giới chủ thật sự là nhịn không được. Bá vương cùng Điêu Lãnh Phong lại dám xem nàng là đồ đần mà đùa nghịch. Lấy danh dự thần giáo đảm bảo, vụ oan cực hạn. Nếu như không phải mấy câu kia của bá vương, nàng cũng không chán ghét Khương Phàm như vậy. Kết quả là, chuyện căn bản không phải là như vậy. Hại nàng tại trước mặt tất cả mọi người mất mặt xấu hổ. Không thể tha thứ được. Khốn kiếp, đều điếc hết rồi sao? Bắt lại cho ta, truyền lệnh Hạo Thiên Thánh Quốc, toàn thể xuất động, bắt Điêu Lãnh Phong, bắt lấy bá vương lại cho ta. Ai dám lãnh đảm, trục xuất khỏi xí thiên giới. Ai dám phản kháng, giết. Không, tha. Giới chủ tức giận thét lên, vang vọng khắp dãy núi, đánh thức tất cả thị vệ. Khi mấy ngàn tùy tùng đi, đuổi bắt, Khương Phàm không rõ tình huống lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị đại chiến một trận. Đến đây, Khương Phàm phóng thích liệt diễm lên tiếng giống to. Kết quả, bọn hắn khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, lại toàn bộ lại đều từ bay qua bên cạnh hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Khương Phàm không hiểu thấu, mù sao? Không nhìn thấy ta sao? Khương Phàm, không cần đi. Giới chủ mời ngươi đi qua. Luyện đan sư phe phái Triệu gia đuổi kịp Khương Phàm, nhìn hắn táo bạo, bất đắc dĩ lắc đầu. Khách khí như vậy rồi. Khương Phàm nhướng mày. Đừng nghĩ xí thiên giới đến không chịu nổi như vậy. Bọn hắn đều đi làm cái gì? Xin mời Điêu Lãnh Phong, bá vương. Đến xí thiên giới, giới chủ muốn các ngươi đối chất với nhau, giải thích mọi chuyện rõ ràng. Nếu như là bọn hắn vụ oan hãm hại ngươi, giới chủ sẽ tự nghiêm túc xử lý bọn hắn, nhưng nếu như ngươi thật sự có vấn đề, giới chủ cũng dùng giới luật xử lý ngươi. Ta chẳng thèm đối chất cùng bọn họ. Khương Phàm quay người liền muốn rời khỏi. Luyện đan sư ngăn lại Khương Phàm. Đừng xem chúng ta là đồ đần, ngươi đã phải đại náo một trận, thừa cơ rời khỏi. Làm nhà tội ác ngươi hãm hại Tác Ngọc Đường. Nói cũng chớ nói lung tung, Tác Ngọc Đường gặp chuyện không liên quan gì tới ta. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao làm được, nhưng Thánh Hỏa Thiên Viêm tại pháp trường dưới mặt đất hẳn là do ngươi trộm. Ngươi cũng là dùng bọn chúng làm cơ duyên, tăng lên cảnh giới. Luyện đan sư lắc đầu, đột phá cao giai linh hồn cảnh vô cùng khó khăn, nhất là bát trọng thiên đến cửu trọng thiên, cần đặc biệt lớn cơ duyên. Khương Phàm không thể nào tu luyện mấy ngày liền dễ dàng đột phá. Ta là dùng thánh huyết đột phá. Ngươi quên Kiều gia giết thánh tổ thứ tư. Ta mang theo rất nhiều thánh huyết, đầy đủ để ta đột phá đến cửu trọng thiên. Lý do rất đầy đủ. Nhưng chính là ngươi làm. Không có chứng cứ, chớ nói lung tung. Ngươi xác thực rất thông minh, hại người cũng có thể làm đến thiên y vô phùng, nhưng... chính là ngươi làm. Luyện đan sư đưa tay mời. Đi thôi, giới chủ đã đang chờ ngươi. Khương Phàm lắc đầu. Phẩm hạnh giới chủ các ngươi có vấn đề, ta không gặp. Giới chủ là tuổi tác còn nhỏ, tính tình lại táo bạo, làm việc tùy hứng, tuy nhiên còn tính là công chính, mời đi. Nàng bao lớn? 23. 23, ngươi lừa gạt ai đây? Khương Phàm thể hiện quái dị, 23 tuổi lại là giới chủ. Hắn còn tưởng rằng giống như vô hồi thánh chủ. Dùng chú nhan thuật gì đó. Tình huống của giới chủ chúng ta rất đặc biệt. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Trong u cốc sâu trong xí thiên giới. Khương Phàm nghiêm mặt, nhìn giới chủ trước mặt. Giới chủ cũng nghiêm mặt, nhìn Khương Phàm mặt mũi tràn đầy không phục trước mặt. Ngươi làm như thế nào? Không phải ta làm. Ta có thể không trừng phạt ngươi. Ngươi liền nói ngươi làm sao làm được. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi làm. Chỉ là không có để lại đầu mối mà thôi. Không phải ta làm. Nhị đẳng trưởng lão bị phế, dựa theo quy củ, khẳng định là muốn truy xét đến đáy. Xí thiên giới có chi đội hình luật, nếu như ta để bọn hắn buông tay điều tra, chỉ bằng ba chữ, hoài nghi ngươi, liền có thể chụp ngươi 8 năm, 10 năm. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Ha ha, ngươi thân chính.
chí ít so với nữ tử mở hồng lâu thì vẫn thân chính hơn. Làm càn. Ngươi chính là đánh giám, ta cũng xem thường ngươi. Ngươi thật nghĩ ta không dám thu thập ngươi. Tùy tiện thu thập, ngươi chính là giết chết ta, ta cũng vẫn xem thường ngươi. Ngươi không xứng làm giới chủ, xí thiên giới các ngươi càng không xứng với năm chữ, hoàng đạo thứ 13, này. Ta xứng hay không, không phải ngươi đánh giá. Nhưng, vận mệnh của ngươi, ta có thể quyết định. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ngươi đều phải tiếp nhận chi đội hình luật điều tra. Tùy tiện tra, có thể tra được chứng cứ, coi như ta thua. Ha ha, ngươi thật sự coi mình làm thiên y vô phùng. Trong thanh đồng tiểu tháp treo trên cổ ngươi cất giấu người, ta có thể đánh cược, thánh viêm thiên hỏa ở pháp trường dưới mặt đất đều ở bên trong. Ngươi có dám để cho ta kiểm tra hay không? Đồ của ta, dựa vào cái gì để cho ngươi tra? Ta còn cảm giác ngươi là đang trộm đồ của ta, đang cất giấu bên trong y phục của ngươi nữa đây, ngài có dám để cho ta lột hay không? Làm càn. Bớt thể hiện lại cho ta đi. Tiểu gia hỏa, biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hay không? Ngươi ngay ở trước mặt toàn xí thiên giới, lăng mạ phẩm hạnh của ta, ngươi không đáng để cho ta tôn trọng, ngươi hám lợi, thu nhận loại bại hoại tác ngọc đường kia, ngươi không đáng ta tôn trọng, ngươi dung túng bên ngoài mở hoa lâu kiếm tiền lời bẩn, to to nhỏ nhỏ 78 nhà, ngươi không đáng để cho ta tôn trọng. Khụ khụ. Tại một nơi hẻo lánh trong sương mù truyền ra tiếng ho khan rất nhỏ. Hai người đều yên lặng xuống, tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co nhau. Thật lâu, giới chủ xí thiên giới nói. Phóng xuất ngu khuynh thành. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nghiệm thân. Cái gì? Không phải ngươi không chạm qua nàng sao? Ta muốn nghiệm thân. Mẹ kiếp, có phải ta mọc ra một bộ mặt lưu manh hay không? Điêu Lãnh Phong không thể nào vô duyên vô cớ cầm danh dự thần giáo làm đảm bảo được. Giới chủ chính là bởi vì tin tưởng bá chủ, nên mới hiểu lầm Khương Phàm, cho nên sẽ không lại tùy tiện tin tưởng Khương Phàm. Khương Phàm trần trừ một lúc, sau đó cũng phóng xuất ngu khuynh thành. Nàng muốn kiểm tra thân thể ngươi. Dựa vào cái gì? Ngu khuynh thành vô cùng mâu thuẫn. Đi cùng với nàng, đừng nói lung tung, ngũ ca ngươi còn đang ở trung vực chờ ngươi. Rất nhanh, giới chủ đã mang theo Ngu Khuynh Thành đi ra, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Khương Phàm thu Ngu Khuynh Thành, tiếp tục đối xử lạnh nhạt rằng co với nàng. Sau đó không lâu, Bá Vương cùng Điêu Lãnh Phong bị mời đến trong u cốc. Hai người bọn họ đều không rõ tình huống, đi bắt người kỳ thật không dám quá thô lỗ, dù sao đối phương cũng là Bá Vương cùng truyền nhân hoàng đạo. Cho nên Bá Vương cùng Điêu Lãnh Phong đều tưởng rằng giới chủ làm ra quyết định chuẩn bị giao Khương Phàm cho bọn hắn. Ha ha, Khương Phàm, lại gặp mặt. Điêu Lãnh Phong lưu ý đến sắc mặt Khương Phàm rất khó coi, hoàn toàn yên tâm. Tiêu Lạc Lê bảo ta đợi nàng hướng ngươi vấn an. Khương Phàm không chút khách khí kích thích nói. Sắc mặt Điêu Lãnh Phong dần dần âm trầm xuống. Nếu như ngươi đụng phải một sợi lông của nàng, ta sẽ lột da của ngươi ra. Thật đáng thương, còn là thiên kiêu hoàng đạo. Đầu tiên là bị nữ tử của ta đánh quỳ trên mặt đất nhận thua, lại chết ra mặt trái với điều ước thoát thân, vạn dặm xa xôi theo đuổi giết ta, kết quả ngay cả nữ tử của mình đều ném đi. Loại biểu hiện vụng về như ngươi đây để cho ta vô cùng chất vấn tất cả thiên kiêu hoàng đạo, rốt cuộc đều là thứ mặt hàng gì. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng chất vấn hoàng đạo. Nếu như ta là ngươi, đã sớm cút về xin mời một nhân vật càng lợi hại đến để lật lại mặt mũi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, giới chủ, nếu ngài đều đã làm ra quyết định, hôm nay ta liền mang Khương Phàm rời khỏi. Nếu như xác định hắn không liên quan tới chết của trưởng lão chúng ta sẽ lại cho trở về, nếu như xác định có liên quan, chúng ta sẽ liền thay xí thiên giới thanh lý môn hộ. Giới chủ lạnh nhạt cự tuyệt. Trước tiên đừng có gấp. Điêu Lãnh Phong có chút ngẩng đầu. Giới chủ còn có vấn đề gì sao? Ta đã chờ 2 tháng ở chỗ này. Đã vô cùng cho xí thiên giới thể diện, nếu như các ngươi còn muốn kéo dài, chỉ sợ thần giáo nơi đó đều muốn phái người khác tới. Khương Phàm ở bên cạnh hừ lạnh. Phái ai đến, phái thiên hồ thánh vương sao? Các ngươi vì để khống chế Hướng Vãn Tình, đã đặc biệt sớm điều động thiên hồ thánh vương đến thiên khải chiến trường, kết quả, ha ha, Hướng Vãn Tình chết rồi. Nếu như nàng biết mình muội muội chết rồi, đầu tiên chính là truy cứu trách nhiệm của thần giáo. Còn ta, nàng đều vô cùng rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Điêu Lãnh Phong quét ánh mắt bén nhọn về phía Khương Phàm.
Khương Phàm, ngươi dám phụ trách vì lời nói của chính mình. Ta đương nhiên phụ trách, ngược lại là ngươi, dám phụ trách sao? Nếu không, chúng ta đều ở nơi này chờ lấy, chờ Thiên Hồ Thánh Vương tự mình tới. Ngươi xem nàng là một bàn tay đập chết ngươi hay là bắt ta đi? Ngươi, đừng cho rằng ta không biết chút chuyện xấu xa này của các ngươi. Khương Phàm bĩu môi hừ lạnh. Ngươi chỉ là một tên dân liều mạng từ tiểu địa biên hoang đi ra, cũng xứng vọng nghị hoàng đạo. Điêu Lãnh Phong, ngươi còn chưa hiểu, ai ta cũng không sợ, thân phận cao cao tại thượng của ngươi không dọa được ta. Nếu như lại dùng cái tư thái này, coi chừng ngày nào chết trong tay ta. Vậy chúng ta liền chờ xem ai chết ở trong tay ai. Giới chủ đưa mắt lạnh nhìn bọn hắn cãi lộn, cơ bản cũng đã hiểu xảy ra chuyện gì. Vị trưởng lão trong miệng Điêu Lãnh Phong kia, xác thực có chút liên quan cùng Khương Phàm, nhưng nguyên nhân cái chết không có liên quan gì với Khương Phàm. Tên tiểu tử hoàng đạo này vì để có thể lấy Khương Phàm đi, miệng đầy hoang ngôn, xem nàng như đồ đần mà đùa nghịch. Giới chủ liếc nhìn bá vương, sắc mặt lão gia hỏa này cũng có chút thay đổi, đang gắt gao nhìn chằm chằm Điêu Lãnh Phong. Xem ra, cũng là từ trong đối thoại của bọn họ nghe được chút ý tứ gì khác. Bá vương, tới đây. Giới chủ đứng dậy, đi sang cửa đá bên cạnh, biến mất trong sương mù. Bá vương theo sát đi đến, sau khi hành lễ với giới chủ, cũng thi lễ một cái đối với tiểu lão đầu bên trong. Lão tổ, bá vương, tuổi ngươi cũng đã rất cao, trấn thủ xí thiên giới cũng lao khổ công cao, bản giới chủ để lại mặt cho ngươi. Không có người ngoài, giới chủ không che giấu nữa, sắc mặt liền âm trầm lại, ngữ khí càng giá lạnh. Ngươi là không hiểu rõ tình huống, bị Điêu Lãnh Phong lừa, hay là thu lợi ích từ chỗ của hắn, kết hợp lại gạt ta. Bá vương cau chặt lông mày, vội vàng hành lễ. Giới chủ, bá vương phủ đời đời thủ vệ xí thiên giới, tận trung cương vị công tác, bá vương phủ, đối với giới chủ là trung thành tuyệt đối. Điêu Lãnh Phong nói chuyện với Khương Phàm, người đã nghe rõ chưa vậy? Hiểu, trưởng lão đã chết trong miệng Điêu Lãnh Phong đó, hẳn là không có liên quan cùng Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm cũng là liên lụy đến một ít chuyện bí ẩn trong thần giáo hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện Khương Phàm lăng nhục nữ nhi tộc trưởng hai đại hoàng tộc, người đã xác minh sao? Cái này, ta ngược lại thật ra đã xác minh, Ngu Kình Thương, Hứa Đan, đều là bởi vì nguyên nhân đặc thù, nên có liên lụy cùng Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm chỉ là giữ các nàng lại, không có thực hiện lăng nhục, càng không tồn tại chuyện sinh con cái. Khương Phàm lần này đi trung vực là muốn gặp mặt cùng Hỗn Độn Tử Phủ, người của bọn họ đều đang chờ đón Ngu Khuynh Thành về. Mà Hứa Đan, là cùng đồ đệ của Khương Phàm yêu nhau bỏ trốn, không hề liên quan tới Khương Phàm. Giới chủ đi đến trước mặt bá vương, theo dõi hắn trong khoảng cách gần. Ngươi có cảm tưởng gì? Bá vương càng nhăn mày càng chặt, tại sao có thể như vậy, tất cả đều là giả sao? Điêu Lãnh Phong đều đang gạt hắn sao? Ngươi là bá vương. Là cao tầng của xí thiên giới, người rất rõ ràng quy củ của chúng ta. Chỉ bằng chuyện ngươi lừa gạt giới chủ, truyền đạt tin tức hư giả, hãm hại trưởng lão tứ đẳng của xí thiên giới, ta liền có thể xử lý ngươi. Bá vương vội vàng lui lại hai bước, quỳ một chân trên đất. Ta không có xác minh tình huống, dễ tin người khác nói như vậy, cam nguyện chịu phạt. Tốt, chính ngươi nói. Mặc dù giới chủ thoạt nhìn chỉ là một cô nương thanh tú, nhưng lại tràn ngập uy thế cường đại. Đầu tiên, người tự mình xử lý Điêu Lãnh Phong, hết thảy hậu quả, người toàn lực gánh chịu. Thứ hai, ta cho người thời gian 10 ngày, chuẩn bị 3 viên thánh đan, tự mình đón tiếp Hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. 3 viên thánh đan. Khóe mắt bá vương run rẩy, nhưng có giới chủ và lão tổ tông, hắn thực sự không dám ngỗ nghịch. Xin giới chủ phân phó, 3 viên thánh đan thần miếu cần đổi lấy vật gì? Đổi một sự cam đoan. Hoàng đạo Tây Bắc tuyệt đối không thể lấy bất kỳ lý do gì hay bất cứ phương thức nào nhúng tay vào sự vụ Tây Nam. Bản vương sẽ làm hết khả năng. Bá vương rời khỏi mê vụ, trái tim đều đang chảy máu, 3 viên thánh đan, trong phủ bá vương cất giấu 1 viên, nhưng chỉ này 1 viên, muốn lại có thêm 2 viên nữa, chỉ có thể cầu cứu các phe phái, không chỉ cần phải tự mình chuẩn bị vật liệu, càng phải thiếu một ân tình to lớn. Đây quả thực là lột da hắn. Điêu Lãnh Phong đáng chết. Chờ một chút, giới chủ còn có chuyện gì? Bá vương cung kính hành lễ, mặc dù giới chủ trước mặt mình đây chỉ có 23 tuổi,
nhưng bí mật đặc thù để hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ lòng bất kính nào. Hoa Lâu Chiến Quốc, đóng toàn bộ. Cái này, các cô nương bên trong, toàn bộ giải trừ thân phận nô lệ, người tự mình xử lý. Sắc mặt bá vương khó coi, ta tự mình xử lý. Đường đường là bá vương lại tự mình xử lý sự vụ Hoa Lâu. Nếu như ngươi xử lý không tốt, ta nhờ Hung Linh Hầu Phủ xử lý. Bản vương nhất định không phụ kỳ vọng của giới chủ. Bá vương tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Điêu Lãnh Phong ở bên ngoài cùng Khương Phàm giằng co, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Chỉ cần Xí Thiên Giới đồng ý, hắn lập tức áp giải Khương Phàm rời khỏi. Hơn 10 ngày trước, cường giả thần giáo đã đến, ngoài thành càng có bán thánh ẩn núp. Cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều càng là tới vài trăm người. Khương Phàm, mọc cánh cũng khó thoát. Điêu Lãnh Phong công tử. Bá vương cố nén lửa giận, đi ra mê vụ. Thương lượng xong, là chính chúng Khương Phàm ta mang đi, vẫn Xí Thiên Giới cùng đi tiến về. Điêu Lãnh Phong đối với bá vương nhẹ nhàng chớp mắt, giữa bọn hắn đã hẹn. Chỉ cần có thể thuận lợi mang đi Khương Phàm, thần giáo nhất định thâm tạ. Điêu công tử, người vụ oan danh dự trưởng lão tứ đẳng của Xí Thiên Giới, lừa gạt bá vương chiến quốc, khiêu khích giới chủ Xí Thiên Giới, tổng cộng 3 loại tội danh. Từ hôm nay, người sẽ bị tạm giam tại Xí Thiên Giới. Khi nào vạn đạo thần giáo đến xin lỗi, khi đó sẽ thả ngươi rời khỏi. Bá vương cố nén lửa giận, thẩm phán Điêu Lãnh Phong. Nụ cười của Điêu Lãnh Phong cứng ở trên mặt. Còn tưởng rằng mình đang nghe lầm. Còn xin bá vương lặp lại lần nữa. Giới chủ đã tự mình kiểm tra, Ngô Khuynh Thành cô nương vẫn còn trong sạch, Hứa Đan cô nương đang yêu nhau cùng đồ đệ của Khương Phàm. Hỗn Độn Tử Phủ đã sắp tới đón tiếp Ngô Khuynh Thành, Hứa Đan cô nương cũng sắp về nhà. Ngươi lại nói lung tung Khương Phàm lăng nhục các nàng, bị ép sinh con. Còn có cái chết của trưởng lão thần giáo, càng là không có chút liên quan gì tới Khương Phàm. Đây không phải nhục nhã danh dự trưởng lão Xí Thiên Giới chúng ta, lại là cái gì? Ngươi dùng thủ đoạn ti tiện này, khuyến khích tiến Xí Thiên Giới ta giao Khương Phàm, không phải lừa gạt ta thì là cái gì? Ngươi mượn tay ta, uy hiếp giới chủ, đây không phải khiêu khích Xí Thiên Giới thì là cái gì? Mặc dù Xí Thiên Giới ta không phải hoàng đạo, nhưng cũng là hoàng tộc Tây Nam, nổi danh truyền xa đại địa trung vực, không tới phiên ngươi khi dễ như vậy. Bá vương đi đến trước mặt Điêu Lãnh Phong. Bá thế mênh mông lại không kiềm chế, như đại dương mãnh liệt lao ra, khuấy động u cốc, nhấc lên không gian. Điêu Lãnh Phong bị ép tới dần dần lui lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều không tự chủ được mà run rẩy lên. Khương Phàm nhục nhã Ngô Khuynh Thành và Hứa Đan, đây là, ngươi ở lại đây đi, khi nào người của thần giáo đến, thì lúc đó ngươi mới được đi, thái độ của thần giáo quyết định ngươi là có thể hoàn chỉnh rời khỏi Xí Thiên Giới hay không. Bá vương bạo hống một tiếng, thanh chiều cuồn cuộn, chấn động sơn hà như cửu thiên kinh lôi xé rách hư không, rơi xuống u cốc. Điêu Lãnh Phong run rẩy, đã hôn mê tại chỗ. Khương Phàm bị uy thế cả bá vương trùng kích khí huyết không khoái, Chu Tước suýt chút nữa đã thức tỉnh. Tuy nhiên, bá vương lại tạm giam Điêu Lãnh Phong, đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý liệu. Bá vương âm trầm sắc mặt, nắm lấy Điêu Lãnh Phong bay lên không rời khỏi. Giới chủ từ trong sương mù đi tới. Ngươi có thể đi. Cáo từ. Khương Phàm không nghĩ tới vị giới chủ này lại có thể sửa lại tư thái, không giống người chủ trì thế lực khác ngu xuẩn mất khôn như thế, biết rõ sai cũng chết vì sĩ diện. Chờ một chút. Giới chủ gọi Khương Phàm lại. Khương Phàm lập tức trả lời. Chuyện của Tác Ngọc Đường không liên quan gì tới ta. Có liên quan tới ngươi hay không, trong lòng ngươi và ta đều rất rõ ràng. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cao điệu tiến vào Xí Thiên Giới, thật sự là muốn tu luyện đan thuật. Đó là đương nhiên. Khương Phàm tranh thủ thời gian cam đoan. Nếu như nói thật, không bị lột ra mới lạ. Kết quả, Điêu Lãnh Phong chính là vết xe đổ. Vậy là tốt rồi, giữ lại Ngọc Phù trưởng lão, vĩnh viễn ở lại Xí Thiên Giới. Ta chủ động rời khỏi. Vì sao? Xí Thiên Giới khiến ta thất vọng. Giới chủ tức giận. Khương Phàm, có phải ngươi cảm giác ngươi thông minh hơn khắp thiên hạ, còn những người khác đều là đồ đần hay không? Ngươi dùng trường sinh đan và giá trị của mình làm giao dịch, trà trộn vào Xí Thiên Giới, lại lợi dụng danh uy Xí Thiên Giới làm dịu nguy cơ tại Đại Hoang, sau đó kiên nhẫn ẩn núp 2 tháng, chờ đợi Tác Ngọc Đường luyện chế trường sinh đan, đánh lén pháp trường dưới mặt đất, đảo loạn luyện đan,
phế bỏ Tác Ngọc Đường cùng thập nhị trưởng lão. Sau khi hoàn thành mục đích, cố ý gây nhau, làm bộ tức giận rời khỏi, còn giống như là chúng ta ủy khuất ngươi. Ngươi chơi mưu kế rất nhuần nhuyễn, nhưng loại hành vi này thuộc về hãm hại lừa gạt điển hình, qua sông đoạn cầu. Khương Phàm ra mặt dày, gánh vác được. Ngươi thu ta vào, là coi trọng Trường Sinh Đan, là phe phái Triệu gia cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi tự cho là có thể khống chế ta, kết quả lại thất sách. Hai người chúng ta, đều như vậy. Lại nói, ta rõ ràng chân chính giao ra Trường Sinh Đan ra, không phải sách quần không trả tiền. Giới chủ nghiêm mặt nhìn Khương Phàm, trong lòng có một cảm giác quái dị không nói được. Có thể là do mỗi ngày tiếp xúc với những luyện đan sư cổ hủ già nua kia nên cảm thấy mệt mỏi, giờ khắc này, đột nhiên cảm giác cái tên gia hỏa này không biết xấu hổ không cần ra mặt này rất đúng khẩu vị của nàng. Mục nát trong cuộc sống khô khan, chút khó có được niềm vui thú nhiều một. Khương Phàm đón ánh mắt giới chủ, cường thế rằng co, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương, nữ tử này cho hắn một loại cảm giác hỉ nộ vô thường, không dễ chọc. Khụ khụ. Trong sương mù truyền ra vài tiếng ho nhẹ, nhắc nhở giới chủ. Giới chủ nắm một cái ngọc phù trong tay áo, đây là tiểu lão đầu an bài. Treo danh dự tên tuổi trưởng lão cho Khương Phàm, sau đó thả hắn rời khỏi. Nhưng, giới chủ nắm ngọc phù, không muốn cho, ngược lại muốn Khương Phàm ở lại nơi này, tìm người không sợ nàng, mỗi ngày cãi nhau giải lao, có vẻ như rất không tệ. Khụ khụ, tiểu lão đầu đứng trong sương mù ho khan. Thanh âm đề cao thêm mấy phần. Giới chủ vẫn không để ý tới, Khương Phàm lại liếc mắt vào trong sương mù. Khụ khụ. Tiểu lão đầu dùng sức ho khan, thật sợ cái gân nào đó của nàng không có dựng đúng, trực tiếp đánh Khương Phàm ra ngoài. Giới chủ liên tục suy nghĩ, sau đó thu ngọc phù vào, lấy một cái ngọc phù màu tím khác từ trong nhẫn không gian ra. Muốn không, ngọc phù trưởng lão tam đẳng. Không cần. Khương Phàm rất thẳng thắn. Ngươi cần. Không cần. Ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Thứ này còn có thể ép mua ép bán. Nếu như ta không ép buộc ngươi ở lại xí thiên giới, ngươi có muốn không? Muốn, sao? Khương Phàm đương nhiên muốn, đây quả thực là bùa hộ thân, nhưng nào có chuyện tốt như thế? Đầu tiên, ngươi có thể không ở lại xí thiên giới, nhưng nếu như xí thiên giới có cần, ngươi nhất định phải trở về vô điều kiện. Thứ hai. Người có thể dùng ngọc phù tự vệ, nhưng không được cầm ngọc phù đại biểu xí thiên giới làm sằng làm bậy. Thứ ba, định kỳ đưa về đan dược chuẩn thánh phẩm cho xí thiên giới, hàng năm 3 viên, chờ sau khi ngươi có thể luyện đan dược thánh phẩm, hàng năm 1 viên. Ngươi nghèo đến điên rồi. Khương Phàm nghe được thì trừng mắt, hàng năm 3 viên. Hắn đi nơi nào tìm được nhiều dược liệu như vậy? Thứ tư, ngươi chỉ cần tiếp nhận ngọc phù, thì chính là người xí thiên giới. Phải chịu quy củ của xí thiên giới. Ví dụ như, tôn trọng giới chủ. Khương Phàm do dự, nếu quả thật có thể mang theo ngọc phù rời khỏi, mặc kệ là tại Nam Bộ hay là tiến vào Trung Vực, tuyệt đối không ai dám công nhiên tổn thương hắn. Thế nhưng, 3 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, hắn từ nay về sau đều không cần làm khác nữa, cứ đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu. Rất khó sao, mười mấy viên đan dược chuẩn thánh phẩm ngươi vơ vét từ phương Bắc đâu. Sớm đã dùng xong. Điều kiện lại thêm cái thứ năm, không cho phép lừa gạt giới chủ. Giới chủ đương nhiên không tin Khương Phàm đã sử dụng hết. 2 viên, nhiều nhất 2 viên. 3 viên. Không thể nào, một mình ta, đi đâu có được nhiều dược liệu như vậy. Cưỡng đoạt, hãm hại lừa gạt, người rất am hiểu mà. Xin hãy tôn trọng ta. 2 viên, ta chỉ có thể đưa 2 viên. Sau khi có kè mặc cả một phen. Cuối cùng Khương Phàm lấy điều kiện 2 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, mua, đến quyền sử dụng ngọc phù trưởng lão tam đẳng. Chuyện phát triển có chút vượt quá những gì Khương Phàm đoán trước. Nữ tử này không chỉ có hỉ nộ vô thường, ngây thơ tùy hứng, tư duy cũng không giống với người bình thường lắm. Loại tính cách này làm sao có thể làm giới chủ? Lại là làm sao có thể được nhiều người kính sợ như vậy? Càng là như vậy, càng nói rõ nàng có thân phận cực kỳ đặc thù. Mà người có tính cách hay thay đổi này, thường thường đều rất nguy hiểm. Bởi vì ngươi suy nghĩ không thấu. 4 điều kiện đó ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu không bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy lại ngọc phù của ngươi, sau đó tuyên bố với thiên hạ, ngươi không có chút liên quan nào cùng xí thiên giới. Đó là đương nhiên, ta là tuân thủ quy củ nhất.
Khương Phàm treo ngọc phù, cáo từ rời khỏi. Chờ một chút, ta để cho ngươi đi rồi sao? Dựa theo quy định đầu tiên, ta có thể không ở lại Xí Thiên Giới. Quy định đầu tiên phía sau viết rất rõ ràng, nếu Xí Thiên Giới có cần, ngươi nhất định phải vô điều kiện trở về. Ngươi có cần? Khương Phàm khẽ nhíu mày. Ta có cần. Có cần thì tìm nam tử đi, ta không bán thân. Khương Phàm quay người muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Ta đã đưa cho ngươi đặc quyền, xưa nay chưa từng có. Chúng ta ít nhất phải nói chuyện thật tốt chứ. Đầu tiên, ta muốn biết linh văn của ngươi. Phần thiên tước. Ngươi nghĩ ta chưa thấy qua phần thiên tước. Thời điểm ngươi bế quan, linh văn hiện ra hình dáng hỏa điểu rất giống phần thiên tước, nhưng không phải phần thiên tước. Linh văn hiện ra hình dáng cùng yêu thú chân chính vẫn còn có chút khác biệt. Ngươi từng ở Ly Hỏa Thánh Địa thôn vệ qua M Linh Ác Hỏa, sau đó ngụy trang thành Diêm Lâu. Nhưng, phần thiên tước không có năng lực thôn vệ hỏa diễm khác. Ta có thể thôn vệ hỏa diễm, không liên quan gì tới linh văn, có liên quan với nội tu công quyết ta tu luyện. Khương Phàm rất thẳng thắn tìm được cái cớ, không có nửa phần do dự. Công quyết gì? Ngươi nói một chút ngươi vì sao 23 tuổi đã có thể lên làm giới chủ, ta sẽ nói cho ngươi nói công quyết ta tu luyện. Thế nào? Nếu như ngươi là có thái độ này, ta cần phải, cần, ngươi nhiều hơn mấy ngày. Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác mình đã bị lừa rồi. Nếu như nữ tử này thường thường liền, cần, một lần, hắn chẳng phải là đã bị vây ở Xí Thiên Giới rồi. Tự ngươi nói, hay là để ta lấy cách của ta khiến cho ngươi nói. Giới chủ ăn chắc Khương Phàm, đùa nghịch mánh khóe với ta, ngươi còn kém một chút. Ta cần đổi quy tắc. Muộn rồi, ngươi đã tiếp nhận ngọc phù, liền phải theo quy củ. Hơi sửa đổi một chút, cho ta chút tự do, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Nếu như mỗi ngày ngươi đều cần, ta rất mệt mỏi. Khụ khụ. Trong sương mù truyền ra tiếng ho khan, tiểu lão đầu ở bên trong càng nghe càng không đúng vị mà. Hai tên hài tử là không có chú ý tới, hay là đang cố ý? Đúng vào lúc này, Hạo Thiên Thánh Quốc, Sa Dĩnh chạy tới nơi này. Thánh Quốc Sa Dĩnh, tham kiến giới chủ. Sa Dĩnh quỳ một chân trên đất, vô cùng tôn trọng giới chủ. Chuyện gì? Giới chủ khôi phục uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Sa Dĩnh. Chiến tranh ở Đại Hoang đã kết thúc. Kết quả? Khương Phàm lập tức hỏi, vì để tính toán tác ngọc đường. Hắn đã vây mình ở chỗ này 2 tháng, hoàn toàn không biết gì với tình huống bên ngoài cả. Đến đây bàn bạc với ta. Giới chủ quay người muốn đi vào mê vụ. Vâng. Sa Dĩnh đứng dậy, bước nhanh đuổi theo. Chờ một chút, không thể nói ở chỗ này sao? Ta cũng không phải người ngoài. Ngươi muốn nghe. Giới chủ quay đầu, liếc nhìn hắn. Ta đương nhiên muốn nghe. Chúng ta vừa mới nói. Ngươi có thể có chút tư thái giới chủ hay không? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có ý tứ sao? Rất có ý tứ. Được rồi, các ngươi đi nói đi, ta không nghe. Mắt Khương Phàm đi lòng vòng, muốn nhân cơ hội chạy đi. Ta cần ngươi 20 ngày, ngươi ở lại đây hầu hạ cho tốt. Giới chủ quy định thời gian, quay người đi vào mê vụ. Sa Dĩnh nhíu mày, lời giới chủ vừa mới nói có chút dữ dội thật, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Khương Phàm bất đắc dĩ. Được thôi, ta nói, công quyết ta tu luyện rất đặc biệt, có thể kích phát tiềm lực huyết mạch của ta, dẫn phát biến đổi linh văn, sở dĩ ta có thể biến thành thiên phẩm, mức độ ỷ lại công quyết rất lớn. Còn là cái gì, ta thật sự không thể nói. Sa Dĩnh kinh ngạc nhìn Khương Phàm, công quyết có thể gây nên biến đổi linh văn. Giới chủ chất vấn. Trên đời còn có công quyết như thế này, sao ta chưa từng nghe qua? Nếu như người người đều biết. Chẳng phải là người người đều có thể sáng tạo kỳ tích. Giới chủ hồ nghi nhìn Khương Phàm một lát, không còn cưỡng cầu. Sa Dĩnh, nói đi. Bẩm giới chủ, sự kiện Đại Hoang tại ngày 3 chính thức kết thúc, trận chiến này thánh tổ thứ 5, 2 vị bán thánh, cùng hơn 1000 vị cường giả cổ hoa bỏ mình. Cuối cùng trong vòng vài ngày, Chí Tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàng tộc liên hợp điều động 3 vị thánh tổ, giết vào Đại Hoang. Nhưng Kiều Gia lại chui vào Đại Hoang Thâm Uyên. Lợi dụng lực lượng đặc thù nơi đó, gánh vác 3 vị thánh tổ vây công. Kỳ hạn 3 tháng còn chưa tới, bọn hắn đã sớm rút ra khỏi Đại Hoang, tuyên bố hành động thất bại. Tốt, quá tốt rồi. Khương Phàm kích động đến mức toàn thân đều nóng lên. Thánh tổ thứ 5 chết rồi,
còn có hai vị bán thánh, đây không thể nghi ngờ là chiến lợi phẩm phong phú nhất. Có thể làm cho thực lực tổng hợp của Kiều gia và ác nhân cốc tăng lên gấp đôi, thậm chí là càng nhiều hơn nữa. Giới chủ rất kinh ngạc, rốt cuộc bên trong đại hoang thâm uyên có cái gì? Vậy mà lại có thể phối hợp Kiều gia và ác nhân cốc phản sát thánh nhân, bán thánh, còn có thể chống đỡ ba vị thánh nhân vây công. Phải biết thánh nhân chính là tồn tại chí cao trong mắt dân chúng, ngoại trừ bên trong chiến trường thiên khải cao cao tại thượng, nơi khác cực ít có xảy ra chuyện thánh nhân tử vong. Thế nhưng trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vậy mà lại chết hai vị. Sa Dĩnh nói, sau khi chiến tranh đại hoang kết thúc, Tử Vi Thánh Địa Trung ương đột nhiên tuyên bố thanh lý toàn diện đại hoang, bất kỳ người nào ở bên ngoài đều không được ở lại. Nếu không thì sẽ bị coi là khiêu khích thánh địa, nghiêm túc xử lý. Từ đó về sau, Kiều gia và ác nhân cốc đã mất tích bí ẩn, Cổ Hoa Hoàng thành chí tôn Kim Thành bắt đầu liên hợp lùng bắt. Giới chủ chậm rãi gật đầu, ngoài dự đoán, cũng ít nhiều nằm trong dự liệu. Bây giờ khắp thiên hạ đều có thể đoán được mục đích chân chính của Vô Hồi Thánh Chủ, nếu như Thánh Địa Trung ương không làm chút gì đó thì rất dễ dàng khiến cho người khác lên án, khiến cho người khác công kích. Giới chủ tiếp cận Khương Phàm. Bên trong đại hoang có cái gì? Bí mật. Sao ngươi lại có nhiều như vậy bí mật? Liền dựa vào chút bí mật ấy mà còn sống. Bí mật quá nhiều, coi chừng gánh không được, chết ở trên bí mật. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Khương Phàm suy đoán bây giờ khẳng định chiến quốc rất náo nhiệt. Tính toán thời gian, nên tới hẳn là đều đã tới. Thần giáo, Huyền Nguyệt, Cổ Hoa, Chí Tôn Kim Thành các loại. Còn có cửa hàng Thanh Bình, làm cho hắn khẩn trương nhất, chủ nhân phía sau hẳn là cũng đã muốn xuất hiện. Trong 2 tháng, không được rời khỏi chiến quốc. Ngoài ra, nghe ta gọi thì đến. Hung Linh Hầu Phủ. Ngươi còn sống đi ra rồi. Triệu Thế Hùng đang chờ nhìn xem xí thiên giới nơi đó trừng phạt Khương Phàm như thế nào, kết quả hắn lại đường hoàng chạy ra. Ta không có phạm sai lầm gì, vì sao không thể đi ra? Khương Phàm đụng đụng ngọc phù trên cổ. Ta vừa nghe nói ngươi đã bóp nát rồi mà. Nàng cho đổi cái mới. Khương Phàm cười cười, cố ý lộ ngọc phù ở bên ngoài. Người sống một đời, có chút bức vẫn phải trang. Sao ngươi lại làm được? Triệu Thế Hùng thật sự rất phục cái ca môn nhi này. Khương Phàm khoác lên trên vai Triệu Thế Hùng. Ta muốn hỏi thăm ngươi một vấn đề. Triệu Thế Hùng rất không thích ứng được với loại cử động thân mật này. Nói, giới chủ các ngươi mới 23 tuổi. Ngươi nói như vậy, cũng không sai. Có ý gì? Tình huống của nàng rất đặc thù. Nói rõ chi tiết xem. Đây là bí mật của xí thiên giới. Ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Ta đều đã là tam đẳng trưởng lão, người một nhà. Ngươi liền xem như nhị đẳng trưởng lão cũng không có tư cách biết. Thần bí như vậy. Xí thiên giới đã tồn tại mấy vạn năm, tháng năm lâu dài như thế, lại còn là thế lực nghiên cứu đan thuật, bên trong cất giấu quá nhiều bí mật. Cùng hoàng đạo Tây Nam, thái cổ thần miếu, đều chứng kiến quá nhiều thế lực chập trùng lên xuống, duy chỉ có chúng ta sừng sững không ngã. Sau khi nói đến đây, trong lòng Triệu Thế Hùng tuôn ra tự hào vô hạn. Nhưng, nhìn gương mặt Khương Phàm gần ngay trước mắt này, trong đầu lại lần nữa hiện ra liên tiếp những ngôn ngữ ngày đó hắn đã kích mình. Khương Phàm hỏi, vạn đạo thần giáo, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành, đều đến chiến quốc sao? Bọn hắn đều phái đại biểu tới, bây giờ đang ở trong thành. Người của vạn đạo thần giáo là tỷ tỷ của Điêu Lãnh Phong, Điêu Lãnh Nguyệt. Thánh phẩm Linh Văn. Linh hồn cảnh đỉnh phong. Người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều là Đại Hoàng Tử, Tiêu Lạc Triều, Thánh Phẩm Linh Văn, Sinh Tử Cảnh. Người của Cổ Hoa Hoàng Thành là Thê Tử của Đại Hoàng Tử, người sống sót của Tô Gia, Tô Huyên. Bọn hắn còn có rất nhiều cường giả đi cùng, tiềm phục tại trong hoang dã phía ngoài chiến quốc. Khương Phàm thầm nghĩ thật đặc sắc. Chí Tôn Kim Thành tới rồi sao? Thiên Phẩm Linh Văn, Hứa Như Lai. Triệu Thế Hùng nhắc đến Hứa Như Lai. Thể hiện hơi có chút dị dạng. Hắn đã sớm tiếp xúc cùng Hứa Như Lai, tên đó đã từng là Phật Ấn Thánh Văn, bây giờ lại Phật Đà Thiên Văn, xác thực danh bất hư truyền. Trước tiên mang ta đi chiếu cố Hứa Như Lai. Khương Phàm truyền ý thức vào tầng thứ 3 của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Hứa Đan, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự đã quyết định rời khỏi. Ta muốn trở về nhìn xem. Hứa Đan đứng trong cánh rừng, thái độ kiên quyết.
mặt mũi Lý Dần lại tràn đầy đắng chát. Vì sao lại đột nhiên như vậy? Trước đó không phải nói là muốn cùng nhau đến Trung Vực sao? Kim Thành khẳng định sẽ nhúng tay chuyện Đại Hoang, thời gian kéo càng lâu, thù hận càng nghiêm trọng hơn. Nếu như ngày nào Kim Thành giết người thân của Khương Phàm, ta sợ Khương Phàm giết ta giải hận. Đều đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không rõ tính cách sư phụ. Ta ngay cả chàng cũng không hiểu được, làm sao ta lại có thể hiểu hắn. Ta cũng hỏi chàng một lần cuối cùng, chàng có nguyện ý đi theo ta không? Ta, tốt, ta đã hiểu, ta hầu hạ chàng nhiều năm như vậy, coi như cho chó ăn. Hứa Đan cắn răng, nói lời tuyệt tình nhất, chỉ là ánh mắt của nàng có chút lấp lóe, không dám nhìn thẳng mắt Lý Dần, hai tay trong tay áo cũng nắm thật chặt, tận lực khống chế cảm xúc. Ta chưa từng xem chuyện giữa chúng ta là trò đùa, ta là thật tâm yêu nàng, ta cũng thật sự rất hy vọng có thể vĩnh viễn quý giá nàng. Nàng có thể chờ một chút hay không, 3 năm, 5 năm, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ cách xử lý tốt chuyện Kim Thành, ta sẽ còn tự mình đến Kim Thành cầu hôn, nở mày nở mặt cưới nàng. Hứa Đan khó thở giận dữ mắng mỏ. 3 năm, 5 năm, đến lúc đó Khương Phàm đã cùng Chí Tôn Kim Thành như nước với lửa, coi Khương Phàm nổi giận thật, thời điểm muốn giết ta, chàng ngăn được sao? Lý Dần ảm đạm, trầm mặc. Hứa Đan nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng đắng chát, quay người đưa lưng về phía hắn. Lý Dần nhúc nhích môi, nói nhỏ. Nàng, về Kim Thành trước đi, ta sẽ đi tìm nàng. Đừng ngây thơ, tình cảm giữa chúng ta chính là một giấc mộng. Bây giờ, mộng nên tỉnh. Hứa Đan tuyệt nhiên đi tới trong rừng cây rậm rạp, cố nén nước mắt đang tràn mi mà ra. Khương Phàm thấy thái độ kiên quyết của Hứa Đan, cũng không còn lắm miệng, vừa vặn dùng nàng khuyên lui Chí Tôn Kim Thành. Dù chỉ là tạm thời, Chí Tôn Kim Thành bao cả tòa Tử Lâu ở chỗ thành khu thứ hai của Thương Linh Hầu Phủ. Tử Lân Cự Lang tượng trưng cho thân phận Kim Thành bao vây Tử Lâu, khí tức sát lục nồng đậm tràn ngập cả con phố dài, để hơn phân nửa khu ngã tư đều lâm vào an tĩnh. Hơn một tháng, từ đầu đến cuối không có người nào dám tới gần nơi này. Khi Triệu Thế Hùng mang theo Khương Phàm đi đến con phố dài này, Tử Lân Cự Lang ở phía ngoài Tử Lâu lập tức phát ra tiếng gào trầm thấp. Cự lang trong Tử Lâu liên tiếp cảnh giác, số lượng lớn cường giả Kim Thành mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua cửa sổ, nhìn cùng một phương hướng. Trưởng lão tam đẳng xí thiên giới, Khương Phàm, tiếp Kim Thành, Phật Đà Hứa Như Lai. Khương Phàm báo thân phần, thanh âm cao vút quanh quẩn tại con phố dài. Sao Khương Phàm lại còn là trưởng lão của xí thiên giới? Còn nhận định là tam đẳng rồi. Không phải Điêu Lãnh Phong cùng Bá Vương là bị mời đến xí thiên giới sao, làm sao không có mang hắn đi? Hắn lại còn có thể đường hoàng đến đây như thế, quá phách lối. Có chút kỳ lạ. Đáy mắt của các cường giả Chí Tôn Kim Thành lộ ra hung quang. Mời hắn vào. Hứa Như Lai xếp bằng ở tầng cao nhất, toàn thân phổ chiếu Phật quang, thần thánh trang nghiêm. Trong khi Phật quang lấp lóe, lại như có ngàn vạn Phật ảnh như ẩn như hiện, lưu lại Phật ngữ phiêu miểu mà xa xăm. Một người ngồi một mình, phảng phất vạn Phật tụng kinh. Dáng vẻ trang nghiêm làm cho lòng người sinh kính sợ. Khương Phàm và Triệu Thế Hùng đi qua tầng tầng phong tỏa, tại mấy trăm đôi mắt tràn ngập sát khí đưa tiễn đi đến tầng cao nhất. Hứa Như Lai, đã lâu không gặp. Khương Phàm đi đến gian phòng. Nơi này giống như đại dương màu vàng óng, Phật quang lập lòe như thấm vào trong không gian. Đừng nói là Triệu Thế Hùng ở phía sau, ngay cả Khương Phàm cũng cảm giác mình đột nhiên an bình hơn rất nhiều. Chúc mừng! Hứa Như Lai mở hai mắt ra, uy nghiêm lấp lóe ở trong đôi mắt, phát ra Phật quang lập lòe. Khương Phàm đi ra, Điêu Lãnh Phong lại không đi ra, nói rõ xí thiên giới thà rằng đắc tội vạn đạo thần giáo, cũng không nguyện ý buông tay Khương Phàm. Đây là tại dưới tình huống Tác Ngọc Đường đã trở thành trưởng lão của xí thiên giới. Không thể không thừa nhận, năng lực ứng phó với biến cố của Khương Phàm thật là khác hẳn với người bình thường. Khương Phàm nói thẳng, chúng ta đều là quen biết đã lâu, cũng không cần vòng quanh. Ta muốn xin mời Chí Tôn Kim Thành tạm thời rời khỏi Nam Bộ, trong vòng nửa năm, không được trở về. Điều kiện, Hứa Như Lai cũng rất thẳng thắn. Giữa bọn hắn xác thực không cần thiết phải nói nhảm, bởi vì giết Khương Phàm là nguyện vọng duy nhất của chiến Phật, cũng là ân oán hắn nhất định phải giải quyết. Ta nguyện ý giao Hứa Đan ra. Người nguyện ý phóng thích Hứa Đan, ta rất cảm kích, nhưng tổn thương mà Hứa Đan nhận, người vĩnh viễn không cách nào đền bù được.
những lời ta đã nói tại Vương quốc Hắc Ám chỉ là kích thích các ngươi, kỳ thật nàng vẫn luôn tốt mà. Khương Phàm nói xong, sau khi giới thiệu sơ lược tình huống với Hứa Đan ở trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, mới mời đi ra. Ngươi đã đến. Thời khắc Hứa Đan thật sự được đi ra, trong lòng đột nhiên mãnh liệt, con mắt bất chợt mông lung. Nàng thậm chí còn muốn đổi ý, muốn trở lại Thanh Đồng Tiểu Tháp, muốn một lần nữa trở lại bên cạnh Lý Dần, thế nhưng, nàng dùng sức cắn răng, vẫn cố kiềm nén lại. Hứa Như Lai đứng dậy, đang muốn tra hỏi, Hứa Đan lại đi tới, nói hai câu đơn giản. Hắn không có chạm qua ta, cảnh giới của ta cũng đã là cao giai linh hồn cảnh. Hứa Như Lai cảm giác được vẻ mặt Hứa Đan có chút kỳ lạ. Nơi này bị chúng ta khống chế, không ai có thể bức hiếp ngươi, ngươi có thể nói sự thật. Hứa Đan không kiên nhẫn. Ta nói chính là nói thật. Khương Phàm nói. Ta là trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, các ngươi không mang ta đi được. Ta giao Hứa Đan ra, tạm thời cầu hòa, sau này liên quan hai bên nên như thế nào thì vẫn như thế đấy. Hứa Như Lai trầm mặc không nói, Hứa Đan lại bực bội nói. Ta không đáng để ngươi rời khỏi Nam Bộ. Hứa Như Lai càng cảm giác Hứa Đan có vấn đề. Hứa Đan quay người nói với Khương Phàm. Ta thay Hứa Như Lai quyết định, ngươi cút đi, chúng ta rời khỏi. Hứa Như Lai lắc đầu, nói. Chúng ta có thể rời khỏi, nhưng chuyện giữa Chí Tôn Kim Thành cùng Kiều Gia và Ác Nhân Cốc sẽ không kết thúc. Thành giao. Khương Phàm tiếp nhận giao dịch, lại hỏi Hứa Đan. Còn có lời gì muốn ta mang theo không? Cơ hội cuối cùng. Không có, cút đi. Hứa Đan đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía Khương Phàm, cố nén nước mắt. Khương Phàm cũng cảm giác Hứa Đan rất khác thường, nhưng không muốn nghĩ nhiều như vậy, sau khi cùng Hứa Như Lai xác định rõ chi tiết giao dịch, hắn liền rời khỏi phòng. Bành! Cửa phòng đóng lại, một khắc này, thân thể mềm mại của Hứa Đan run rẩy, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nàng cố nén cảm xúc, hai mắt mông lung nhìn bên ngoài tử lâu. Chỉ sau chốc lát, Khương Phàm đi ra tử lâu, đi qua phố dài, biến mất. Cho đến giờ phút này, cảm xúc nàng đau khổ kiên trì trong nháy mắt đã sụp đổ. Oa a! Nước mắt Hứa Đan tràn mi mà ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng khóc giống. Khương Phàm khi dễ ngươi rồi. Linh văn trên trán Hứa Như Lai lóe lên tử quang, lướt qua vài tia dữ tợn, giống như có lực lượng tà ác gì đó nảy mầm trong thân thể. Ô ô! Hứa Đan lắc đầu, lại càng khóc càng thương tâm. Ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ dẫn ngươi về Kim Thành. Hứa Như Lai đè xuống ác niệm, đưa tay tạo nên từng đạo Phật quang, sờ nhẹ bả vai Hứa Đan, muốn an ủi tâm tình của nàng. Đừng đụng ta! Hứa Đan thét lên, hai tay ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Hứa Như Lai khẽ nhíu mày. Đây là nhận khuất nhục rồi. Hay là... Tay phải Hứa Như Lai đại tác Phật quang, bao phủ Hứa Đan. Đừng đụng ta, đừng đụng ta. Hứa Đan cưỡng ép tránh thoát khỏi Phật quang, tông cửa xông ra ngoài, trốn đến trong phòng bên cạnh, gào khóc. Hứa Như Lai yên lặng đứng trong phòng, ác niệm vừa mới đè xuống lại lần nữa hiện lên, tử quang lấp lóe trên trán. Hai loại sinh mệnh ba động. Hứa Đan có thai. Sau khi Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng vượt qua đi được một đoạn đường, hiên người lại đứng trong một con ngõ hẻm. Lý Dần rời khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp, vẻ mặt phức tạp nhìn qua tử lâu xa xa. Sư phụ, ta còn có thể nhìn thấy nàng không? Nếu như ngươi thật muốn gặp nàng, ai cũng ngăn không được ngươi. Nếu như ngươi không muốn gặp, cũng sẽ có trăm ngàn lý do để thuyết phục mình. Ta muốn gặp nàng, ta muốn cưới nàng, ta phải dùng thực lực của ta chinh phục Chí Tôn Kim Thành. Ta muốn để Chí Tôn Kim Thành thừa nhận ta muốn nở mày nở mặt cưới nàng trở về. Tương lai của ngươi, rất rộng lớn. Muốn cưới nàng thì phải cố gắng trưởng thành, đừng để cho nàng đợi quá lâu. Ta biết. Lý Dần dùng sức nắm tay, ánh mắt kiên định, trong lòng thề, từ hôm nay trở đi, cưới nàng làm vợ, chính là mộng tưởng suốt đời của ta. Khương Phàm quay đầu nhìn Triệu Thế Hùng, tiến tới nhẹ giọng một câu. Đây là dáng vẻ tình yêu nên có. Triệu Thế Hùng hơi nhíu mày lại. Có ý gì? Ngươi sống không còn gì khác. Ngươi có bị bệnh không? Lần lượt mời ta làm việc, lần lượt nhục nhã ta. Thật có lỗi, nhịn không được. Khương Phàm luôn nhịn không được mà muốn thông đồng hắn, có thể là vì cảm giác cùng kỳ huyết viêm ở lại nơi này thực sự quá lãng phí.
Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống lửa giận. Nếu như không phải đánh không lại, hắn sao có thể chịu khuất nhục này? Đừng đưa ra cái vẻ mặt này, ta ở chỗ này mấy tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Phàm thu Lý Dần vào Thanh Đồng tiểu tháp, đi ra con phố nhỏ. Chúng ta đi khu đầu tiên, chiếu cố đám người cổ hoa huyền nguyệt kia. Ngươi muốn rời khỏi. Triệu Thế Hùng bước nhanh đuổi theo Khương Phàm, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại xúc động mãnh liệt. Nơi này quá an nhàn, ra ngoài tìm đường chết. Khương Phàm cười nói. Cái này còn an nhàn. Triệu Thế Hùng rất im lặng, đều bị ngươi náo thành dạng gì rồi. Ý nghĩa của cuộc sống là ở giày vò, không nhúc nhích, đó là con rùa. Ngươi lại đang mắng ta. Ngươi đó, ở lại nơi này cố gắng phấn đấu làm vương gia của ngươi đi. Khu đầu tiên, từ lâu xa hoa nhất đã bị bá vương phủ bao xuống, giao cho vạn đạo thần giáo ở tạm. Sau khi Điêu Lãnh Phong được mời vào xí thiên giới, Điêu Lãnh Nguyệt liền bắt đầu chờ tin tức. Ở khu thứ hai, đại hoàng tử Huyền Nguyệt, Tiêu Lạc Triều, Tô Huyên của cổ hoa, cũng đều nghe hỏi mà chạy tới nơi này. Mặc dù sự kiện đại hoang đang dẫn phát oanh động, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng xí thiên giới khẳng định sẽ buông tay. Dù sao cũng đã có bá vương ở bên trong hòa giải. Còn chưa có đi ra sao? Tiêu Lạc Triều chờ không nổi nữa. Mặc dù Huyền Nguyệt cùng thù hận giữa Khương Phàm đã không đội trời chung, nhưng hắn làm đại hoàng tử, lại còn chưa thấy qua Khương Phàm. Hắn rất muốn nhìn cái tên cuồng đồ phách lối này một chút, rốt cuộc là hắn có chỗ phi phàm gì. Không nên gấp gáp, Khương Phàm xảo quyệt gian trá, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phản kháng cãi lại, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Xí thiên giới trung quy vẫn là thế lực trung lập, sẽ không bởi vì một người mà đắc tội hoàng đạo, người này lại còn là kẻ cực kỳ phiền toái. Điêu Lãnh Nguyệt mặc váy dài hoa lệ, đứng ở bên cửa sổ tại lầu cao nhất, quan sát khu ngã tư náo nhiệt. Nàng ung dung hoa quý, thần tình lạnh nhạt, đôi mắt đang mở hí lấp lóe tinh mang. Tô Huyên mỉm cười. Xin hỏi Lãnh Nguyệt cô nương, sau khi các ngươi mang Khương Phàm đi, nếu như tra được hắn cùng cái chết của trưởng lão quý giáo không có liên quan, sẽ còn đưa về xí thiên giới sao? Chỉ cần Khương Phàm tiến vào thần giáo, có liên quan hay không đã không phải là chuyện hắn có thể nói. Các ngươi không sợ bởi vậy mà đắc tội xí thiên giới. Chỉ cần xí thiên giới đồng ý giao Khương Phàm cho chúng ta liền đã làm xong chuẩn bị từ bỏ. Cái gọi là, mời cùng phối hợp, tuy nhiên chỉ là nấc thang để hai bên trao đổi ăn ý mà thôi. Tô Huyên muốn chính là câu nói này. Không biết Lãnh Nguyệt cô nương muốn xử trí Khương Phàm như thế nào? Khiêu khích thần giáo, tội đáng tru sát, nhưng hắn chết như thế nào, chết lúc nào, phải nhìn thái độ của đệ đệ ta. Điêu Lãnh Nguyệt có chút ngẩng đầu, khóe miệng thoáng câu lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Đệ đệ bảo bối là của nàng thiên phẩm đương đại của vạn đạo thần giáo, là vũ khí cường đại nghênh chiến ma tộc tại bách tộc chiến trường, lại bị một tên cuồng đồ biên hoang ức hiếp, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trước khi chết, có thể cho cổ hoa chúng ta mượn dùng mấy ngày hay không? Tô Huyên mong đợi nhìn Điêu Lãnh Nguyệt. Huyền Nguyệt liên minh cùng vạn đạo thần giáo, đám người Tiêu Lạc Triều có thể đi thẳng đến thần giáo tự tay tra tấn Khương Phàm, tận mắt thấy Khương Phàm sống không bằng chết, nhưng cổ hoa bọn hắn và thần giáo không có liên quan, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nghe được một tin chết. Thế nhưng ở trong mắt Tô Huyên, nơi Khương Phàm đáng chết nhất hẳn là ở cổ hoa, nên tự tay tra tấn Khương Phàm nhất cũng là cổ hoa bọn hắn. Nhất là Tô Huyên nàng. Mặc dù chúng ta mang Khương Phàm đi cũng không có ý định lại cho trở về, nhưng có chút tấm màn che vẫn phải đắp kín. Điêu Lãnh Nguyệt uyển chuyển từ chối. Bọn hắn mang Khương Phàm đi sau đó có thể dùng chuyện, hắn nhúng tay vào cái chết của trưởng lão, để xử tử, xí thiên giới sẽ không có lời nào để nói, nhưng nếu như chuyển giao đến cổ hoa, bị người người lăng nhục, thì bọn hắn sẽ không bàn giao cùng xí thiên giới được. Bọn hắn không nể mặt xí thiên giới, cũng phải cho hoàng đạo Tây Nam là thái cổ thần miếu một chút mặt mũi. Tô Huyên do dự, chủ động nhượng bộ. Trước khi các ngươi về thần giáo, có thể đi đến cổ hoa một chuyến trước hay không? Để cho chúng ta tự tay tra tấn Khương Phàm mấy ngày. Điêu Lãnh Nguyệt lạnh nhạt, không chút biểu tình. Ta đoán hẳn là xí thiên giới sẽ không để cho chúng ta trực tiếp mang đi, mà sẽ an bài một vị trưởng lão nào đó của xí thiên giới hay hoặc là một nhân vật đặc biệt nào đó, cùng đi. Cho nên, đi đường vòng đến cổ hoa, chỉ sợ không ổn. Tô Huyên lui thêm bước nữa. Chúng ta có thể bái phỏng vạn đạo thần giáo,
tới đó tham dự toàn bộ quá trình xử trí Khương Phàm hay không. Cho dù là bí mật tiến hành. Cái này không phải ta do quyết định, có thể an bài hoàng thất các ngươi cùng thần giáo chúng ta thương lượng. Tuy nhiên, ý kiến cá nhân ta, chỉ sợ rất khó. Dù sao trưởng lão xí thiên giới sẽ cùng đi trong toàn bộ hành trình, chứng kiến hết toàn bộ hành trình. Điều Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối không có minh xác hay cự tuyệt, nhưng bên trong lời nói lại rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Trong sự kiện oanh động thiên hạ lần này, biểu hiện của Cổ Hoa đơn giản là vụng về đến cực điểm, mất hết mặt mũi hoàng tộc. Thậm chí rước lấy các loại chất vấn, ví dụ như, hoàng tộc mà người người kính úy giống như không hề cao đến mức không thể leo tới, không thể xâm phạm như tưởng tượng vậy. Ngay cả trong vạn đạo thần giáo bọn hắn đều có trưởng lão nghị luận, Cổ Hoa hoàng thành giữ vững thái độ trung lập ngàn năm, xác thực đã góp nhặt được lực lượng cường đại, nhưng cũng làm hao mòn nhuệ khí hào hùng đã từng, mục nát huyết tính thiên nhân. Đối đãi thế lực một hoàng tộc để thiên hạ đều hổ thẹn như thế này, có thể nói, nàng là không hề khách khí. Chúng ta sẽ trực tiếp thương lượng cùng thần giáo. Tô Huyên thầm mắng một tiếng tiện nhân, nhưng cũng không dám phát tác. Tiêu Lạc Triều ở bên cạnh ha ha cười. Tô Huyên cô nương, các ngươi chỉ cần biết Khương Phàm chết là được, còn nhất định phải tự mình chứng kiến sao? Chúng ta đương nhiên muốn đích thân chứng kiến. Ánh mắt Tô Huyên lạnh lùng, cái này còn phải nói sao? Chúng ta chỉ không phải chứng kiến, còn muốn rút gân hắn lột ra hắn, tốt nhất là lại nắm tới người thân của hắn, lăng nhục chí tử trước mặt mọi người. Nếu như Khương Phàm là các ngươi tự mình bắt lấy, các ngươi có thể tùy tiện xử trí. Nhưng người khác đã lấy được, các ngươi tốt nhất đừng có lại can thiệp, trừ phi. Tiêu Lạc Triều xoa xoa đầu ngón tay với Tô Huyên, mịt mờ nhắc nhở nàng phải lấy đồ ra hồn để trao đổi. Chỉ cần các ngươi dâng ra bảo bối đầy đủ thành ý, thần giáo đâu chỉ sẽ mời các ngươi cùng nhau tra tấn Khương Phàm, chỉ sợ sẽ còn cùng các ngươi cùng một chỗ nâng đao, đồng thời giết Khương Phàm. Về phần trưởng lão của xí thiên giới cùng đi, đều có cách để xử lý. Tô Huyên khẽ nhíu mày, đã hiểu ý tứ của bọn hắn. Thế nhưng, đồ thần giáo muốn, chỉ sợ là muốn để bọn hắn lấy máu. Đúng vào lúc này, một đoạn lôi chiều giống như ánh sáng mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, khí lãng, bụi mù cuồn cuộn, chấn động đến công trình kiến trúc hai bên phố dài đều đang lay động lịch liệt. Bá vương giáng lâm, uy thế cường thịnh, vừa sao động lại càng áp bách, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, sau lưng còn có các cường giả vương phủ đằng đằng sát khí đi theo, nhanh chóng bao vây tử lâu. Trong tử lâu, các cường giả thần giáo nhao nhao xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là thế nào? Bầu không khí hình như không thích hợp thì phải. Bá vương uy nghiêm cường thế, thanh triều ù ù rung động khắp nơi. Xin mời vạn đạo thần giáo lập tức lên rời khỏi bá vương chiến quốc, không được kéo dài. Lập tức lên, rời khỏi bá vương chiến quốc. Trên trăm vị cường giả vương phủ cùng kêu lên gào thét, kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, năng lượng cường thịnh như con sông lớn cuồn cuộn, che mất tử lâu. Tử lâu ù ù lay động, gạch ngói vỡ nát, trụ cột run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bá vương, đây là vì sao? Các cường giả thần giáo khẩn trương rằng co, trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên lại liền trở mặt rồi? Điều Lãnh Nguyệt nhíu mày nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt lắc lư. Đệ đệ bảo bối của nàng đâu, sao không có đi theo trở về? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tiêu Lạc Triều cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bá vương nắm tay, nhìn hằm hằm cường giả thần giáo. Hiện đã thẩm tra. Ân oán giữa Khương Phàm cùng Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều thuộc về từ không sinh có. Chuyện Khương Phàm lăng nhục nữ nhi tộc trưởng hoàng tộc, cũng là Điêu Lãnh Phong bịa đặt. Cái chết của trưởng lão thần giáo cũng là sự vụ nội bộ thần giáo, không hề liên quan cùng Khương Phàm. Điêu Lãnh Phong lừa bịp bản vương, khuyến khích bản vương dẫn dụ giới chủ, ác ý nhục nhã trưởng lão nội bộ là Khương Phàm, tội không thể tha. Lập tức giải Điêu Lãnh Phong vào thiết lao cầm tù. Vạn đạo thần giáo rời khỏi bá vương chiến quốc. Nếu như cưỡng ép ở lại, coi như là khiêu chiến, nghiêm trị không tha. Các cường giả thần giáo bỗng nhiên biến sắc, đám người ở mấy cái khu ngã tư xung quanh đều hãi nhiên nhìn ra xa. Cầm tù thiên kiêu hoàng đạo. Xí thiên giới điên rồi sao? Điêu Lãnh Nguyệt giận dữ trách cứ bá vương. Bá vương, việc ác Khương Phàm gây ra là thật hay là giả, các người rõ ràng nhất, xí thiên giới cũng dám tổn hại sự thật. Cưỡng ép giam đệ tử thần giáo, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến vạn đạo thần giáo sao? Ngô Khuynh Thành trong sạch,
nói cái gì sinh hài tử. Hứa Đan thuộc về bỏ trốn, lại không phải là cùng Khương Phàm. Các ngươi nhất định phải vu oan giá họa, tôn nghiêm hoàng đạo đâu. Về phần trưởng lão của các ngươi, hừ hừ, các ngươi có dám xin mời Thiên Hồ Thánh Vương tự mình đến giải thích. Câu nói sau cùng của bá vương lập tức khiến cho bọn người Điêu Lãnh Nguyệt ngừng lại, mà nét mặt của bọn hắn cũng đang tương đương xác minh cho bá vương thấy, bọn hắn xác thực là nói dối. Bản vương không cùng các ngươi nói nhảm, lập tức rút khỏi chiến quốc cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Nếu như muốn Điêu Lãnh Phong, do trưởng lão thần giáo tự mình đến xin lỗi. Khi nào các ngươi đến với thái độ gì, sẽ trực tiếp quyết định sống chết của Điêu Lãnh Phong. Bá vương thái độ cường hoành, không lưu tình chút nào. Các cường giả thần giáo vô cùng tức giận, bọn hắn chính là vạn đạo thần giáo, là chủ nhân Tây Bắc, là một trong bát bộ hoàng đạo, xí thiên giới không những giam giữ truyền nhân của bọn hắn, còn dám đứng ở trước mặt mọi người gào thét, trắng trợn xua đuổi. Thần giáo bọn hắn đã lúc nào nhận qua loại đãi ngộ khuất nhục này? Nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nơi này không chào đón các ngươi, lập tức rời khỏi. Lửa giận của bá vương ảnh hưởng đến các cường giả vương phủ, bọn hắn đồng loạt bước về phía trước, trong ánh mắt hung ác lộ ra sát ý mãnh liệt. Điêu Lãnh Nguyệt mắt phượng hàm sát, cắn răng nói. Bá vương, người đã nghĩ rõ ràng hậu quả. Khí thế cường thịnh của bá vương thẳng ép Điêu Lãnh Nguyệt. Người đang uy hiếp ta sao? Vạn đạo thần giáo thử giết tới một chút, ta nói một lần chót, cút ra khỏi chiến quốc của ta ngay. Tất cả mọi người ở xung quanh khu ngã tư câm như hến, bọn hắn chưa từng nhìn thấy bá vương tức giận qua như thế. Các cường giả thần giáo thì chau mày, đầy ngập tức giận, nhưng nhìn tư thái cường thế của bá vương, lý trí của bọn hắn không tiếp tục chống cự. Đệ ta có thể tạm thời ở lại xí thiên giới các ngươi. Nhưng, khi ta tới đón hắn, nếu như nhìn thấy hắn chịu bất cứ thương tổn gì, Điêu Lãnh Nguyệt ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đừng tưởng rằng có thái cổ thần miếu đến đỡ. Vạn đạo thần giáo cũng không dám làm gì các ngươi. Hoàng tộc, trung quy vẫn hoàng tộc, các ngươi đấu không lại hoàng đạo. Điêu Lãnh Nguyệt nhìn xuống tức giận cùng khuất nhục, vung tay lên, mang theo cường giả thần giáo rời khỏi Tử Lâu. Sắc mặt Tiêu Lạc Triều vô cùng khó coi, thật sự khó có thể hiểu được trận biến cố bất thình lình này. Coi như Điêu Lãnh Phong nói là giả, xí thiên giới cũng không thể trở thành thô lỗ như vậy được. Chuyện này nói cho cùng chính là chuyện cho mặt mũi. Thần giáo tự mình tới đòi người, tùy tiện cho ngươi cái lý do, ngươi tiếp nhận lý do, sau đó chủ động tặng người, chính là tương đương với trao đổi nhân tình. Vậy mà xí thiên giới lại ngây ngốc điều tra thật giả. Còn mạnh hơn nữa là đi giữ Điêu Lãnh Phong lại, đuổi người của thần giáo đi. Xí thiên giới to gan như thế thật sao? Bá đạo như vậy sao? Loại thái độ này, là tạo mối liên quan như thế nào cùng các phương? Hay là nói... Khương Phàm đã cấp ra điều kiện càng phong phú, ví dụ như giao ra cấm nguyên cổ thụ. Tiêu Lạc Triều cố gắng bình phục tâm tình, hành lễ với bá vương. Muội muội Tiêu Lạc Lê của ta bị Khương Phàm bắt đi, phải chăng bá vương nên chủ động đưa ra đến? Người phục kích Điêu Lãnh Phong không phải Khương Phàm, người bắt Tiêu Lạc Lê cũng không phải Khương Phàm. Đó là ai? Tự mình cha. Bá vương giận dữ rời khỏi, phải nắm chặt thời gian đi chuẩn bị thánh đan. Thánh đan, còn là ba viên. Đây là muốn động đến tài nguyên dưới đáy hòm của bá vương phủ. Tô Huyên vừa định hỏi nhị hoàng tử của bọn hắn đâu, thế nhưng nhìn thấy thái độ của bá vương, đành phải nhịn lại. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc Triều âm trầm sắc mặt, trước đó đã nghĩ kỹ rất nhiều biện pháp tra tấn Khương Phàm, kết quả ngay cả mặt đều không có nhìn thấy, còn bị làm nhục. Thị vệ Huyền Nguyệt nói. Điện hạ. Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi. Khương Phàm có thể ảnh hưởng đến giới chủ để đuổi thần giáo đi, mang ý nghĩa rất có thể hắn tại xí thiên giới đã đứng vững chân, lấy tâm tính của hắn, tiếp đó chỉ sợ sẽ có hành động, chúng ta ở lại nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Lạc Triều rất không cam tâm, đã ở chỗ này chờ hơn nửa tháng, nói đi là đi rồi. Huống chi Tiêu Lạc Lê còn ở trong tay Khương Phàm. Lấy tính cách tàn nhẫn của Khương Phàm, không biết Tiêu Lạc Lê sẽ phải bị dạng tra tấn không phải người gì đây. Thị vệ cưỡng ép nắm lấy bả vai Tiêu Lạc Triều. Điện hạ, xí thiên giới chế trụ Điêu Lãnh Phong tương đương với việc triệt để đắc tội vạn đạo thần giáo. Vạn đạo thần giáo khẳng định nghĩ sẽ biện pháp chuộc Điêu Lãnh Phong về, càng sẽ mang Khương Phàm đi, đến lúc đó, công chúa tự nhiên sẽ được cứu. Chúng ta không cần thiết ở lại nơi này,
hết thảy giao cho vạn đạo thần giáo xử lý đi. Thế nhưng, nàng không chỉ là công chúa của chúng ta, cũng là cháu dâu của nhị trưởng lão thần giáo, bọn hắn sẽ không buông tha cho nàng. Tiêu Lạc Triều do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi. Nhưng khi hắn đang muốn ra khỏi phòng, lại phát hiện Tô Huyên vẫn ngồi ở chỗ đó, thờ ơ. Ngươi không đi. Tiêu Lạc Triều kỳ quái, bằng ân oán thù hận giữa Cổ Hoa cùng Khương Phàm, khẳng định Khương Phàm sẽ chủ động đi tìm tới, ở lại nơi này chờ chết sao? Ta chờ một chút. Trong đôi mắt thanh lãnh của Tô Huyên lóe ra tinh mang, hai tay trong tay áo đã nắm chặt. Chờ cái gì? Không liên quan gì tới ngươi. Chúc ngươi may mắn. Tiêu Lạc Triều theo thị vệ nhanh chóng rời khỏi. Khương Phàm, mệnh của ngươi thật cứng rắn. Tô Huyên cắn răng nói nhỏ, ngay cả thần giáo đã tự mình đến đòi người, lại còn bị hắn ứng phó được. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi thôi. Cường giả hoàng thất đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nhắc nhở mau mau rời khỏi, nếu không thật có khả năng Khương Phàm sẽ tìm tới nơi này. Cha cho ta, có phải Khương Phàm đã rời khỏi Xí Thiên Giới hay không? Tô Huyên yên lặng tính toán. Hắn đâu chỉ rời khỏi, nói không chừng đã bắt đầu đang tới nơi này. Cha cho ta. Có ý nghĩa gì sao? Cha. Các cường giả hoàng thất thấy không có cách với nàng, chỉ có thể phân phó bọn thị vệ đi ra tìm hiểu tình hình. Sau đó không lâu, thị vệ chạy đến báo cáo. Khương Phàm xuất hiện, đi đến chỗ tử lâu của Chí Tôn Kim Thành, chỉ mang theo Triệu Thế Hùng. Đi. Tô Huyên đứng dậy, lớn tiếng quát lệnh. Đi đâu? Bọn thị vệ khẽ giật mình, đều không kịp phản ứng. Tìm Khương Phàm nói chuyện. Nói chuyện gì? Lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy, đi theo ta. Tại thời điểm Khương Phàm chạy tới thành khu thứ nhất, Tô Huyên khởi hành chạy tới thành khu thứ hai. Cuối cùng, bọn hắn gặp nhau phố náo nhiệt nhất tại thành khu thứ hai. Thời điểm Khương Phàm đi đến thành khu thứ hai, tin tức bá vương đã cưỡng ép đuổi thần giáo đi đang truyền ra. Các thành khu lần lượt oanh động. Mà những nơi Khương Phàm đi qua lại càng thêm oanh động, bởi vì mọi người đều thấy được trên cổ hắn có treo ngọc phù màu tím. Ngọc phù màu tím, Khương Phàm đã được nhận định thành trưởng lão tam đẳng. Xí Thiên Giới đuổi thần giáo đi, tăng đẳng cấp Khương Phàm lên, chuyện đã không cần nói cũng biết. Khương Phàm đã được giới chủ công nhận, giới chủ nguyện ý không tiếc cái giá nào mà bảo hộ Khương Phàm. Thật không thể tin được, làm sao hắn làm được. Lúc mọi người đang nghị luận đều nhao nhao ý thức được Khương Phàm thật muốn gia nhập Xí Thiên Giới cũng thật muốn toàn lực bồi dưỡng vị thiên phẩm luyện đan sư này. Khả năng 7-8 năm, cũng có thể là vài chục năm, khi Khương Phàm vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào niết bàn cảnh, thời điểm thật sự có thể luyện ra thánh đan, tất nhiên cũng sẽ trở thành nhân vật quan trọng bên trong Xí Thiên Giới. Nói cách khác, bọn hắn sau này khi đối mặt với Khương Phàm, đầu tiên phải nghĩ đến là thân phận trưởng lão quan trọng của Xí Thiên Giới, những chuyện khác đều phải sắp xếp về sau. Khương Phàm giống như cùng Tiểu Hầu gia rất đúng khẩu vị nha, thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau. Có thể không đối khẩu vị sao, mặc dù Khương Phàm là luyện đan sư, nhưng trình độ điên cuồng mọi người đều biết, Tiểu Hầu gia là cùng kỳ huyết viêm, trong lòng lộ ra sát phạt điên cuồng. Nếu như bọn hắn họ có thể trở thành bằng hữu, tất phải làm được. Khương Phàm là thiên phẩm, Tiểu Hầu gia cũng là thiên phẩm, hai đại tân tú hoàn toàn xứng đáng với Xí Thiên Giới. Khương Phàm có thể được hầu phủ cùng Triệu gia toàn lực ủng hộ, càng trở nên không sợ hãi, chờ Khương Phàm trưởng thành có thể tăng cường thực lực hầu phủ, hiệp trợ Triệu Thế Hùng tranh đoạt vị trí bá vương. Hai bên phố dài nhốn nháo, đều tranh nhau ngắm nhìn Khương Phàm đi qua. Một thời gian trước khi nhìn thấy hắn, đều cảm giác hắn giống như là đã là tên điên ngâm nước, bây giờ thấy hắn, thì cảm giác giống như viên tinh cầu sáng chói phát sáng như tinh thần. Ngươi biết nhân gian ngục không? Khương Phàm cố ý hiển lộ ngọc phù hấp dẫn lực chú ý, là muốn kích thích chủ nhân phía sau cửa hàng Thanh Bình xuất hiện. Thế nhưng hắn từ khu đầu tiên một đường đi tới đây, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện ánh mắt hay thân ảnh đặc biệt nào. Cái gì? Triệu Thế Hùng tâm sự nặng nề trầm mặc một đường, liên tục lo lắng cho chủng loại, xúc động, trong lòng kia. Kỳ thật không thể nào tính là xúc động được, bởi vì từ khi Khương Phàm chào phúng hắn. Hai tháng đến nay hắn đã thường xuyên suy nghĩ ý nghĩa nhân sinh của chính mình. Càng là nghĩ sâu, càng cảm giác cuộc sống tại chiến quốc không thú vị như vậy. Càng là muốn rời khỏi, trong lòng càng xao động.
chỉ là nghĩ đến sự kỳ vọng của phụ thân, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Bây giờ không có dũng khí chạy đến bên ngoài thạch điện phụ thân bế quan hô to một tiếng, tiểu gia ta muốn rời nhà trốn đi, hắn sợ phụ thân chụp chết hắn. Hôm nay Khương Phàm đột nhiên nói muốn rời khỏi, cảm giác muốn rời khỏi kia của hắn lại mãnh liệt lên. Một trong tứ đại tổ chức sát thủ trung vực, nhân gian ngục. Khương Phàm quét mắt vào biển người hai bên phố dài, chọn xem cửa sổ của tửu lâu, cửa hàng. Hai tháng, nên tới hẳn là đã tới, ở chỗ nào? Sao ngươi lại biết tất cả mọi chuyện? Triệu Thế Hùng nhìn không được mà oán thầm. Tiểu tử này rốt cuộc là bò từ bên trong đại hoang ra tới, hay là từ trên trời rớt xuống? Xí thiên giới chúng ta cùng nhân gian ngục có liên hệ sao? Xí thiên giới thuộc về Tây Nam, nhưng vị trí lại lân cận trung vực, cho nên rất nhiều thế lực trung vực cũng sẽ đến nơi đây xin thuốc, trong này liền bao gồm cả nhân gian ngục. Bọn hắn thích bái phỏng bá vương phủ, thông qua nơi đó liên hệ phe phái Lý gia của xí thiên giới, thời điểm phe phái Lý gia cần dược liệu đặc thù, cũng sẽ thông qua bá vương phủ liên hệ nhân gian ngục. Gần đây có người đến qua không? Cái này không biết, thế lực cỡ lớn phổ biến đều có luyện đan sư của riêng mình. Chỉ có tại thời điểm bọn hắn luyện không ra, không thể nào cam đoan được phẩm chất đan dược cùng xác suất thành công, mới có thể vạn dặm xa xôi đến nơi đây bái phỏng. Ngươi đã gặp qua người của nhân gian ngục chưa? Đã tiếp xúc qua. Là người của Thiệu gia, hay là? Ta tiếp xúc qua người của Thanh Ngục, cũng tiếp xúc qua người của Thiệu gia. Thanh Ngục phụ trách cái gì? Thanh Ngục ở bên trong, nhân gian thất ngục, phụ trách liên hệ cùng các thế lực khắp nơi. Phạm vi bọn hắn kết giao vô cùng rộng, chỉ cần có giá trị lợi dụng, cũng sẽ ở bên trong phạm vi kinh doanh của bọn hắn. Thanh ngục này có phân bộ sao? Thế thì không có, dù sao bọn hắn cũng là tổ chức sát thủ, hành tung vẫn rất thần bí. Ngươi hỏi cái này làm gì, nhân gian ngục đã chọc tới chỗ nào của ngươi rồi? Không có, nghe được tổ chức sát thủ liền hiếu kỳ, muốn theo bọn hắn thỉnh giáo kinh nghiệm, bồi dưỡng ác nhân cốc của ta. Hai người đang nói. Bỗng dưng một tiếng hổ gầm to rõ quanh quẩn trên phố dài, rất nhiều người chấn động, theo bản năng đều rụt cổ một cái. Đám người nhanh chóng tản ra một cái lối đi, một mực kéo dài đến Khương Phàm nơi này. Tô Huyền cưỡi một con mãnh hổ lộng lẫy, dưới sự bảo vệ của các cường giả cổ hoa, đi tới phía Khương Phàm. Nàng là ai, Tô Huyền sao? Khương Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười, đang muốn đi qua tìm nàng, vậy mà nàng lại chủ động tới đây. Là Tô Huyên. Triệu Thế Hùng âm thầm lắc đầu, giữa các ngươi nên tính là huyết hải thâm thù đi. Biển người nhanh chóng lui sang hai bên, đám người trong cửa hàng, tử lâu cũng gom lại chỗ cửa ra vào và cửa sổ mà nhìn ra xa. Khương Phàm, Tô Huyên. Ha ha, náo nhiệt. Khương Phàm, chúng ta nói chuyện. Tô Huyên cưỡi mãnh hổ đi đến ngoài trăm thước thì dừng lại, có chút ngẩng đầu, ngồi trên cao nhìn xuống ở phía Khương Phàm. Mãnh hổ lộng lẫy phát ra tiếng gào trầm thấp, hung tợn tiếp cận Khương Phàm. Các cường giả cổ hoa nhao nhao bước về phía trước hai bước, bảo vệ Tô Huyên nghiêm mật, sẵn sàng trận địa. Mặc dù trong bọn họ có 10 vị cường giả niết bàn cảnh, không sợ Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng, nhưng nơi này là bá vương chiến quốc, nói không chừng chỗ tối còn có cường giả của hung linh hầu phủ ẩn núp. Mà, Khương Phàm thủ đoạn khôn khéo, hay làm quỷ kế, không thể không phòng. Tô Huyên cô nương muốn nói cái gì, bảo ta đi theo ngươi sao? Ta thấy chúng ta vẫn nên đến hung linh hầu phủ từ từ nói chuyện đi, nhị hoàng tử hoàng thất các ngươi đang ở chỗ này chờ đã đâu rồi? Đã hơn 2 tháng, đều muốn chờ điên rồi. Khương Phàm há miệng chính là uy hiếp, hù dọa trước rồi lại nói. Các cường giả hoàng thất khẽ nhíu mày, nhị hoàng tử mặc dù thiên phú bình thường, nhưng đại hoàng tử chết rồi, tam hoàng tử chết rồi, trên danh nghĩa hắn chính là người thừa kế. Kết quả vừa tới chuyến xí thiên giới đã bị giam thành con tin. Sỉ nhục, thật sỉ nhục. Nhưng, ta muốn cùng ngươi bàn bạc. Tô Huyên lạnh lùng, đột nhiên dữ tợn, trong chớp mắt, bóp nát cấm nguyên châu đang cầm thật chặt trong tay. Mặc dù Tô gia bị diệt, cấm nguyên châu đều đã mất đi, nhưng lúc trước khi nàng cùng đại hoàng tử đính hôn, của hồi môn là một viên cấm nguyên châu. Cử động đột nhiên này, nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Bao gồm cả các cường giả hoàng thất. Khương Phàm đang nghĩ phải làm sao uy hiếp nàng, đưa đến hung linh hầu phủ, khóe mắt liếc qua lại nhạy cảm phát giác được trong tay Tô Huyên nở rộ ánh sáng, trong tầm mắt cũng là khuôn mặt nhanh chóng dữ tợn của Tô Huyên. Không tốt,
một sự nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, lông tóc dựng đứng. Khương Phàm không chần chờ chút nào, kích phát chiến trụ, kích hoạt thần nhãn. Đây là phản ứng theo bản năng, càng là phản xạ có điều kiện lắng đọng của kiếp trước và cả kiếp này. Thân thể phản ứng, thậm chí vượt qua ý thức phán đoán. Chẳng quản chuyện gì, phải phòng ngự, phản kích. Ông, thần nhãn bên phải Khương Phàm nở rộ huyết quang tinh hồng, xuyên thủng mặt nạ. Cường quang cực kỳ chói mắt để đường đi xung quanh đều chiếu thành màu đỏ tươi. Cường quang bạo kích, thần uy nghiêm nghị, không gian vặn vẹo, phóng thích sát uy kinh dị. Cùng lúc đó, huyết nhục hài cốt lại dung hợp bát hoang chiến trụ nhanh chóng kích hoạt. Nhưng, Khương Phàm phản ứng lại nhanh, cũng không nhanh bằng thời gian ngưng kết. Thời gian mê quang theo cấm nguyên châu vỡ vụn mà nở rộ, khuấy động phố dài, phấp phới vạn mét, đánh sâu vào trong tất cả mọi người. Tại thời điểm tất cả mọi người trong vạn mét bị định trụ, Khương Phàm cũng định trụ. Thần quang nổ bắn ra trực tiếp ngưng kết tại nửa đường, chiến trụ đang từ bên trong hài cốt cuồn cuộn ra bên ngoài cũng cưỡng bức ngừng lại. Khương Phàm, người nhất định phải chết. Tô Huyên gào thét phóng lên tận trời, gương mặt dữ tợn, hài cốt vặn vẹo, trong lúc phóng tới thì lập tức hóa thân thành đại hổ uy mãnh. Uy phong lẫm liệt, sát ý kinh khủng. Đại hổ dài đến 10 mét, hùng tráng hung tàn. Móng vuốt to như cái cối xay hiện ra ánh sáng màu vàng óng, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Trăm mét ngắn ngủi, cơ hồ chỉ chớp mắt liền đến. Suy nghĩ nóng nảy quanh quẩn trong đầu, chết 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 chết. Tô Huyên với thân hình một con hổ to lớn hơn 10 mét đứng thẳng người lên, răng nanh lộ ra ngoài, móng vuốt màu vàng hung hăng đánh qua đầu Khương Phàm. Bành! Răng rắc! Đầu Khương Phàm run rẩy mãnh liệt, huyết nhục vẩy ra, thân thể bỗng nhiên đập xuống đất. Cột sáng thần nhãn dâng lên theo đó mà xoay chuyển, Triệu Thế Hùng ở bên cạnh cũng bị chặt đứt, chỉ là thời gian đã bị ngưng kết, tạm thời còn ở ngay cùng một chỗ. Đầu Khương Phàm va chạm mặt đất, nửa bên mặt trái be bét máu thịt, lộ ra xương cốt cùng răng cấm, nhìn thấy mà giật mình, cổ đều mất tự nhiên lệch ra lắc lắc. Nhưng, không có vỡ. Không chết. Tô Huyên vô ý thức muốn cắn ở đầu Khương Phàm trực tiếp ăn hết, lại kinh ngạc phát hiện không có đập nát. Gương mặt nàng dữ tợn, miệng đầy răng nanh, quả quyết nhấc lên móng vuốt to lớn, cuồng dã chợt vỗ xuống đầu Khương Phàm. Bành bành bành, máu tươi phun tung tóe, xương cốt vỡ ra, mặt đất cứng rắn đều bị sụp ra vết nứt. Tuy chiến trụ không có hoàn toàn kích phát, nhưng cũng đã bắt đầu từ nội bộ khuếch tán ra ngoài, cùng hài cốt giao hòa, hình thành bảo vệ cơ bản nhất. Giống, Tô Huyên điên rồi, làm sao lại đập không chết? Nàng phát khởi tập kích vô cùng đột nhiên, Khương Phàm hẳn là không có chút lực trở tay nào mới đúng. Đầu lại là nơi yếu ớt nhất, dưới tình huống không có chút phòng bị nào thì một móng vuốt liền có thể đập nát. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể như vậy? Thời gian nhanh chóng trôi qua, 6 giây ngắn ngủi chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Giống. Tô Huyên gầm cuồng liệt, há mồm phun ra phiến bạch quang, lại là một thanh cốt kiếm lạnh lẽo. Cốt kiếm bao quanh sát khí thảm liệt, bao quanh hư ảnh của mãnh hổ một cách mơ hồ, hung hăng bổ xuống cổ Khương Phàm. Phốc phốc, da thịt nứt ra, mạch máu chặt đứt, xương cổ lọt vào trọng kích. Nhưng, gánh vác được. Thần cốt đã cùng thắt lưng, xương sống, xương sau cổ của Khương Phàm dung hợp hoàn chỉnh, bắt đầu phát huy tác dụng, chất lỏng của bát hoang chiến trụ chủ yếu hội tụ tại xương sống. Vũ khí bình thường, chém không đứt. Tô Huyên, chặt lộn chỗ. Kỳ thật, nếu như Tô Huyên lại đập đầu Khương Phàm nhiều thêm mấy lần, xương đầu liền có thể hoàn toàn biến hình, coi như không nát được thì óc cũng đều có thể biến thành chất lỏng. Không chết cũng có thể phế bỏ. Nhưng nàng thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu, mà là lo lắng lại tức giận, thay đổi chiến thuật, cũng lãng phí thời gian. Không thể nào. Tô Huyên khẽ giật mình, toàn bộ thời gian trôi qua sạch sẽ, lưu quang trong phạm vi vạn mét lập tức tiêu tán, thời gian trở lại quỹ đạo. Tất cả mọi người ở bên trong phạm vi không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tiếp tục kéo theo lời nói, cử động trước đó. Đám người ở bên ngoài, thì cảm thấy kỳ quái khi thấy phố dài đột nhiên an tĩnh, người ở bên trong đều định trụ mấy giây. Không thể nào. Tô Huyên hét lớn, thanh trấn phố dài, cốt kiếm dâng lên, gào thét xoay tròn, lần nữa bổ về phía cổ Khương Phàm. Keng. Cốt kiếm sắc bén nặng nề, hung hăng chạm xuống cổ, huyết thủy phun tung tóe. Xương sau cổ suýt chút nữa đã bẻ gãy. Cùng lúc đó,
Đau đớn ở đầu cùng chỗ cổ theo thời gian khôi phục, trong chớp mắt đã trùng kích thần kinh toàn thân Khương Phàm. Đau đớn cứ như vậy đột nhiên lại tập trung bạo phát, Khương Phàm suýt chút nữa đã đau đến ngất đi. Những tiếng gào thét ở nơi này cũng ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ là quá đột nhiên, rất nhiều người đều hoảng hốt. Ý thức của bọn hắn trước một giây còn dừng ở thời khắc Khương Phàm cùng Tô Huyên nói chuyện với nhau, làm sao chỉ chớp mắt, Tô Huyên đã biến thành mãnh hổ, đầu Khương Phàm thì be bét nằm dạp trên mặt đất. Ngươi làm sao? Triệu Thế Hùng cũng vô ý thức muốn hoạt động, nhưng phần eo đã bị cắt mở, không có thời gian giam cầm, hai bộ phận trên dưới lập tức dịch ra. Nửa người trên trượt xuống bên cạnh, nội tạng rơi đầy đất. Phần eo hướng xuống thì, sự, ở nơi đó, máu tươi phun ra ngoài. A! À, Triệu Thế Hùng sửng sốt mấy lần, kinh sợ kêu thảm. Nửa người trên của hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt lắc lư kịch liệt, khó có thể tin được mà nhìn một nửa kia thân thể. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không! Các cường giả cổ hoa bừng tỉnh, bỗng nhiên biến sắc. Đây chính là nguyên nhân Tô Huyên khăng khăng muốn đi qua sao? Nàng muốn giết Khương Phàm. Tại bá vương chiến quốc này. Chẳng lẽ nàng không có nghĩ tới hậu quả sao? Mặc kệ sống chết của nhị hoàng tử sao? Mặc kệ sống chết của bọn hắn sao? Mặc kệ tình cảnh của cổ hoa sao? Đi chết đi. Tô Huyên không tin, càng không cam tâm. Sau khi nàng đang cùng Khương Phàm gặp mặt rõ ràng không có bất kỳ câu nói nhảm gì, không có bất kỳ dấu hiệu gì, ngay cả người bên cạnh cũng không biết, trực tiếp liền phát khởi tập kích. Làm sao có thể không giết chết Khương Phàm được? Nàng đã đánh cược tất cả, muốn liều mạng cùng Khương Phàm. Tại sao có thể như vậy? Phốc! Tô Huyên bước ra máu tươi, phun về phía cốt kiếm. Đây là dùng di cốt lão tổ Tô gia đã chết chế tạo, máu của nàng có thể kích hoạt uy thế cốt kiếm. Cốt kiếm dâng lên cường quang, sát huy đại tác, nương theo tiếng hổ gầm như có như không, hung hăng đâm về phía lồng ngực Khương Phàm. Đầu không có vỡ. Chặt cổ, cổ không gãy, vậy liền đâm ngực. Không tin không giết chết ngươi. Đầu Khương Phàm be bét, óc thì nhận tổn hại, ý thức hoảng hốt hỗn loạn, thân thể đều không bị khống chế. Nhưng, theo thời gian bắt đầu chảy xuôi, bát hoang chiến trụ kích phát trước đó đã nhanh chóng lan tràn toàn thân. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cốt kiếm đâm xuyên lồng ngực, thẳng đến trái tim, bị hộ tâm giáp cưỡng bức ngăn lại. Nhưng cốt kiếm nương theo uy thế lão tổ. Bộc phát ra trùng kích mạnh mẽ, vẫn chấn động trái tim. Nội tạng lập tức vặn vẹo, máu tươi chảy ngược dòng. Cùng lúc đó, áo giáp bắt đầu tràn qua da thịt toàn thân, hình thành bảo vệ. Đi chết đi! Tô Huyên trực tiếp dẫn nổ cốt kiếm cắm ở trong lồng ngực trong nháy mắt đã nổ tung. Giống! Nương theo tiếng hổ gầm mãnh liệt, lại như là lão tổ Tô gia thở dài, cốt kiếm cắm ở trong thân thể cùng đoạn lộ ở bên ngoài ầm vang nổ tung. Cốt kiếm phía ngoài tàn phá toàn thân Khương Phàm, cùng áo giáp phát ra tiếng oanh minh chói tai, đồng thời điên cuồng xông vào vài trăm mét. Tô Huyên bị tung bay, máu thịt be bét, Triệu Thế Hùng ở bên cạnh bị xung kích, nội tạng rơi xuống trên mặt đất lúc này đã vỡ nát, hai đoạn thân thể cũng bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe. Bộ phận cốt kiếm cắm ở bên trong, cũng tàn phá trong lồng ngực, đánh thẳng vào mạch máu cùng hài cốt, cứ việc có áo giáp nghiêm mật bảo vệ, thế nhưng uy thế cốt kiếm quá mạnh. Bên trong lập tức biến thành canh máu. Ý thức Khương Phàm mệt mỏi sắp lâm vào hôn mê, thì thào một câu. Lý Dần. Lý Dần chính trong thanh đồng tiểu tháp đang đau thương, thình lình được thả ra, rõ ràng khẽ giật mình, thế nhưng chàng diện huyết tinh đập vào mắt để sắc mặt hắn đại biến. Sư phụ. Lý Dần ớn lạnh toàn thân, da đầu đều tê. Bắt lấy, Tô Huyên, liền, mãnh hổ. Khương Phàm suy yếu nói nhỏ, triệt để ngất đi. Ầm ầm, toàn thân Lý Dần cuồn cuộn liệt diễm, kim quang, trong thời gian ngắn nhất hóa thân thành bất tử điểu, dương cánh hơn 30 mét, sát huy cường đại khuấy động phố dài. Hai cái móng vuốt to như phòng ốc, phân biệt chế trụ Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng, vỗ cánh bay lên trời. Giống, toàn thân Tô Huyên rách dưới, huyết thủy chảy ngang, nàng nhịn xuống đau nhức kịch liệt, cuồng dã xông ra khỏi tử lâu, hướng phía Lý Dần tức giận gào thét. Ngươi dám đả thương sư phụ ta, muốn chết. Toàn thân Lý Dần lấp lóe cường quang, liệt diễm cuồn cuộn, dâng lên vòng xoáy, lít nha lít nhít yêu kiếm chìm nổi ở bên trong, chớp mắt phóng lên tận trời, hình thành 800 thanh yêu kiếm, che kín bầu trời. Cường quang màu vàng bao phủ phố dài.
Thương thương thương. 800 thanh lợi kiếm toàn thể oanh minh, giống như màn mưa tràn ngập đất trời đánh xuống Tô Huyên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, mấy vị lão giả hoàng thất như thiểm điện giết tới, cưỡng ép giam cầm Tô Huyên đang nổi điên. Ầm ầm. 800 thanh lợi kiếm bạo kích phố dài, vỡ nát tử lâu, băng diệt sàn nhà, dẫn phát bạo tạc kịch liệt. Biển người tứ tán chạy trốn, hoảng sợ kêu thảm. Giết bọn hắn, mau giết bọn hắn. Tô Huyên điên cuồng giãy giụa, cuồng loạn gào thét. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Vì sao không nói trước lời nào? Các cường giả hoàng thất dữ tợn, hận không thể chụp chết nàng. Mau giết hắn, nhanh đi, đây là cơ hội duy nhất. Tô Huyên khàn giọng mang theo kêu gào. Đi mau. Các cường giả hoàng thất cưỡng ép đè nàng lại, chân đạp chiều dâng, phóng lên tận trời. Các thị vệ hoàng thất khác thì hít vào từng ngụm khí lạnh, cũng giống như nổi điên xông ra ngoài. Xong, xong. Nữ tử điên này muốn hại chết bọn hắn. Nhị hoàng tử thì sao? Mục đích quan trọng mà bọn hắn tới đây, chính là mang nhị hoàng tử đi cơ mà. Lý Dần tức giận muốn điên, hận không thể xé sống Tô Huyên. Thế nhưng Khương Phàm cùng Tiểu Hầu ra trong móng vuốt đã hấp hối, máu tươi thuận móng vuốt không ngừng vẩy xuống phía dưới, hắn có chút giãy giụa, quay người xông về Hung Linh Hầu phủ. Oanh, rầm rầm rầm. Liệt diễm cuồn cuộn, không để ý tiêu hao mà liên tục phóng tiểu quang mang thánh thuật, hình thành âm bạo đinh tai nhức óc, nhanh chóng lao vùn vụt. Cứu người, nhanh cứu người, là Tiểu Hầu ra, là Tiểu Hầu ra các ngươi, nhanh cứu người. Thành khu thứ hai, cường giả Hung Linh Hầu phủ phát giác được có người, thô bạo, xông lại, đang muốn xuất hiện chặn đường, xa xa liền nghe thấy tiếng gào thét, cũng nhìn thấy hai bóng người bị đại điểu chộp vào trong móng vuốt. Cái này, cái này, cái này, đây là Tiểu Hầu gia. Cường giả Hung Linh Hầu nhanh chóng bay lên không, tiếp nhận người mà đã biến thành, hai đoạn, sau khi cẩn thận phân biệt mới xác định là Triệu Thế Hùng. Mặt mũi bọn hắn đầy kinh hoàng, lập tức vò tới sâu trong hầu phủ. Nhanh nhanh nhanh, cứu người, mau tới cứu người, đan dược, đan dược. Tiếng lo lắng gào thét vang vọng hầu phủ, kinh động đến tất cả mọi người. Bát đệ, đây là thế nào? Khốn kiếp, là ai làm? Bọn người Triệu Thế Võ đuổi tới, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đây là sư phụ ta, Khương Phàm, nhanh nhanh nhanh, cứu người. Lý Dần khôi phục hình người, đưa Khương Phàm tới trong tay bọn họ. Đây là Khương Phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thế Kinh tranh thủ thời gian nhận lấy, mặc dù toàn thân Khương Phàm đã bao trùm áo giáp, nhưng mặt đã be bét máu thịt, cổ thì đứt gãy, máu tươi thuận mặt nạ tuôn ra bên ngoài. Ta cũng không rõ ràng, là Tô Huyên của Cổ Hoa đột nhiên tập kích bọn hắn. Lý Dần lo lắng, chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ bị thương thành như thế này. Tô Huyên, tiện nhân! Đám người Triệu gia giận tím mặt. Hung Linh Hầu lâm vào hỗn loạn. Khẩn cấp cứu chữa Triệu Thế Hùng cùng Khương Phàm đang hấp hối, cũng nhanh chóng xuất động cường giả, đuổi bắt đội ngũ Cổ Hoa. Cũng dám ám sát trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới cùng Tiểu Hầu gia hầu phủ trước mặt mọi người ngay tại Chiến Quốc, đây không thể nghi ngờ chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ khi bá vương Chiến Quốc sáng lập đến nay. Hung Linh Hầu Triệu Thời Việt đồng thời được Thạch Tượng Quỷ báo cáo. Từ tình huống lúc ấy đến xem, thời gian giống như đọng lại. Nói cách khác, Tô Huyên vận dụng vũ khí thời gian, cấm Nguyên Châu. Triệu Thời Việt tự mình rời khỏi thạch điện, sôi trào lên sát huy vô biên, phóng lên tận trời. Ngươi gây họa, ngươi đã cho chúng ta gây họa rồi. Vì sao không thương lượng với chúng ta? Các cường giả Cổ Hoa kéo lấy Tô Huyên chạy đi. Thương lượng cùng các ngươi. Một đám hèn nhát, các ngươi dám sao? Tô Huyên bi phẫn, thất bại sao? Nàng đã đánh cực hết thảy điên cuồng, vậy mà lại thất bại rồi. Nơi này là lãnh địa của Xí Thiên Giới, ngươi giết Khương Phàm, nhị hoàng tử sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết, ngươi là muốn lôi kéo chúng ta chôn cùng sao? Đây là cơ hội duy nhất để giết Khương Phàm, chỉ cần Khương Phàm chết rồi, các ngươi chôn cùng thì như thế nào? Cổ Hoa nơi đó cũng sẽ chỉ ca tụng chúng ta anh dũng. Ngây thơ, hồ nháo, Khương Phàm khiêu khích vạn đạo thần giáo tự nhiên sẽ ra tay, chúng ta cứ việc chờ, tại sao ngươi lại xúc động như vậy? Nếu Xí Thiên Giới đã không tiếc đắc tội vạn đạo thần giáo để muốn bảo vệ được Khương Phàm, nói rõ đã làm tốt chuẩn bị đối kháng cùng thần giáo, vạn đạo thần giáo không mang Khương Phàm đi được. Coi như cuối cùng bọn hắn có thể mang đi, chúng ta cũng không có cơ hội tự tay giết hắn.
Khương Phàm nhất định phải do chúng ta tới giết, ai cũng không thể thay. Tô Huyên tức giận, chỉ vào bọn hắn chửi ầm lên. Ta đều đã ra tay, chuyện đã không có đường sống để lượn vòng nữa, tại sao các ngươi không giết hắn? Tại sao, bọn lão già cổ hủ các ngươi đây, các ngươi là đám phế vật. Im miệng, giết hắn, nhị hoàng tử còn có đường sống sao? Khương Phàm chết chính là chết rồi, đối với xí thiên giới chính là không có giá trị, nhiều nhất chỉ là tổn hại mặt mũi, chúng ta lấy ra đầy đủ thành ý bồi thường, xin lỗi, đều có thể. Ngươi im miệng đi, ngươi gây họa, ngươi muốn hại chết chúng ta. Một đám lão phế vật tham sống sợ chết. Bọn hắn không để ý ánh mắt thành khu ven đường, cứ liên tục xôi trào cường quang vô tận, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi bá vương chiến quốc. Khi bọn hắn đuổi tới phần khu thứ 7, đội ngũ huyền nguyệt cũng mới đi đến nơi này. Đội ngũ cổ hoa, ha ha, không phải không đi sao? Tiêu Lạc Triều cười lạnh. Hình như hơi lạ, gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ Khương Phàm đi khiêu khích bọn hắn rồi, hù dọa bọn hắn rồi? Cũng không thể trở thành bộ dáng này chứ. Các cường giả huyền nguyệt ngắm nhìn không chung, đưa mắt nhìn cường giả cổ hoa xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, một khắc không ngừng, phóng tới cửa thành chiến quốc. Dừng lại. Bọn thủ vệ bên ngoài tường thành xa xa nhìn thấy bọn hắn, nhanh chóng bay lên không, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng không kiêng nể gì mà xông ra ngoài như thế, bọn hắn nhất định phải ngăn lại. Ông! Tường thành cũng ngay lập tức dâng lên cường quang, hình thành bình chướng chặn đường. Các cường giả cổ hoa liên tiếp dừng lại, khống chế Tô Huyên lại, sau đó cười bồi nói. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn cùng vạn đạo thần giáo bàn bạc, còn xin cho đi. Thủ vệ thống lĩnh cầm trọng đao trong tay, uy nghiêm rằng co. Bất luận kẻ nào xuất nhập chiến quốc, đều phải qua cửa thành. Thật có lỗi, mới đến, không hiểu quy củ, là chúng ta mạo phạm. Cổ hoa các cường giả ngắm nhìn đội ngũ thần giáo trong hoang dã ở ngoài thành, còn chưa đi xa. Chỉ cần xông ra khỏi cửa thành, liền có thể cầu cứu nơi đó. Mà số lượng lớn cường giả của cổ hoa hoàng thành bọn hắn còn ẩn núp ở bên ngoài, cũng có thể tiến hành ngăn cản. Tản năng lượng ra, áp chế linh văn, từ cửa thành rời khỏi. Thủ vệ thống lĩnh thấy bọn hắn thái độ không sai, cũng không còn cảnh giác. Đúng đúng đúng. Các cường giả cổ hoa hoàng thất ra hiệu lẫn nhau, đều tản ra năng lượng sau đó trở xuống trên mặt đất. Duy trì mỉm cười, đi tới cửa thành. Thủ vệ thống lĩnh cũng đưa tay ra hiệu bọn thủ vệ không cần khẩn trương, đồng thời tản ra bình chướng bảo vệ. Biển người trước cửa thành nhanh chóng tản ra, tránh ra một con đường cho hoàng tộc cao quý. Các cường giả cổ hoa hoàng thất tận lực duy trì vẻ mặt ổn định, còn khẽ vuốt cằm với bọn thủ vệ, xem như chào hỏi. Nhưng, khi bọn hắn xuyên qua cửa thành, bọn thủ vệ đều mẫn cảm tập trung vào Tô Huyên ở bên trong mặt mũi tràn đầy tức giận. Đầu tóc rối bời, mà còn máu me khắp người. Dừng lại, nàng làm sao thế? Một vị thủ vệ đội trưởng bước về phía trước chặn đường. Bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nàng là ai? Tô Huyên, thê tử đại hoàng tử đã chết của cổ hoa hoàng thành chúng ta. Ai nàng đánh thành như thế này? Chỉ là chuyện của chúng ta, các ngươi không cần quan tâm. Cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Các cường giả cổ hoa đều nhanh đi mấy bước, muốn đi qua cửa thành. Thế nhưng ở thời điểm này, hung linh hầu triệu thời Việt đã xuất hiện ở phương xa, liệt diễm màu đỏ cuồn cuộn ngập trời, nhìn như nung đỏ cả bầu trời. Sát lục huyết viêm nóng nảy lại bạo ngược, như con sông máu đang cuồn cuộn lao nhanh, lại như ác thủ oán linh vô tận đang gào thét. Tràng diện rung động mà càng kinh khủng. Triệu thời Việt kéo lấy huyết viêm lướt qua trời cao, thẳng đến cửa thành xa xa. Các thành khu ven đường nhanh chóng yên tĩnh, vô số con dân run rẩy, phần lớn đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới nghe được bá vương đã cưỡng ép đuổi vạn đạo thần giáo đi, tại sao hung linh hầu lại nổi giận? Hung linh hầu. Sắc mặt thủ vệ thống lĩnh hơi biến đổi, ánh mắt lập tức quét về phía đội ngũ cổ hoa. Đi. Các cường giả cổ hoa lại không che giấu, phóng thích năng lượng vọt mạnh ra phía ngoài. Cản bọn họ lại. Thủ vệ thống lĩnh lập tức thét lên ra lệnh, thế nhưng cửa thành nguy nga to lớn, há có thể nói đóng liền có thể đóng lại. Huống chi, trong ngoài cửa thành đang có số lượng lớn biển người ra vào. Dừng lại, lập tức lui về chiến quốc. Bọn thủ vệ nhanh chóng chặn đường. Giết! Gương mặt của các cường giả cổ hoa dữ tợn, mang theo Tô Huyên điên cuồng trùng sát, hất bay biển người đang chen chúc,
dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi cửa thành. Trong hoang dã mấy chục dặm bên ngoài, đội ngũ tập hợp các cường giả thần giáo đang cùng ẩn núp ở bên ngoài nghe được động tĩnh chiến quốc nơi xa, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nơi đó giống như có loạn. Ai đang xông ra ngoài? Người của Huyền Nguyệt Hoàng triều sao? Bá vương phủ đuổi chúng ta đi không đủ, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép giữ lại Huyền Nguyệt Hoàng triều? Khinh người quá đáng. Hừ hừ, bá vương, chờ xem đi. Toàn bộ đội ngũ vạn đạo thần giáo dừng lại, cường giả bán thánh cảnh đi đến phía trước, lạnh nhạt nhìn qua phương xa. Mặc dù bọn hắn không thể trực tiếp cùng đối kháng bá vương chiến quốc, nhưng nếu như đội ngũ Huyền Nguyệt xông lại, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành bảo hộ. Các cường giả của Huyền Nguyệt Hoàng triều cùng Cổ Hoa Hoàng thành còn ẩn núp ở các nơi trong hoang dã, bọn hắn là phụ trách trợ giúp tiếp ứng. Giờ phút này nghe được chỗ cửa thành có hỗn loạn, cũng đều liên tiếp xuất hiện. Nhưng, khi đám người kia dần dần rõ ràng trong tầm mắt, bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, là người của Cổ Hoa. Mà trong tầm mắt cũng nhanh chóng phóng đại huyết viêm ngập trời, không phải bá vương, mà là hung linh hầu. Xảy ra chuyện gì? Nhanh nhanh nhanh, tiếp ứng bọn hắn. Đám đội ngũ tiếp ứng của Cổ Hoa Hoàng thành lập tức hành động, 300 người, toàn bộ kích hoạt linh văn, nhanh chóng vọt mạnh. Chúng ta cũng tiếp ứng sao? Điêu Lãnh Nguyệt đi đến phía trước đội ngũ thần triều, hơi nhíu mày lên. Bá vương chiến quốc thực sự quá làm càn, làm việc thô lỗ, thái độ ngạo mạn, hoàn toàn không có cấp bậc lễ nghĩa mà hoàng tộc đan đạo nên có. Các ngươi ở lại nơi này. Bán thánh thần giáo hơi do dự liền muốn tự mình tiếp ứng, không thể để cho người của chiến quốc tùy ý làm bậy như vậy. Nhưng, không đợi hai chi đội ngũ tụ hợp Cổ Hoa, cũng không đợi thần giáo bán thánh ra tay, Triệu Thời Việt đột nhiên dừng ở giữa không trung, hai tay nhúc nhích, xiềng xích vỡ nát, phong ấn được giải trừ, hai con mắt biến thành vòng xoáy màu máu. Thoáng chốc, khí tức sát phạt thảm liệt mãnh liệt lao ra, như giang hà nộ trào, tuôn ra giữa trời. Tầng mây băng diệt, đất trời yên tĩnh. Sát lục huyết viêm mang theo khí tức sát lục đặc hữu trong thời gian rất ngắn đã quét sạch gần trăm dặm, bao phủ toàn bộ hoang dã. Bất luận là bọn người Tô Huyên đang chạy đi, hay là đội ngũ tiếp dẫn của Cổ Hoa, bất luận là đội ngũ Huyền Nguyệt tiếp dẫn vừa mới thở phào, hay là các cường giả thần giáo ở nơi xa, thậm chí là người của chiến quốc ở gần cửa thành, đều ở trong chớp mắt như bị sét đánh, ý thức nhói nhói, ánh mắt hoảng hốt. Từng luồng dục vọng giết chóc thảm liệt từ sâu trong linh hồn phun trào ra, nhanh chóng quét sạch toàn thân, trùng kích ý thức. A! À, mấy vạn người kêu gào thảm thiết, hai mắt huyết hồng, gương mặt dữ tợn. Trong lúc bất chợt, bọn hắn như bị kéo vào chiến trường giết chóc vô tận. Bầu trời nơi này đã mang theo màu máu, yêu dị, khủng bố. Đại địa nơi này đã đổ máu, mùi tanh xông vào mũi. Vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau. Huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt bi tráng. Số lượng lớn ác linh đang gầm thét, nương theo sát khí màu đen, chật ních cả đất trời. Thậm chí có người còn trừng mắt con mắt đỏ ngầu giết tới phía bọn hắn, bộ dáng kia giống như là dã thú đang nổi điên. Quá đột nhiên, bọn hắn sợ hãi, tuyệt vọng, bọn hắn giá lạnh, sợ sệt, sau đó lâm vào điên cuồng. Triệu Thời Việt, hơn 30 dặm bên ngoài, cường giả bán thánh của thần giáo đảo mắt thanh tỉnh. Phát ra tiếng giống to uy nghiêm. Tử khí uy nghiêm chấn mở, khuấy động hoang dã, trọi cứng với khí tức sát phạt thảm liệt, bao phủ xung quanh đội ngũ thần giáo. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt liên tiếp bừng tỉnh, ánh mắt lắc lư, sợ đến xanh mặt lại. Bọn hắn trong bất chi bất giác đều ngồi trên mặt đất, gắt gao nắm chặt nắm đấm, kéo căng lấy thân thể, có một số kẻ còn đều bị mồ hôi ướt nhẹp toàn thân. Mà, cho dù đánh thức, nhưng ý thức vẫn hoảng hốt lại hỗn loạn. Không ngừng nổi lên suy nghĩ giết chóc, còn có tuyệt vọng, cảm giác lạnh như băng. Vẻ mặt của bán thánh nghiêm trọng, không hổ là sát lục chi hỏa diễn biến sát lục huyết viêm, quả thực là vì giết chóc mà sinh. Mặc dù hắn là thiên phẩm linh văn bán thánh, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được áp lực. Thế gian này kỳ thật có rất hiếm thấy chí tôn thánh văn có tiềm lực đối kháng thiên phẩm, sát lục huyết viêm không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Triệu Thời Việt đứng giữa trời. Vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, mất đi xiềng xích áp chế khí tức sát lục giống như sóng biển dâng trào, chồng chất phấp phới trên khung trời. Hắn giơ tay lên, chỉ đội ngũ Cổ Hoa phía xa nơi xa đang tuyệt vọng kêu rên. Ầm ầm, sát lục huyết viêm bạo động kịch liệt, bọn chúng cực kỳ sền sệt, giống như là dung nham, nhiệt độ không cao,
lại tràn ngập tiếng rít thê lương. Huyết viêm tuôn vọt về phía trước, hóa thành huyết xà tà ác, miệng đầy răng nanh, con mắt nổi cao, bọn chúng dương cánh lao vùn vụt, xuyên thủng hơn 20 dặm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về bọn người Tô Huyên đang ngồi liệt ở nơi đó gào thảm. Phốc phốc phốc, huyết xà liên tiếp cuốn lấy bọn hắn, mở ra miệng to cắn một cái vào mặt, kịch liệt nhúc nhích, thuận miệng nuốt vào trong thân thể. A, à, toàn thân bọn họ căng cứng, tập thể ngẩng đầu, kêu rên thảm liệt. Trong hoang dã vô tận giống như thanh âm quỷ kêu, khiến cho người người sợ hãi. Bọn hắn run rẩy, thất khiếu rớm máu, da thịt huyết hồng, từ hài cốt đến linh hồn đều nhận lấy khó tàn phá có thể tưởng tượng được. Triệu Thời Việt, vì sao lại đuổi bắt đại biểu cổ hoa? Bán thánh thần giáo khẽ nhíu mày, đi tới không trung, cách rất xa rằng co với Triệu Thời Việt. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt lần lượt đứng lên, kinh hồn khó định. Rốt cuộc xí thiên giới có phải thế lực trung lập hay không? Tại sao bá vương chiến quốc tất cả đều là người hung tàn bá đạo như thế này? Triệu Thời Việt lạnh lùng nói. Cổ hoa Tô Huyên vận dụng cấm nguyên châu, ám sát trưởng lão Khương Phàm của xí thiên giới ta, chặt đứt ngang Triệu Thế Hùng, hài tử ta. Bán thánh thần giáo khẽ nhíu mày, thầm nghĩ thật hồ nháo. Đã chết rồi sao? Điêu Lãnh Nguyệt nhịn không được hỏi. Dùng cấm nguyên châu ám sát Khương Phàm. Hoàn toàn là bất chấp hậu quả muốn cùng Khương Phàm đồng quy vu tận sao. Tô Huyên đây là dũng cảm, hay là điên cuồng? Các ngươi muốn nhúng tay. Triệu Thời Việt không để ý đến, mà là phất tay lên, sát lục huyết viêm lần nữa nhấc lên, hóa thành xiềng xích cuồng kích đầy trời. Phần đầu xiềng xích vô cùng sắc bén, kéo lấy xiềng xích xông qua 20 dặm, hung hăng đánh về phía cường giả cổ hoa đang gào thảm. Phốc phốc phốc, các cường giả cổ hoa bất luận mạnh yếu, toàn bộ đều bị xuyên thủng lồng ngực, sau đó bị kéo lấy bay qua bầu trời, về tới sau lưng Triệu Thời Việt. 300 người, cứ như vậy mà bị treo ở trên trời, kêu vô cùng lương thảm thiết. Huyết viêm đốt là huyết nhục, xương cốt của bọn hắn, cũng thiêu đốt linh hồn, thậm chí là ý thức của bọn hắn. Bọn hắn đau đến không muốn sống, giống như bị cắm vào bên trong luyện ngục của địa ngục. Từ thân thể đến linh hồn đều đang chịu đựng tra tấn dày vò cực kỳ tàn ác. Các cường giả thần giáo lần nữa nhíu mày, thật ác độc. Đường đường là hoàng tộc đan đạo, vậy mà lại bồi dưỡng được một hầu gia đáng sợ như thế này, thật sự để cho người ta khó mà tiếp nhận được. Ta rất muốn lĩnh giáo thực lực hung linh hầu của xí thiên giới, nhưng tình huống đặc thù, thần giáo sẽ không lại nhúng tay. Bán thánh thần giáo lắc đầu, tản ra khí thế cường đại. Mặc dù bọn hắn là hoàng đạo, nhưng cường long khó ép địa đầu xà. Đối mặt xí thiên giới bày ra bá đạo tư thái, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Mau rời khỏi Tây Nam. Triệu Thời Việt khống chế xiềng xích, kéo lấy 300-400 vị cường giả cổ hoa đang gào thảm, đi qua hoang dã, trở lại chiến quốc. Từ phía ngoài cùng thẳng đến khu thứ ba. Triệu Thời Việt tràn ngập sát khí giá lạnh, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhanh chóng yên tĩnh náo nhiệt của chiến quốc. Vô số người dùng mình, cũng không dám thở mạnh. Hoảng sợ đưa mắt nhìn hung linh hầu trở về. Bọn người Tiêu Lạc Triều kinh ngạc nhìn một màn này, từ trong lòng bất chợt lạnh lên. Nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về Tây Bắc. Thương thế của Triệu Thế Hùng vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ nội tạng đều bị xé nát, ngay cả trái tim quan trọng cũng không may mắn thoát khỏi. Nghiêm trọng hơn chính là phần eo bị đứt gãy của hắn không phải vết thương bình thường, mà là năng lượng thần nhãn của Khương Phàm quét ra. Bên trong ẩn chứa khí tức yêu hỏa mãnh liệt, dọc theo thương thế lan tràn toàn thân, tàn phá huyết nhục, đốt cháy khí tức sinh mệnh. Liên tục 10 viên đan dược lục phẩm trở xuống, đều không thể ổn định thương thế cho hắn được. Bọn hắn không thể không lấy ra đan dược chuẩn thánh phẩm chân tàng, cho Triệu Thế Hùng dùng, cũng phái người tiến về xí thiên giới mời luyện đan sư của phe phái Triệu ra tới, thay Triệu Thế Hùng kiểm tra toàn diện thân thể, để tránh để lại tai họa ngầm. Tổn thương mà Khương Phàm nhận cũng rất nghiêm trọng, nhưng khi hơi khôi phục chút ý thức cũng trực tiếp thả ra, tiểu niết bàn thuật, phối hợp với việc liên tục ăn vào 10 viên đan dược, rất nhanh đã ổn định thương thế. Cổ hoa nuôi chó ngoan thật, đầu tiên là Tô Nhã, sau đó lại là Tô Huyên, đều là tên điên không quan tâm chuyện gì. Khương Phàm xác thực không ngờ tới Tô Huyên lại ở chỗ này, dưới tình hình như thế, trực tiếp tập kích hắn. Hồi tưởng tình huống lúc đó. Cường giả cổ hoa hẳn là đều không biết chút nào. Nếu như không phải hắn trời sinh tính nhanh nhẹn, quả quyết kích phát bát hoang chiến trụ,
nói không chừng đã bị đập nát. Nguy hiểm thật. Quanh năm đánh ưng, không nghĩ tới bị ưng mổ vào mắt. Triệu Thế Hùng thế nào? Khương Phàm chống người lên, tiếp tục dùng đan dược, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa, điều trị thương thế. Thương thế của cơ thể không tính là nghiêm trọng là ở đâu? Vẫn hỗn loạn, từng trận đau nhức tiếp tục, nở rộ. Sư phụ! Vẻ mặt Lý Dần quái dị, đứng bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài Hung Linh Hầu Phủ. Ta không sao, không cần lo lắng. Khương Phàm xuống giường, chuẩn bị đi xem Triệu Thế Hùng một chút. Ta có loại, rất quen thuộc cảm giác. Lý Dần nhẹ giọng nói nhỏ. Thế nào? Khương Phàm lúc này mới chú ý tới thể hiện của Lý Dần có chút quái dị. Giống như có gì đó đang triệu hoán ta. Lý Dần hoảng hốt, đáy mắt sáng rực lúc ẩn lúc hiện. Triệu hoán. Khương Phàm kỳ quái nhìn hắn. Giống như. Lý Dần thì thào khẽ nói, đôi mắt sáng rực nhanh chóng ảm đạm, tiếp đó lại nổi lên huyết quang. Giống như cái gì? Nói không rõ ràng, mười mấy phút trước đột nhiên xuất hiện. Khương Phàm đang muốn khẽ động trong lòng, nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là phân thân mới? Lúc trước tại Vương quốc Hắc Ám, hắn đã từng dùng Lý Tịch hấp dẫn qua Lý Dần, tình huống hai người cũng là như vậy. Người đi ra ngoài, đến trong viện. Khương Phàm kéo cửa phòng ra. Lý Dần trước đó lo lắng Khương Phàm, từ đầu đến cuối vẫn đang cố gắng khắc chế sự triệu hoán kia, bây giờ Khương Phàm tỉnh, lại cổ vũ hắn rời khỏi, ý thức giống như đột nhiên liền chạy đi. Hắn ra khỏi phòng, vẻ mặt hốt hoảng, kinh ngạc nhìn qua phương xa, tơ máu ở hai mắt cũng càng ngày càng nặng. Hắn thế nào? Triệu Thế Võ phụng mệnh canh giữ ở trong viện Khương Phàm. Lý Dần giống như đã quên đi bản thân mình, quên đi hoàn cảnh xung quanh, thất hồn lạc phách đi ra ngoài sân nhỏ. Khương Phàm chau mày, hỏi Triệu Thế Võ. Mười mấy năm trước bá vương chiến quốc có tới qua một người họ Lý hay không? Hắn không phải là người của gia tộc nào đó, nhưng có linh văn của gia tộc kia, hơn nữa còn là thánh phẩm linh văn. Triệu Thế Võ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không có quái nhân nào như ngươi nói. Cũng có thể là khác họ. Cái họ gì cũng đều không có. Ngươi thấy Lý Dần, có cảm giác quen thuộc hay không? Chính là bên trong chiến quốc có truyền nhân thánh phẩm rất giống hắn hay không? Cũng không có. Suy nghĩ kỹ một chút. Ta sinh ra ở chiến quốc, lớn lên ở chiến quốc, ta quen thuộc mỗi một gia tộc ở nơi này, mỗi một thế lực. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Không phải người của chiến quốc sao? Chẳng lẽ là người của thế lực khác? Khương Phàm mang theo hiếu kỳ, đuổi theo Lý Dần. Lý Dần xuyên qua Hung Linh Hầu Phủ, đi đến trên đường, được triệu hoán dẫn dắt đi lên phía trước. Khương Phàm yên lặng đi theo, vừa quan sát trình độ, mê thất của hắn, phán đoán khoảng cách cùng, phân thân, một bên quơ độc nhãn, quan sát đến dòng người xung quanh. Nếu Lý Dần có thể cảm nhận được triệu hoán, vị phân thân thứ ba hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Loại cảm ứng này là lẫn nhau.